Y đạo quan đồ, Trương Nhất châm. Chương 821, xung động là ma quỷ hai. Cảnh sát lạnh lùng nói, anh không được đi. Lương Đông Bình suýt nữa thì bật khóc, đồng chí si cảnh sát, tôi đi theo xem thôi, tôi chỉ xem thôi, tôi lo lắng muốn chết rồi. Sớm biết vậy thì lúc trước cớ sao lại làm thế? Trương đại quan nhân bị đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ khoa cấp cứu đi tới bên cạnh hắn, giả vẻ sờ sờ ngắm ngắm, bị sao vậy? Lương Đông Bình ghé vào dưới sự trông chừng của hai cảnh sát, hắn nói: "Tôi chỉ dùng xe đạp huyết nhẹ hắn một cái. Tai nạn xe cộ à? Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Đông Bình nói: Thế mà cũng gọi là tai nạn xe cộ à? Bác sĩ tức giận nói: Xe đạp không gọi là xe à? Y ngồi ở đó kê đơn, chụp CT toàn thân đi, xem có bị gãy xương không, rồi lấy máu nữa, xem gan thì có bị thương không. Đúng rồi, anh đâm anh ta vào đâu? Lương không nói gì một gã cảnh sát nói nghe nói là ở bên dưới bác sĩ như hiểu ra gì đó chẳng trách lại nặng như vậy vẫn còn sống thì chắc là bị đâm vào tinh hoàn rồi chụp ct tinh hoàn đi thực tập sinh đứng ở bên cạnh kê đơn có chút khó xử trên danh sách chụp ct không có một kiểm tra tinh hoàn hắn thỉnh giáo vị lão sư này chụp ct tinh hoàn ư bác sĩ gật đầu nói đúng rồi chụp ct tinh hoàn trương đại quan nhân nằm ở trên giường mà trong lòng mừng thầm con mẹ nó Thằng ôn này tuyệt đối là lang băm, kỳ thật cũng không trách được bác sĩ người ta, hiện tại kiểm tra CT được trích phần trăm, bác sĩ khoa cấp cứ chỉ cần gặp loại bệnh nhân do tai nạn xe cộ này, ai mà không kiểm tra từ đầu đến chân, một bộ phận được trích ít phần trăm, phí kê đơn cũng rất dụ người. Rất nhiều bác sĩ khoa cấp cứu hầu như đều nhờ khoản này mà kiếm tiền. Audio điện tử võ tấn bền Thực tập sinh lập tức kê ra một đống đơn, chỉ kiểm tra CT thôi đã 2.000 đồng rồi, Đông Bình không mang theo nhiều tiền như vậy, hắn cũng không phải đau lòng vì tiền, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, tốn chút tiền coi như là bị xui xẻo, cảnh sát tháo còng cho hắn, lương Đông Bình không có di động, chỉ có thể cầm lấy di động của Trương Dương để gọi cầu viện. Hắn trước tiên gọi điện thoại về đơn vị, tài vụ của đơn vị vẫn chưa về, nhưng tài vụ nói muốn vay tiền thì phải được tổng biên tập đồng ý, lương Đông Bình chỉ có thể gọi điện thoại cho thân thích trong nhà, gọi một vòng vẫn không có kết quả gì, bị bước vào đường cùng hắn nhớ tới Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục tuy rằng đã tắt điện thoại, nhưng Lương Đông Bình có cách liên hệ với y, hai ngày nay Lý Đồng Dục thủy chung điều khiển từ xa, Lương Đông Bình đã chuẩn bị trước bản thảo, chuẩn bị tiếp tục đưa tin về sự kiện xí nghiệp Nam Tích tài trợ. Khi hắn gọi điện thoại đi khắp nơi vay tiền, hai cảnh sát cũng nóng nảy nói với bác sĩ, tôi nói này bác sĩ, trước tiên kiểm tra cho bệnh nhân đã, tiền không quyệt đâu mà lo. Bác sĩ nói, chuyện này tôi không phụ trách, các anh tìm đơn vị hành chính ấy, lúc này kiều mộng viện đã vội vã chạy tới nhìn thấy trương dương nằm ở đó không nhúc nhích tim lập tức trầm cô ta mặc kệ xung quanh có nhiều người xông lên nắm tay trương dương hớt hải hỏi trương dương anh tỉnh lại đi anh tỉnh lại đi trương dương cầm tay kiều mộng viện trong lòng rất ấm áp kiều mộng viện nghe thấy mình bị thương ngay lập tức chạy tới đủ thấy địa vị của mình trong lòng cô ta kiều mộng viện cảm thấy trương dương chủ động cầm tay mình lúc này mới hơi an tâm cô ta nói khẽ anh không sao chứ Trương Dương mở hé mắt, trình độ diễn trò của thằng ôn này càng ngày càng cao, suy yếu vô lực nói chắc. Chắc không chết được. Đông Bình ở đằng kia đang ôm điện thoại khóc lóc kể lể với Lý Đồng Dục, tổng biên tập Lý, chuyện thật sự rất phiền toái, anh mau giúp tôi với, anh nhất định phải giúp tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tất cả, trong lòng cười lạnh, con mẹ nó, Lý Đồng Dục, lão tử không tin không tìm thấy mày. Lương Đông Bình chỉ là một mồi nhử, Lý Đồng Dục mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Lý Đồng Dục hỏi rõ tình huống trong điện thoại, an ủi Lương Đông Bình, "Tiểu Lương, cậu đừng khẩn trương, không việc gì phải sợ cả, xe đạp đâm một cái, nghiêm trọng làm sao được chứ." Tên tiểu tử đó quỷ kế đa đoan, có phải là bị thương thật hay không thì vẫn chưa biết, "Cậu đừng sợ, tôi lập tức sẽ bảo tài vụ tới." Lý Đồng Dục đối với Lương Đông Bình vẫn rất không tồi. Lương Đông Bình nói, "Tổng biên tập Lý, anh có phải nên tự mình tới một chuyến hay không? Cảnh sát vừa rồi đã còng tay tôi lại." Lý Đồng Dục nói, dựa vào gì mà còng cậu, cảnh sát cũng phải giảng đạo lý, xe đạp mà gây ra được tai nạn à. Đúng là trò cười, có tai nạn sao họ không gọi 112. Còng cậu ư, là tội hình sự chắc, nhãn giới của Lý Đồng Dục khác với Lương Đông Bình, y cảm thấy chuyện này có thể là một âm mưu, là âm mưu mà Trương Dương bày ra nhằm vào nhật báo Đông Nam của bọn họ. Trong mắt âm mưu ra, bất kỳ ai cũng đều là âm mưu ra. Lương Đông Bình lắp bắp nói, tổng biên tập lý, Tôi vì là muốn gọi điện thoại cho ngài cho nên bọn họ mới tháo còng. Lý Đồng Dục nói, cậu chờ đó, tôi lập tức sẽ dẫn người tới. Nghe Lý Đồng Dục nói như vậy, Lương Đông Bình liền vững dạ hơn, hắn đưa di động của Trương Dương cho một gã cảnh sát trong đó, lãnh đạo của chúng tôi sẽ tới ngay. Cảnh sát nói, kiếm được tiền chưa? Lương Đông Bình gật đầu. Kiều Mộng Viện nói kiểm tra trước đi đã, tôi sẽ lo tiền, Trương Dương kéo tay cô ta dùng truyền âm nhập mật nói tôi không sao chính là muốn lợi dụng chuyện này để bước lý đồng dục ra kiều mộng viện nghe thấy câu này thật sự có chút dở khóc dở cười trương dương cũng đúng là thất đức thật làm chuyện gì cũng bất chấp thủ đoạn ngay cả chiêu này cũng dùng được bác sĩ dục hiện tại không quan tâm ai đúng ai sai cứu người quan trọng hơn nếu không mau chóng kiểm tra vạn nhất bệnh nhân bị tổn thương nội tạng dẫn tới đại xuất huyết thì muộn đấy kiều mộng viện tuy rằng biết trương dương đang giả vờ nhưng vẫn có chút lo lắng, nói khẽ, làm kiểm tra trước đi, chi phí tôi sẽ ứng. Một gã cảnh sát trong đó nhìn Lương Đông Bình, anh không có nổi một đồng nào à? Lương Đông Bình lấy ví tiền ra, bên trong chỉ có hai ba trăm đồng, Lương Đông Bình này rất coi trọng tiền, nhưng lúc này lại không thể không tỏ thái độ, tên cảnh sát đó giật lấy ví tiền, rút tiền ở bên trong ra, anh thật đúng là, đâm xe làm người ta bị thương, anh đợi bị truy cứu trách nhiệm đi. Kiều Mộng Viện đã nội tiền xong, lập tức có mấy người đẩy Trương Dương vào phòng chụp CT, đi tới trước cửa CT, tổng biên tập lý đồng dục của Nhật Báo Đông Nam dẫn hai phóng viên chạy tới. Chuyện đầu tiên khi hắn tới chính là đòi xem danh sách khám, sau khi nhìn thấy phải chụp CT tinh hoàn, Lý Đồng Dục không khỏi cười lạnh một tiếng, chụp CT tinh hoàn à, mới mẻ quá nhỉ. Kiểm tra CT đã 2.000 đồng, hiện tại bác sĩ bệnh viện được trích phần trăm nhiều quá. Hai phóng viên đi cùng cầm mấy ảnh chụp danh sách kiểm tra. Lương Đông Bình thấy Lý Đồng Dục tới, giống như xin giúp đỡ đi tới bên cạnh y, tổng biên tập Lý, tôi chỉ dùng xe đạp nhẹ nhàng huyết hắn một cái, tôi thực sự không làm hại hắn, là hắn bám lấy tôi trước. Lý Đồng Dục nhìn thoáng qua Trương Dương trên xe đẩy, đừng sợ, nếu thực sự có chuyện gì thì cũng còn có toàn soạn, nhưng nếu thật sự có người giả bệnh chơi chúng ta, thì không dễ dàng vậy đâu. Lý Đồng Dục rõ ràng rất vững dạ. Kiều Mộng Viện nghe thấy câu này, không khỏi có chút phẫn nộ, Bất kể Trương Dương có phải giả vờ hay không, các nói chuyện của Lý Đồng Dục này cũng quá là khiến người ta tức giận. Cô ta không khỏi ngẩng đầu chừng mắt lườm Lý Đồng Dục một cái. Lý Đồng Dục nhìn thấy Kiều Mộng Việt, trong lòng không khỏi ngẩn ra, y không ngờ con gái của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng lập tức y lại nghĩ ra gì đó, trong lòng mừng rơn. Nhân viên công tác của phòng chụp CT vừa hay gọi tên Trương Dương, Kiều Mộng Việt và nhân viên công tác cùng nhau đẩy Trương Dương vào. Lý Đồng Dục đầy trào phúng nói, chụp CT tinh hoàn, không sợ bị tia x-quang làm vô sinh à. Hai phóng viên đi cùng y chụp danh sách kiểm tra xong, lại chụp hai cảnh sát đó, cảnh sát nổi giận, chỉ vào phóng viên quát anh làm gì thế. Ảnh hưởng đến công vụ của chúng tôi. Lý Đồng Dục cười nói, thấy hai vị đồng chí cảnh sát chuyên nghiệp như vậy, chúng tôi đương nhiên phải chụp vài bước rồi, để làm tuyên truyền cho các anh, để tất cả người dân Bình Hải đều biết hai vị cảnh sát nhiệt tâm các anh. Chuyện phóng viên tới bệnh viện lập tức được truyền đi ra ngoài, sau khi nghe thấy tin tức, chư C ban hành chính bệnh viện và bác sĩ của khoa cấp cứu đều tới. Những năm nay ai cũng biết phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên, bệnh viện cũng sợ bị đưa tin bất lợi, tên bác sĩ của khoa cấp cứu cũng trột dạ, y cho kiểm tra CT Trương Dương từ đầu đến chân kiểm tra thật ra cũng không cần thiết, chủ yếu vẫn là muốn được trích phần trăm nhiều hơn, một tấm 10 đồng, nhưng y ngàn vạn lần không ngờ lại dẫn tới cả phóng viên. Lý Đồng Dục nghe nói y chính là bác sĩ đã kê danh sách, bước nhanh tới nói: "Bác sĩ, xe đạp đụng nhẹ một chút mà phải kiểm tra CT toàn thân, chụp CT tinh hoàn chúng tôi công nhận, nhưng đầu và tứ chi có cần thiết không?" Chương 822: Xung động là ma quỷ ba. Bác sĩ khoa cấp cứu cũng đã biết thân phận của Lý Đồng Dục, y cố giả vờ chấn định nói: "Xe đạp phóng nhanh đâm ngã người ta, có lẽ bệnh nhân không bị va chạm trực tiếp." nhưng khi ngã xuống đất rất có thể sẽ khiến cho các bộ vị khác của thân thể bị thương. Chấn động não, gãy xương đều có thể mà. Lý Đồng dục nói, lạ ghê, xe đạp đụng một cái mà có thể khiến người ta bị thương nặng như vậy, vị tiểu đồng chí này là người thủy tinh à. Có điều cũng phải nói, phí kiểm tra của bệnh viện các anh cao quá đó. Bác sĩ nói, anh có ý gì? Tôi là dựa theo quy trình bình thường mà xử lý, nếu bệnh nhân thật sự có chuyện lại bởi vì kiểm tra không được đầy đủ mà xảy ra sơ sẩy, các anh có gánh được trách nhiệm lớn như vậy không? Lý Đồng Dục còn lâu mới bị bác sĩ này dọa, y trải đời nhiều rồi, màn đen của bệnh viện y biết rất nhiều. Lý Đồng Dục cười nói, không có gì, khám bệnh thì chúng tôi phối hợp, trước đây đều nghe nói phí kiểm tra của bệnh viện rất cao, hôm nay coi như đã được chứng kiến rồi, ai cũng nói là kê đơn còn được trích phần trăm, không biết có chuyện này hay không nhỉ? Bác sĩ đó tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng nhưng trong lòng thì rất sợ. Trực ban hành chính nói: "Tôi bảo này vị đồng chí phóng viên, trước tiên vẫn phải khám bệnh đã, người bị thương không sao là tốt nhất, kiểm tra toàn diện để được an tâm đi." Lý Đồng dục cười ha ha, y nhìn đám người này, thầm nghĩ trong lòng, một đám không biết sống chết, xe đạp gây tai nạn, kiểm tra CT toàn thân, chụp CT tinh hoàn, phí kê đơn. Một loạt những thứ này đều là đề tài mẫn cảm trên xã hội, các người cứ ở đó mà nhảy nhót đi đợi lát nữa chỉ cần kết quả kiểm tra chứng minh Trương Dương không sao, tôi sẽ cho các người biết sự lợi hại của giới tin tức. Hôm nay anh kê phí kiểm tra 2.000 đồng cho chúng tôi, lát nữa tôi sẽ bắt bệnh viện của các anh phải trả lại gấp 10, gấp 20 lần. Lý Đồng Dục có lòng tin như vậy, y cũng không lo lắng nữa, bởi vì y đoán chắc một chuyện, tôi có trăm phần trăm là đang giả vờ, thằng nhóc mày không phải là đang giả vợ ư. Hôm nay tao sẽ tương kế tự kế, tao sẽ đưa âm mưu quỷ kế của mày ra ngoài ánh sáng, Tao sẽ khiến cho mày không ngẩng đầu lên được ở Bình Hải nữa." Trương Dương cũng có mục đích, mục đích của hắn chính là lợi dụng Lương Đông Bình để dụ Lý Đồng Dục ra, hiện tại con cá lớn Lý Đồng Dục đã bị dẫn ra rồi, đều nằm trong kế hoạch của Trương Đại Quan Nhân, một chiếc xe đạp đương nhiên sẽ không thể đâm hắn thành bệnh tật gì, mỗi một bộ phận trên thân thể Trương Đại Quan Nhân đều rất tốt. Sau khi có kết quả, Kiều Mộng Viện thở phào nhẹ nhõm, cô ta đương nhiên không muốn Trương Dương xảy ra chuyện, Lương Đông Bình cũng không muốn Trương Dương xảy ra chuyện tuy rằng hắn không thích Trương Dương. Nhưng Trương Dương nếu có chuyện gì thì hắn cũng không thoát khỏi chế tài của pháp luật. Tên bác sĩ kia cầm kết quả nhìn cả nửa ngày, trột dạ rồi, phải biết rằng tối nay người bỏ tiền là Nhật Báo Đông Nam, Trương Dương có chuyện thì tốt, hiện tại không có chuyện gì, đám người này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Đồng Dục cười đắc ý mà âm hiểm, thằng nhóc, tao biết mày làm trò rồi, chạy tới cửa tòa soạn của chúng tao, còn muốn hãm hại Lương Đông Bình, Hiện tại đã chứng minh được sức khỏe của mày căn bản không có việc gì, chuyện này tao xem mày giải quyết thế nào. Bác sĩ khoa cấp cứu rõ ràng nói chuyện có chút khẩn trương, y đi tới bên cạnh Trương Dương, anh có chỗ nào không thoải mái? Trương Dương nói, bác sĩ, kết quả thế nào? Cả đám người đều nhìn vị bác sĩ này, Lý Đồng dục sẽ chờ chính miệng y nói không có việc gì, y đã hạ quyết định phải đưa tên bác sĩ vô lương kê đơn vô tội vạ này ra ngoài ánh sáng, người dân trên xã hội vốn đã chướng mắt đối với bệnh viện tin rằng tin tức này nhất định có thể dẫn tới sự hưởng ứng cực lớn. Bác sĩ cầm lấy tờ kết quả, giả vờ giả vịt đọc lướt qua, y đang kéo dài thời gian, y đang nghĩ biện pháp, nhưng Trương Dương quả thực không có việc gì, ầm ừ vài tiếng rồi nói tôi thấy hay là nằm viện quan sát đi. Lý Nồng Dục nói, bác sĩ, kết quả đã có rồi, không phải không có việc gì sao? Bác sĩ khoa cấp cứu nói, để ổn thỏa thì. Lý Đồng Dục dơ một sấp đơn kiểm tra còn chưa kịp làm ra, bác sĩ, những cái này có cần thiết phải kiểm tra không? Bác sĩ khoa cấp cứu lúc này trong lòng bàn tay đã ứa suốt mồ hôi, y nhìn Trương Dương nằm ở trên giường lúc này đã khôi phục sắc mặt bình thường, trong lòng thầm kêu khổ thầm kêu khổ, anh sao lại không sao chứ? Y kê nhiều đơn kiểm tra như vậy bản thân đã có vấn đề, người khác không tra thì thôi, một khi tra khẳng định có thể tìm ra lỗi của y, y lại hỏi anh có cảm thấy không khỏe không? Trương Dương nói, phía dưới hơi đầu, những lời này của hắn vừa nói ra, Kiều Mộng viện có chút ngượng ngùng, xoay người, sau đó bước nhanh ra ngoài cửa. Bác sĩ đứng lên, muốn cởi quần Trương Dương, Trương đại quan nhân nói, làm gì vậy? Bác sĩ nói, đừng khẩn trương, tôi giúp anh kiểm tra một chút. Miệng khuyên Trương Dương đừng khẩn trương, nhưng trên mũi y đã đổ mồ hôi, vừa rồi kê rất thống khoái, đến bây giờ mới nhớ tới kiểm tra sức khỏe của Trương Dương, lúc này có phải đã quá muộn rồi không? trương dương nói cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy bác sĩ tôi ít nhất cũng phải giữ chút thể diện chứ bác sĩ lúc này mới nhớ tới chung quanh có nhiều người đứng như vậy y bảo hộ sĩ kéo bình phong trương dương lúc này không ngờ có thể từ trên xe nhảy xuống bác sĩ nói tôi khám giúp anh anh cởi quần ra đi trương dương nói không phải đã làm rồi ư hắn hiện tại không muốn giả vờ bị bệnh nữa lý đồng dục đã tới rồi tóm con cáo giả này lại nói chuyện mới là việc chính nhưng bác sĩ rất chấp nhất, anh cởi quần ra để tôi xem. Trương Dương nhìn vẻ mặt fan xin của thằng ôn này, bắt đầu hoài nghi giới tính của thằng ôn này có vấn đề. Bác sĩ nói khẽ, lúc ấy xe va vào bên nào của anh? Bên trái hay là bên phải? Y hận không thể vươn tay ra cởi quần Trương Dương xuống. Trương Dương nói, bên trái. Hắn cuối cùng vẫn cởi quần ra. Bác sĩ vươn tay ra định sờ, Trương đại quan nhân xuất thân y học chuyên nghiệp, tuy rằng là tốt nghiệp vệ giáo, nhưng vẫn biết quy trình thao tác của bệnh viện, anh không đi găng tay à? Vị bác sĩ khoa cấp cứu này thật sự là là quá khẩn trương, chỉ mong Trương Dương có vấn đề, không ngờ ngay chuyện quan trọng như đi găng tay cũng quên, hiện tại trong đầu chỉ toàn là sắp đơn kiểm tra ấy, đầy đầu đều nghĩ tòa soạn báo 10 phần sẽ tìm y gây chuyện, con mẹ nó đều là bị phí kê đơn làm hại cả, vì chút phí kê đơn này mà lão tử mới thảm như vậy. Khi không xảy ra chuyện thì chỉ chăm chăm kê đơn, một khi gặp chuyện không may, trong nháy mắt đã nhìn ra, tiền bạc là cái rắm. Về sau gặp loại chuyện này, đơn kiểm tra không thể kê mù quáng được. Bác sĩ đeo găng tay vào, sau đó sở trương đại quan nhân hai cái, chỗ đó của trương đại quan nhân thật sự là chưa bao giờ để người cùng giới sở vào, da gà nổi hết cả lên, tôi bảo này, anh có thể nhẹ một chút không? Vị bác sĩ khoa cấp cứu này nói, hình như bên trái so với bên phải thì to hơn một chút. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, anh không phải là nói thừa ư ai mà trả cái to cái nhỏ lão tử còn tính là cân đối đấy cách biệt không lớn bác sĩ khoa cấp cứu lại nói lúc ấy hắn lái xe đâm anh vào bên trái hay là bên phải trương dương nói bên trái thật ra hắn sao có thể để cho người khác đâm mình vào chỗ đó cho dù là xe đạp cũng không được lương đông bình căn bản không chạm vào hắn ngay cả lông tơ cũng không chạm vào thế được rồi bên trái xương to bác sĩ khoa cấp cứu cuối cùng cũng tìm được một lý do có thể giải vây ứng phó với đám phóng viên này. Trương đại quan nhân mặc quần vào, bình phong được kéo ra, cả đám người ùa tới, Lý Đồng Dục nhìn bác sĩ, bác sĩ, thế nào rồi? Tên bác sĩ khao cấp cứu nói, bên trái chắc là bị xe đạp đâm vào, cho nên bị sưng, còn phải kiểm tra tiếp. Lý Đồng Dục tức giận đến nỗi muốn mắng cả mẹ y, bác sĩ này đúng là đồ chết tiệt, Trương Dương hành động tự nhiên như vậy, ai có mắt cũng nhìn ra được là hắn không sao, tên bác sĩ này còn khăng khăng tìm cớ, lý đồng dục nói đã nói là không có việc gì mà bác sĩ nói dẫu sao cũng chỉ là phim có một số bệnh chẩn đoán không thể chỉ dựa vào kết quả chụp phim tinh hoàn là bộ phận cực kỳ yếu ớt đối với đàn ông mà nói thì cực kỳ quan trọng đặc biệt là hắn quay sáng trương dương nói tiểu đồng chí anh đã kết hôn chưa trương dương lắc đầu vậy cũng chưa có con rồi trương dương gật đầu bác sĩ nói có một số tổn thương trong nhất thời bán hội thì không nhìn ra được sao Ngoài mặt thì không sao nhưng chưa chắc đã đúng là vậy. Thằng cha này hôm nay đã hạ quyết tâm rồi, không tìm ra bệnh của Trương Dương thì y tuyệt đối không thôi. Lý Đồng Dục nói: "Bác sĩ, ngài có ý gì?" "Cái nên kiểm tra đều đã kiểm tra rồi, anh còn có ý gì nữa?" Bác sĩ nói: "Lão đồng chí, anh có thể không bận tâm, nhưng người ta còn trẻ tuổi, chưa kết hôn cũng chưa sinh con, vạn nhất bởi vì chuyện hôm nay mà để lại di chứng, ai gánh vác trách nhiệm này đây?" Anh chương 823, giúp anh một chút một. Bác sĩ nói, tôi cũng là nghĩ cho cả hai bên thôi, dẫu sao thì chỗ bị đâm cũng rất mẫn cảm, đối với đàn ông mà nói thì rất quan trọng. Trương Dương nhìn thấy Lý Đồng Dục đang cố nén phẫn nộ, cũng cảm thấy có chút buồn cười, chỉ vì thế mà hắn cảm thấy tên bác sĩ vô lương này trở nên đáng yêu. Mục đích tìm Lý Đồng Dục của Trương Đại Quan Nhân đã đạt được rồi, hiện tại có vị bác sĩ này tận tâm tận lực tìm bệnh của mình như vậy, mình sẽ tương kế tự kế. Lý Đồng Dục nói: Được, vậy kiểm tra toàn diện. Nếu hắn vẫn không sao, tôi nhất định sẽ kiện bệnh viện các anh. Bác sĩ không quên lưu lại đường lui cho mình. Tôi nói là có thể, không sao là tốt nhất. Đừng tưởng chỉ va chạm một chút là không sao, trước đây đã có tiền lệ như vậy rồi. Bởi vì lơ là cho nên về sau dẫn tới bệnh liệt dương, thậm chí là bất lực nữa. Lý Đồng Dục sắp không thể nhịn được nữa rồi, y nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đề tên dư đắc lợi trên ngực tên bác sĩ này dư đắc lợi cái tên này đúng là chuẩn xác bẩn không phải là bẩn bình thường lý đồng dục nói kiểm tra kiểm tra chính thức kiểm tra toàn diện trong lời nói của y đã lộ ra vẻ tức giận trương đại quan nhân bắt đầu đóng kịch vẻ mặt thấp thỏm lo đương nhiên là giả vờ bác sĩ tôi tôi chắc sẽ không bị liệt dương chưa tôi chắc sẽ không bị bất lực chứ dư đắc lợi lại kê đơn xét nghiệm lý đồng dục nhìn thấy bộ dạng kê đơn của y mắt suýt nữa thì tóe lửa Dư Đắc Lợi là người thông minh, y biết hôm nay chuyện này khẳng định sẽ phiền toái, đắc tội với truyền thông tin tức, chỉ cần bị đưa tin, bệnh viện khẳng định sẽ trừng phạt y, có câu là đâm lao thì theo lao, lão tử đã chót làm rồi, đám phóng viên chúng mày không phải muốn tìm thóp của tao ư. Ta sẽ cho chúng mày chọn. Dư Đắc Lợi kê dơn xét nghiệm xong, đưa cho Lương Đông Bình, đi nộp tiền đi, làm kiểm tra. Trương Đại Quan Nhân tự thấy ra mặt rất dày, nhưng hôm nay xem như gặp phải cao nhân rồi, vị dư đắc lợi dư đại phu này ra mặt dày chưa từng thấy, hơn nữa tâm tính của người này tuyệt đối là nhất lưu, trong loại tình huống này vẫn có thể bảo trì chấn định, cũng không phải người thường. Lương Đông Bình hỏi thêm một câu, kiểm tra cái gì? Dư đắc lợi nói, kiểm tra ống dẫn tinh. Lương Đông Bình nói, có cần thiết không? Vạn nhất hắn vốn đã có bệnh này thì sao? Lương Đông Bình cũng thấy kiểm tra là không sao, Lý Đồng Dục lại đã tới rồi, cho nên hắn cũng vững dạ hơn, dám lớn tiếng nói chuyện trương dương vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa anh con mẹ nó mới có bệnh này ý lão tử rất bình thường lý đồng dục lúc này đã tỉnh táo lại nghĩ thầm thằng ôn này thích chơi nhau đúng không hôm nay tao chơi cùng mày hắn mỉm cười nói tiểu trương à cũng may mọi người đều là người quen không ai muốn như vậy xảy ra cả anh yên tâm chuyện của anh chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong lời này bao hàm hai tầng hàm nghĩa thứ nhất anh không phải giả vờ bệnh ư tôi sẽ cho anh thấy chuyện không kết thúc đơn giản như vậy đâu tôi sẽ chơi với anh tới cùng trương dương lúc này tất nhiên không cần giả vờ nữa hắn cầm tờ đơn xét nghiệm đó rồi đi ra ngoài kiều mộng viện vẫn ở bên ngoài chờ nhìn hắn đi ra vội vàng chạy tới hỏi không sao chứ trương dương nói chắc là không sao bác sĩ bảo tôi làm xét nghiệm tiếp xét nghiệm gì trương đại quan nhân giơ tờ đơn ra trước mặt kiều mộng viện cúi đầu nhìn mặt mặt đỏ tới tận mang tai cô ta cắn môi có chút oán trách chừng mắt lường trương dương một cái, nghĩ thầm anh cũng vô sỉ lắm căn bản là đang cố ý quấy rối. Trương Dương nói, tôi cũng nói là không cần kiểm tra, nhưng bác sĩ cứ khăng khăng bắt tôi đi kiểm tra. Kiều Mộng Viện không nói gì, chuyện này không tiện nói ra, hai mắt Trương Dương nhìn chằm chằm cô ta, Kiều Mộng Viện cuối cùng không nhịn được nói, anh nhìn tôi làm gì. Trương Dương nói, không có gì, không có gì, hắn cầm đơn xét nghiệm đi tới phòng xét nghiệm. Kiều Mộng Viện nhìn theo bóng lưng của hắn, vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, nghĩ thầm tôi nay hắn thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không lâu sau, Trương Đại quan nhân lại cầm một ống thủy tinh đi vào, khi tới bên cạnh Kiều Mộng Viện, hắn cười cười, nhìn Kiều Mộng Viện từ trên xuống dưới, Kiều Mộng Viện luôn cảm hẳn ánh mắt của hắn hôm nay rất không đúng. Mắt thấy Trương Dương đi về phía WC nam, trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Trương Dương, cô ta ngượng ngùng nhắm mắt lại tên đáng chết này, hắn nhìn mình chăm chú như vậy, chắc không phải, kiều mộng viện thấy tai nóng lên, cô ta không dám tiếp tục nghĩ nữa. Trương đại quan nhân vào trong WC, với tính tình của hắn sao có thể bị dư đắc lợi ép buộc như vậy, nhưng lời nói về sau của dư đắc lợi đã gợi ý hắn, hỏng ống dẫn tinh, cái này lợi dụng được đấy, lão từ trước giờ toàn chơi chân đất, cũng không mang áo mưa bao giờ, đó là trên cơ sở dùng nội lực giết chết tinh chung. Kết quả xét nghiệm không phải đều nằm trong trong lòng bàn tay của ta ư. Nghĩ đến đây, thằng ôn này cười rất âm hiểm. Nhưng cười thì cười, lấy mẫu tinh cũng không phải là dễ dàng, trương đại quan nhân lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thử tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Vì sao ư, không cần thiết, nhưng hôm nay thì khác, lúc này tìm ai giúp hắn lấy tinh đây. Bạn gái thì có tới mấy người, đáng tiếc là không có ai ở bên cạnh. Kiều Mộng Viện tuy ở đây, nhưng cho dù là mình muốn thì cũng phải có sự đồng ý của người ta, Trương Đại Quan Nhân vừa rồi ra sức nhìn chằm chằm vào cô ta cũng là có mục đích, hắn muốn tìm chút cảm giác. Thằng Ôn này ở một phương diện nào đó rất tà ác, cái này ứng với câu nhân tính rất phức tạp, không phải anh không thể tà ác, mà là anh chưa bị bước tới mức đó mà thôi, tới mức nhất định rồi, gen tà ác trên người anh sẽ trỗi dậy. Trương Đại Quan Nhân nhắm mắt lại ấp ủ một chút tình tự, trước mắt hiện ra bóng hình xinh đẹp của Kiều Mộng Viện, cảm giác tình tự đã được rồi, tay phải của thằng Ôn này cuối cùng cũng tiếp xúc thân mật với thân thể nhớ lại trước đây mình xem một bộ phim cấp 3 của Nhật Bản. Hình như có y tá chuyên môn giúp bệnh nhân lấy thứ này, Trương Đại Quan Nhân thở dài trong lòng, trước mắt điều kiện chữa bệnh trong nước vẫn chưa ổn. Khi Trương Đại Quan Nhân khó khăn lắm mới nổi lên được chút tình tự thì cửa phòng cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân truyền đến, bên ngoài vang lên tiếng tiểu tiện rào rào, sau đó thì vang lên tiếng xả nước. Chút tình tự mà Trương Đại Quan Nhân mất sức chín châu hai hổ mới giấy lên được đã bị tiếng nước này phá sạch trong wc bốc lên mùi khói tiếng ho khan đã biểu lộ thân phận của người này chính là lý đồng dục lý đồng dục biết trương dương đang ở bên trong y mỉm cười một tiếng rồi nói không dễ dàng gì nhỉ trương dương không nói gì dưới loại trạng thái này không thể nào lên tiếng được lý đồng dục nói cứ gì phải vậy chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ thành trò cười cho người ta trương dương vẫn không để ý đến y có điều hiện tại tình tự gì cũng mất sạch rồi lý đồng dục lại ho khan hai tiếng quân tử có cái nên làm có cái không nên làm người trẻ tuổi làm việc đừng không từ thủ đoạn như vậy trong bóng tối vang lên giọng nói khinh thường của trương đại quan nhân lão bại hoại lý đồng dục đắc ý cười cười khi đi ra ngoài cửa không quên dặn trương dương kiềm chế một chút đừng làm rách ra trương đại quan nhân nghe thấy cửa phòng đã đóng lại hậm hực mắng một câu lão bại hoại hắn lại nhắm mắt lại muốn trở lại trạng thái vừa rồi nghĩ tới bóng dáng của Kiều Mộng Việt, không được, Trương Đại Quan Nhân có chút nhược trí, thậm chí đã đánh chống lui quân, nhưng nghĩ tới nụ cười không mang hảo ý vừa rồi của Lý Đồng Dục, lòng háo thắng của hắn lại nổi lên. Cười cái con mẹ này, người ta chỉ cần cố gắng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, mặc dù thời gian địa điểm hoàn cảnh cũng không thích hợp, nhưng cái này không làm khó được hắn. Hắn trước tiên gọi điện thoại cho Hồ Nhân Như, Tự mình chỉ sợ là không làm được việc này, chỉ có thể tìm người phối hợp, hồ nhân như khi tiếp điện thoại đang bàn sinh ý. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy vậy, cũng không tiện đề xuất yêu cầu tiếp theo. Vì thế hắn lại gọi cho Tần Thanh, đã là 6 giờ tối rồi, Tần Thanh vẫn chưa tan ca, nhận được điện thoại của Trương Dương, giọng nói của cô ta lộ ra vẻ quan tâm, chuyện của nhật báo Đông Nam cô ta cũng biết, đương nhiên lo lắng chuyện này sẽ gây cho phiền toái cho tình lang của mình, Tần Thanh nói, có phải gặp phiền toái hay không? Trương Đại quan nhân ăn ngay nói thật, đúng là có chút phiền toái. Tần Thanh nói, anh đó, lúc nào cũng vậy, làm người hay làm việc quá ngông nghênh không tốt đâu. Trương Dương nói, em giúp anh với. Phó thị trưởng Tần nào có biết là chuyện gì, Cô Ta ôn nhu nói, đừng nghĩ quá nhiều, em tất nhiên là đứng ở bên cạnh anh rồi, anh cần em giúp cái gì. Trương Dương nói, anh ra không được. Tần Thanh nói, không sao, đợi cuối tuần em sẽ gặp anh, anh đừng lo hiển nhiên hiển nhiên đã hiểu sai ý. Trương Dương nói, anh cần bây giờ cơ. Tần Thanh mặt ửng đỏ, nói kiên nhẫn một chút đi, em cuối tuần sẽ ở cùng anh, được không nào? Trương 824, giúp anh một chút hai. Trương Dương lúc này mới nói đầu đuôi câu chuyện với cô ta. Tần Thanh nghe xong thực sự xấu hổ đến cực điểm, gắt, lưu manh, ngay cả cái này mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Trương Dương nói, lần này anh kiểu gì cũng phải cho ra để kiểm tra mau giúp anh đi tần thanh thẹn thùng nói giúp anh thế nào giọng nói rất mềm mại rõ ràng là bị thằng ôn này kích thích rồi trương dương nói em rên vài tiếng cho anh nghe đi tần thanh xấu hổ nhắm hai mắt lại đáng ghét em đang ở văn phòng trương dương nói văn phòng càng tốt nếu anh ở bên cạnh em anh hiện tại sẽ đẻ em lên bàn làm việc anh dám ư trương dương nói ngoan dên vài tiếng đi mau dên vài tiếng đi làm sao mà dên nổi tần thanh thật sự là hận đến mức muốn giết tên tiểu tình lang này trương dương nói bình thường khi hai ta ở cùng nhau em dên thế nào thì giờ cứ dên như thế tần thanh mở to mắt nhìn nhìn bốn phía sau đó khóa trái cửa phòng lại lúc này mới quay lại trước bàn làm việc của mình rồi hướng vào điện thoại xấu hổ nói vậy em sẽ dên nhanh lên a ư ứ ừ, ừ, ừ phó thị trưởng cuối cùng dè dặt rên vào điện thoại mấy tiếng yêu cầu của trương đại quan nhân vẫn còn rất nhiều khiêu gợi một chút đi đáng ghét ư ư ư phó thị trưởng tần vì giúp hắn hôm nay đã bất chấp tất cả khi trương đại quan nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ bồn cầu xả nước ầm ầm che lấp tiếng gầm của hắn tần thanh đỏ mặt cầm điện thoại đùi đẹp khép chặt lại lúc này cảm thấy nước trong cơ thể sắp trào ra rồi cô ta mắng một câu hận anh chết đi được có một điểm Tần Thanh biết, mình vừa rồi ước chừng rên hơn 10 phút, hiện tại có chút miệng khô lưỡi khô, đương nhiên không chỉ là vì rên quá nhiều, mà lửa trong người đã bị thằng ôn này khơi dậy rồi. Trương đại quan nhân thở hắt ra một hơi, giải quyết xong rồi. Tần Thanh hỏi, vừa rồi là tiếng gì thế? Trương Dương nói, xả nước. Anh ở trong WCA. Ừ. Tinh tầm, đáng ghét, phó thị trưởng Tần có chút phát điên, sau đó thì gác máy trương đại quan nhân thì lại cười khẽ hắn mang hàng mẫu cực khổ lắm mới lấy được bước ra khỏi cửa lớn toilet thật đúng là không dễ dàng gì đầu đầy là mồ hôi kiều mộng viện từ xa nhìn thấy hắn cúi đầu đi ra xa chỉ coi như không phát hiện ra hắn trương dương đoán được suy nghĩ của kiều mộng viện cười cười đánh chống lảng hắn đưa mẫu tinh đến phóng xét nghiệm cấp cứu khi hắn cầm kết quả về nhìn thấy lý đồng dục và lương đông bình đều đứng ở văn phòng bác sĩ để chờ hắn Kiều Mộng Viện không dám tới, chủ yếu là bởi vì ngược, Trương Dương thật sự là là lắm trò. Thật ra tối nay tên đầu sỏ là bác sĩ khoa cấp cứu dư đắc lợi, tất cả đều là chủ ý mà y nghĩ ra, Trương Đại Quan Nhân chỉ phối hợp công tác với y mà thôi. Hắn đưa cho đơn xét nghiệm cho dư đắc lợi, dư đắc lợi liếc qua tờ đơn một cái, hít một hơi lạnh rồi rất khoa Trương nói, vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Lý Đồng Dục và Lương Đông Bình nghe thấy câu này, hai người đồng thời dướn lên, Đầu thiếu chút nữa thì đụng phải nhau, Lý Đồng dục nói, làm sao vậy? Lương Đông Bình lại sợ rồi. Dư Đắc Lợi xoay ngược lại tờ đơn xét nghiệm về phía Lý Đồng dục rồi lắc lắc, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý, "Nhìn xem, nhìn xem. Tôi đã nói là có vấn đề mà, số tinh trùng còn sống là không." Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt của Trương đại quan nhân lúc này nặn ra rất nhanh, hắn giật mình dùng hai tay che miệng, nhưng lập tức nhớ ra là mình chưa rửa tay suýt nữa thì nôn ra, mặt hiện lên vẻ đau đớn không muốn sống, bác sĩ. Bác sĩ Dư, anh là nói, tôi, tôi không có tinh trùng ư. Dư đắc lợi nói, không phải không, là số tinh trùng còn sống sót bằng không. Trương Dương nói, có phải là rất nghiêm trọng không? Dư đắc lợi vẻ mặt trầm trọng gật đầu nói, rất nghiêm trọng, trên cơ sở y học mà nói, đây là chứng vô sinh, chứng vô sinh rất nghiêm trọng. Trương đại quan nhân kêu thảm một tiếng, hắn cầm ta dư đắc lợi bác sĩ này kết quả này có phải là nhầm rồi hay không nhất định là các anh nhầm rồi những lời này cũng chính là những gì mà lý đồng dục muốn nói y có một suy nghĩ là phải chăng trương dương đã đụng tay đụng chân gì đó dư đắc lợi nói phải tin tưởng y học không thể nhầm được đâu tôi biết kết quả này đối với anh mà nói thì hơi tàn nhẫn một chút có điều ít nhất chứng minh công năng tình dục của anh vẫn bình thường lương đông bình trợn tròn mắt hắn vốn cho rằng là không sao nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện loại chuyện này hắn thấy chuyện này thật sự quá mức kỳ quái thấp giọng than thở nhưng số tinh trùng sống sót của anh ta bằng không cũng không thể là do tôi làm còn chưa nói hết câu trương đại quan nhân đã giơ tay lên tát cho hắn một cái cái tát kêu rất vang khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ra hai tên cảnh sát đó vẫn chưa đi trơ mắt nhìn hắn đánh người mà cũng không có phản ứng thằng ôn này ra tay thật sự quá nhanh vẻ mặt thống khổ phẫn nộ, đau thương của Trương Dương đan xen lại với nhau, đồng thời hiện ra hết trên mặt hắn, hắn chỉ vào Lương Đông Bình nói, Lương Đông Bình à Lương Đông Bình, anh con mẹ nó độc ác lắm. Lần này đã đâm cho tôi tuyệt tinh rồi, xác suất sát thương là trăm phần trăm, mấy trăm triệu, mấy trăm triệu mầm mống khỏe mạnh của tôi đã bị anh đâm chết hết rồi, anh đây là mưu sát, anh mưu sát mấy trăm triệu tính mạng. Lương Đông Bình mặt trắng bệch ra, sự lên án này cũng quá khoa trương rồi, cho dù tinh trùng của anh sống 100%, anh dù một khắc cũng không ngừng gieo giống, anh có thể sinh được bao nhiêu, và lại cái thứ đó mà cũng có thể tính là sinh mạng ư. Lương Đông Bình bị Trương Dương tá cho một cái đến ngây cả ra, có điều lý đồng dục thì không, y không những không ngây ra, hơn nữa đầu óc vẫn rất tỉnh táo, chuyện hôm nay rất kỳ quái, y tuy rằng không biết Trương Dương vì sao lại bị số tinh trùng sống bằng không, nhưng y có thể kết luận, cả chuyện này đều là âm mưu mà Trương Dương đạo diễn ra, nhưng lý đồng dục cũng không ngờ kết quả lại như vậy, Y cho rằng Lương Đông Bình nói không sai, tinh trùng của Trương Dương chết hết, tuyệt đối không phải là vì bị xe đạp đâm. Có thể là thằng ôn này sinh lý vốn đã thiếu sót, Lý Đồng Dục nghĩ như vậy, nhưng y không dám nói ra, dù sao vừa rồi Lương Đông Bình ăn bà tai y cũng đã thấy, tuy rằng y biết Trương Dương chưa chắc đã dám xuống tay với y, nhưng dưới loại tình huống hiện tại, Trương Dương bỗng nhiên chiếm lý, nói không chừng thằng ôn này sẽ còn làm ra chuyện khác người gì đó. Lý Đồng Dục nói: "Tiểu Trương, anh đừng có gấp." hiện tại y học phát triển như vậy, bệnh gì cũng đều có thể chữa khỏi, hay là trước tiên nằm viện đã rồi tính. Y muốn trước tiên ổn định tình tự của Trương Dương. Trương đại quan nhân trước giờ luôn là hạng người được voi thì đòi tiên, nằm viện ư. Nằm viện có thể làm sống lại giống của tôi không? Lương Đông Bình lúc này đã phục hồi tinh thần lại, ôm mặt ủy khuất hét lên, có thể là anh vốn đã có vấn đề rồi, vì sao lại đổ lên tôi? Bốp, lại thêm một cái tát nữa dáng vào mặt hắn, hai cảnh sát nghe thấy tiếng vang này thì không gọi rụt cổ lại, vang quá đi mất. Lý Đồng Dục có chút bất đắc dĩ nhìn Lương Đông Bình, lần này ngay cả y cũng không đồng tình với Lương Đông Bình, anh nói những lời này không phải tự tìm lấy ăn đòn ư. Thiên phú biểu diễn của Trương Đại Quan Nhân lại được thể hiện ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đâu khổ nói, bác sĩ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn trẻ như vậy đã bị thằng cha này đâm cho vô sinh rồi, tôi còn chưa cưới vợ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai cũng sẽ cười tôi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Dư đắc lợi trong lòng vui sướng vô cùng, y liếc lý đồng dục, con mẹ nó, các anh không phải muốn đưa tôi lên báo ư. Không phải muốn vạch trần tấm màn đen của bệnh viện sao? Hiện tại người ta có vấn đề thật, mà kể có phải là nguyên nhân do các anh hay không, nhưng đã dính vào rồi thì các anh chạy không thoát đâu. Một gã cảnh sát đi tới nói một câu công đạo, bác sĩ, xe đạp đụng phải một chút mà hậu quả nghiêm trọng như vậy ư. Sư Đắc Lợi cố ý thở dài nói, rất nhiều chứng bệnh y học hiện tại vẫn chưa giải thích được, theo lý thuyết bị xe đạp đụng phải một chút, sẽ không phát sinh hiện tượng tinh trùng tử vong quy mô lớn. Y nói với Trương Dương, anh trước đây đã kiểm tra chưa? Trương Đại Quan Nhân chưa kiểm tra, có điều chưa kiểm tra cũng phải nói là đã kiểm tra, hắn gật đầu nói, tôi trước đây đã kiểm tra rồi, hàng năm đều kiểm tra sức khỏe vài lần, xác suất sống trăm phần trăm lý đồng dục không nhịn được bèn nói kiểm tra sức khỏe có cả mục này ư y hàng năm cũng đều kiểm tra sức khỏe sao chưa từng thấy ai kiểm tra ống dẫn tinh trương đại quan nhân nói tôi chủ động yêu cầu kiểm tra có cần tôi đưa đơn xét nghiệm cho anh xem không muốn có đơn xét nghiệm cũng không dễ dàng gì lý đồng dục không lên tiếng y lúc này đang khổ sở suy nghĩ đối sách trong nhất thời vẫn không nghĩ ra chủ ý gì dư đắc lợi nói căn cứ với tình huống trước mắt cho thấy chứng tuyệt tinh của anh có liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn này. Lương Đông Bình vừa nghe thấy vậy liền nổi đóa lên, bác sĩ, anh không thể ăn nói bừa bãi được. chương 825, giúp anh một chút ba. Dư Đắc Lợi không chút hoang mang cười nói, người bị thương trước đây đã nhiều lần kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường, hơn nữa anh ta có thể thuận lợi lợi tinh trùng, chứng tỏ công năng của anh ta rất bình thường. Lương Đông Bình nói, hắn cũng nói, tôi chỉ đâm vào một bên của hắn, sao lại tử vong trăm phần trăm được. Dư đắc lợi khí định thần nhàn nói, chắc là phản ứng dây chuyệt, cơ thể người có rất nhiều cơ chế tự bảo hộ, khi gặp nguy hiểm đột nhiên sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, các anh đã xem tin tức ngày hôm qua chưa? Bởi vì sự biến hóa của khí hậu mà dẫn tới cá voi tự sát tập thể, cùng đạo lý này đấy. Sở trường lớn nhất của dư đắc lợi chính là có thể gộp hai chuyện không hề liên quan lại với nhau, hơn nữa còn giải thích đâu ra đấy, trương đại quan nhân vẻ mặt bi thương nói anh là nói cá voi của tôi con mẹ nó cũng tự sát ư dư đắc lợi nói trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy thôi trương đại quan nhân lắc đầu quả quyết nói không phải tự sát mà là hắn giết hắn là cố ý đâm tôi nếu hắn không đâu tôi cá voi của tôi sao có thể tự sát được tôi phải kiện hắn lương đông bình nói tôi tôi không phải là cố ý trương đại quan nhân nói ngộ sát cũng là giết người anh thoáng cái đã giết chết mấy trăm triệu sinh mạng nhỏ của tôi, một câu không phải cố ý là xong ư? Anh chính là cố ý, tôi muốn kiện anh tội làm thương tổn tới sức khỏe của người khác. Hai cảnh sát lại đi ra ngoài báo cáo, sau khi trở về liền còng lương Đông Bình lại, lương Đông Bình kháng nghị, vì sao còng tôi? Một gã cảnh sát nói, anh ta nếu thật sự bị anh đâm cho vô sinh, anh chính là đã phạm tội gây thương tích nghiêm trọng, phải ngồi tù đó. Lương Đông Bình hiện tại đã sợt hật rồi hắn vẻ mặt đau khổ nói với lý đồng dục tổng biên tập lý giúp tôi với lý đồng dục thở dài nói tiểu lương anh đừng sợ tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu rõ tình hình y nhìn nhìn trương dương trương đại quan nhân lúc này căn bản không thèm để ý đến y nắm tay dư đắc lợi nói bác sĩ chuyện này rất dọa người anh giúp tôi giữ bí mật nhé nếu để cho người ta biết tôi cả đời này không thể ngẩng đầu lên được đâu dư đắc lợi nói anh yên tâm bệnh viện của chúng tôi sẽ tôn trọng quyền của người bệnh, tôi sẽ kê giấy nằm viện cho anh, bệnh này phải trị liệu hệ thống, tôi sẽ viết là anh bị xây sát, không nhắc gì tới bệnh thật anh đâu. Trương đại quan nhân nghĩ thầm dư đắc lợi này đúng là người thông minh, là một đại phu tốt có thắp đèn lồng cũng khó mà tìm được, nhưng sao lại để mình gặp phải, Trương Dương nói, bác sĩ dư, người khác thì tôi không tin đâu, tôi chỉ tin anh thôi. Dư Đắc Lợi cười nói, tôi chính là người của ngoại khoa bí tiểu, như vậy tôi sẽ an bài của anh ở khoa của tôi lý đồng dục thầm kêu khổ con mẹ nó hôm nay có phải phạm thái tuế hay không sao lại lọt vào tay tên bác sĩ vô lương này dư đắc lợi vung bút xoẹt 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 viết xong đơn thông báo nằm viện khi tới mục tiền nằm viện thì dừng lại một chút trước tiên nộp bao nhiêu trương dương nói bệnh này của tôi bao nhiêu tiền mới có thể được khám khó nói lắm trương dương nói vậy trước tiên nộp một vạn đi dư đắc lợi điền số tiền lên sau đó mỉm cười đưa cho Lý Đồng Dục, nghĩ thầm mày không phải khạnh lắm ư. Bây giờ còn không chịu ngoan ngoãn giao phí nằm viện ư. Lý Đồng Dục lúc này khí diễm quả nhiên không bằng lúc mới tới nữa, phải chịu thôi, Trương Dương đã chiếm Lý, tuy rằng Lý Đồng Dục biết bên trong có âm mưu quỷ kế, nhưng trên đơn xét nghiệm của người ta đã giấy trắng mực đen viết rõ ràng, xác suất tinh trùng sống quả thực là bằng không, càng xui xẻo hơn là, Lương Đông Bình đẩy xe đâm Trương Dương cũng là thật. Lý Đồng Dục đưa đơn thống báo nằm viện cho tài vụ đi cùng y tới. Trương Dương đứng lên vỗ vai y tổng biên tập lý. Chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết thôi nhé. Nếu chuyện của tôi bị tiết lộ ra ngoài, tòa soạn báo của các anh phải chịu trách nhiệm. Lý Đồng Dục tức lắm rồi. Hôm nay người có mặt ở đây có bác sĩ, y tá, cảnh sát. Vì sao nếu bị lộ ra ngoài thì là tại bọn tao? Y nói khẽ tiểu trương à, chuyện này chúng ta hay là câu thông một chút đi. Từ lúc ban đầu trốn tránh Trương Dương đến bây giờ Lý Đồng Dục đã chủ động câu thông với Trương Dương, biến hóa này không thể nói là không lớn được. Trương Dương không tiếp lời y, tổng biên tập Lý, tôi tới quá vội, trên người không có một xu, nếu nằm viện, phí trợ cấp, phí dinh dưỡng khẳng định là không ít, anh có thể trước tiên đưa tôi chút tiền để dùng không? Hắn bắt đầu vòi vĩnh rồi. Lý Đồng Dục thật sự là to cả đầu, bảo tài vụ đưa một ngàn đồng cho Trương Dương, đuối Lý mà, không thể không đưa tiền cho người ta được. Dư Đắc Lợi tuyệt đối là đủ xấu xa. Hơn nữa người này còn rất so đo tính toán. Y lại nhắc nhở, vừa rồi phí kiểm tra là vị tiểu thư đó ứng ra đấy. Các anh trả cho người ta đi chứ. Lý Đồng Dục lạnh lùng lườm Dư Đắc Lợi một cái, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu ánh mắt lúc này của Y là dao nhọn, Dư Đắc Lợi khẳng định đã bị đâm cho cả người thủng lỗ chỗ rồi. Dư Đắc Lợi lúc này cũng không sợ tôi, nghĩ thầm mày lường tao à? Đừng quên người bị thương nằm trong khoa của tao. Ông đây dùng đơn kiểm tra ép mày, dùng thuốc đập mày, dùng đồ dinh dưỡng đẻ chết mày. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, cho y mượn thêm 10 lá gan y cũng chẳng dám nói ra ngoài miệng. Trương Dương nói: "Bác sĩ, bệnh của tôi không cần phải ở suốt trong bệnh viện chứ?" Dư Đắc Lợi trả lời rõ ràng, có nằm viện hay không không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày anh có mặt lúc kiểm tra là được, bệnh này không ảnh hưởng tới ăn uống, cũng không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của anh. Thích làm gì thì làm, ngày mai khi kiểm tra tôi sẽ làm kiểm tra toàn diện cho anh. Còn kiểm tra nữ ư? Có thể là do phản cảm đối với lý đồng dục, Dư Đắc Lợi và Trương Dương có loại cảm giác cùng chung mối thù, trong bất chi bất giác đã đứng trên một mặt trận thống nhất với hắn. Trương Dương đi ra ngoài cửa, Kiều Mộng viện vẫn chờ ở cửa lớn phòng cấp cứu, cô ta nhìn ra Trương Dương trong chuyện này chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, sớm biết rằng như vậy, mình không tới để cùng làm loạn với hắn dẫu sao thì chỗ hắn bị thương quả thật là quá mẫn cảm kiều mộng viện có chút không dám nhìn thẳng vào hắn trương dương đi tới trước mặt cô ta tôi phải nằm viện kiều mộng viện ư một tiếng vốn muốn hỏi tình huống nhưng thật sự nói không nên lời trương dương lại nói không sao đâu giờ có thể đi rồi kiều mộng viện lại ư một tiếng lý đồng dục lúc này đi tới y đi tới bên cạnh kiều mộng viện trả lại phí kiểm tra mà vừa rồi kiều mộng viện đã ứng ra Kiều Mộng Viện cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy tiền, dưa hóa đơn kiểm tra cho Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục nói với Trương Dương, Tiểu Trương, thủ tục nhập viện đã làm xong rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm đi phải không, hay là chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi? Không đói, Trương Đại Quan Nhân trả lời, đã nắm được quyền chủ động rõ ràng là mọi chuyện khác hẳn. Lý Đồng Dục lại nói, chuyện hôm nay. Trương Dương lắc đầu nói, tôi hiện tại không muốn bàn, để ngày mai đi, dù sao điện thoại của tôi cũng mở, anh tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho tôi." Nói xong hướng đánh ra mắt ra hiệu cho Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện hiểu ý, cùng hắn rời đi. Lý Đồng Dục nhìn bóng lưng của Trương Dương, thật sự là vừa tức vừa hận, thằng ôn này cho rằng lợi dụng trò mèo này là có thể ngăn cản mình tiếp tục đưa tin về chuyện tài trợ của Nam Tích Hư. Khóe môi Lý Đồng Dục hiện ra một nụ cười lạnh, tao lập tức sẽ khiến cho mày phải trả giá vì dám chơi âm mưu với tao. Lý Đồng Dục tức giận thì tức giận nhưng Lương Đông Bình Y cũng không thể bỏ mặc được. Sau khi chuyện của bệnh viện được thu xếp xong, Y vội vàng ngồi xe tới phân cục công an địa phương. Lương Đông Bình hiện tại không phải do gây tai nạn giao thông mà bị bắt, mà là tình nghi cố ý gây thương tích cho người khác. Lý Đồng Dục là muốn bảo lãnh cho Lương Đông Bình, nhưng Y đến phân cục mới biết được chẳng những chỉ Lương Đông Bình, ngay cả chính Y cũng gặp phiền toái. Trương Dương không chỉ tố cáo Lương Đông Bình gây thương tổn tới sức khỏe của hắn, mà còn tố cáo Y xúi dục, lên án y ở người ở phía sau sai khiến lý đồng dục nghe thấy tin này liền nổi giận phản ứng đầu tiên của y chính là thằng ôn này sao cắn người loạn xạ như vậy thái độ của cảnh sát cũng rất khách khí tổng biên tập lý anh đừng tức giận chúng tôi hiện tại chỉ tìm hiểu tình huống giữa lương đông bình và trương dương rốt cuộc bởi vì sao mà dẫn tới mâu thuẫn anh ta vì sao lại không khống chế được tình tự dùng xe đạp pha vào trương dương gây thương tổn tới sức khỏe của người ta Lý Đồng dục thầm tính toán một lúc, mục đích Trương Dương tới Nhật báo Đông Nam đã rất rõ ràng, hắn không phải đi tìm Lương Đông Bình, mục đích chân chính là tìm mình, hắn tới là để lý luận mình về chuyện đưa tin xí nghiệp tài trợ, nhưng loại chuyện này không thể nói ra được, nếu nói ra, chẳng khác nào khuếch đại mâu thuẫn, Lý Đồng dục đối với quá khứ của Lương Đông Bình hiểu rất rõ, cũng biết giữa hắn và Trương Dương có thù hằn, sau khi châm trước, y nói, tình huống hôm ấy tôi cũng không rõ lắm, bởi vì tôi không ở hiện trường cho nên tôi không có quyền lên tiếng. Lý Đồng Dục trả lời vấn đề vẫn rất cẩn thận. chương 826, giúp anh một chút bốn. Cảnh sát phụ trách tìm hiểu vụ án nhắc nhở y, tình huống trước mắt đối với Lương Đông Bình là rất bất lợi. Anh ta lúc ấy dùng xe đạp đâm Trương Dương, chính vào lúc tòa soạn báo của các anh đang tan tầm. Rất nhiều người đều nhìn thấy, căn cứ vào sự điều tra của chúng tôi. Trương Dương lúc ấy không hề có hành động uy hiếp anh ta, là Lương Đông Bình đột nhiên phát hỏa, không khống chế được tình tự dùng xe đạp đâm vào người Trương Dương. Lý Đồng Dục nói, tôi vẫn nói câu đó, tôi không ở hiện trường, đối với chuyện này tôi không có quyền lên tiếng, nhưng có một điểm tôi có thể nói một cách công bằng, đồng chí Lương Đông Bình công tác rất chăm chỉ và thật thà, làm người khiêm tốn, là một đồng chí tốt, tôi tin rằng anh ta nổi giận không phải là không có nguyên nhân, cảnh sát các anh nên điều tra một chút, anh ta vì sao lại nổi giận, rốt cuộc là ai đã khơi lên lửa giận của anh ta? Cảnh sát cười nói, "Tổng biên tập Lý đánh giá Lương Đông Bình rất cao nhỉ? Có điều, căn cứ vào tư liệu mà chúng tôi trước mắt nắm giữ được, Lương Đông Bình trước đây từng bởi vì nhiễu loạn trị an xã hội mà bị bắt, muốn dùng loại phương thức cực đoan nhảy lầu tự tử để dẫn tới sự chú ý của người trên xã hội, cho dù là kiêm tốn nhún nhường có thể cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, người như vậy trên tính cách chắc có chỗ thiếu sót." Lý Đồng dục nói, "Cục trưởng của các anh có ở đây không?" Lý Đồng Dục rất quen thuộc với cục trưởng phân cục khu trực thuộc Mạnh Thiếu Lương, y vốn không muốn vào lúc này vận dụng tầng quan hệ này, nhưng nhìn thấy thái độ của cảnh sát rõ ràng nghiêng về phía Trương Dương, cho nên bắt đầu cảnh giác. Cục trưởng của chúng tôi đang tự mình thẩm vấn Lương Đông Bình. Mạnh Thiếu Lương đặc biệt trở về phân cục để thẩm vấn Lương Đông Bình, nguyên nhân rất đơn giản, Phó Thính trưởng Thính Công an tỉnh Vinh Bằng Phi gọi điện thoại, bảo gã phải coi trọng sự kiện gây thương tổn này. Mạnh Thiếu Lương trước đây là phó thủ của Vinh Bằng Phi, không có Vinh Bằng Phi thì không có gã hôm nay, quan hệ của gã và Vinh Bằng Phi vừa là thầy vừa là bạn, có những lời này của Vinh Bằng Phi, gã đương nhiên phải thực sự coi trọng. Mạnh thiếu lương lạnh lùng nhìn lương đông bình, anh cũng thật là một phần tử trí thức chẳng lẽ không hiểu pháp luật ư. Động chúng là dùng phương thức cực đoan để xử lý chuyện. Tôi chỉ đẩy xe đạp, không cẩn thận va phải anh ta. Lương Đông Bình vẫn cóp giải thích. Mạnh Thiếu Lương nói, không cẩn thận va một chút có thể khiến người ta tuyệt tinh ư. Lương Đông Bình sửng sốt, nghĩ thầm đây không phải là Trương Dương nói ra chứ. Sao cảnh sát cũng biết, ở trước mặt Trương Dương Lương Đông Bình không dám biện bạch, bởi vì biện bạch là bị hắn cho ăn tát, nhưng hiện tại là đang ở cục công an, Lương Đông Bình không thể không nói, hắn đương nhiên không chịu nhận tội. Lương Đông Bình nói, là hắn vỗ nhục tôi trước, tôi tức giận nên mới dùng xe đạp đẩy hắn một cái hơn nữa tôi lúc ấy chắc là va vào chân hắn, không chạm vào tinh hoàn của hắn, và lại, cho dù là đụng vào thì cũng không đến nỗi tạo thành thương tổn nguy hại như vậy, hắn vốn bị vô sinh, hắn vốn đã có bệnh rồi. Mạnh thiếu lương làm công an nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng gặp phải loại vụ án kỳ quái này, gã hắn giọng nói, lương đông bình, anh đừng có nói dối, anh dùng xe trương dương có phải là sự thật hay không? Lúc ấy có phải đã đẩy anh ta hôn mê hay không? Hắn có thể là giả vờ đó đến đây rồi thì lương đông bình cái gì cũng dám nói mạnh thiếu lương vỗ thật mạnh lên bàn lương đông bình anh tốt nhất hãy thành thật một chút tư liệu về anh chúng tôi biết rất rõ câu này khiến cho lương đông bình giật mình lương đông bình sợ nhất chính là người khác nhắc tới chuyện hắn từng bị giáo dục lao động hắn cho rằng đoạn thời gian bị giáo dục lao động là một sự sỉ nhục cho rằng là nỗi bất hạnh lớn nhất trong nhân sinh của hắn mỗi lần nhớ tới chuyện này đều cảm thấy nhục nhã Người khác nhắc tới chuyện này sẽ khiến hắn cảm thấy không ngừng đầu lên được. Lương Đông Bình cúi đầu xuống, thấp giọng than thở, vì sao phải nhắc tới chuyện quá khứ, tôi. Tôi biết luật. Mạnh Thiếu Lương nghiêm túc nói, biết pháp mà phạm pháp thì tội càng thêm nặng. Lương Đông Bình bị dọa cho run rẩy. hắn có chút chột giả hỏi, cảnh quan, các anh muốn tố tôi tội gì? Mạnh Thiếu Lương nói, tội cố ý gây thương tích, căn cứ vào điều 234 của Bộ Luật Hình Sự Nước Ta đối với cố ý gây thương tích dẫn tới người khác bị trọng thương, tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm, anh trước đây từng có tiền án, mức hình phạt cân nhắc đối với anh khẳng định sẽ rất nghiêm. Lương Đông Bình lúc này mới ý thức được mình phạm sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, không bao giờ nữa không bao giờ muốn bị giao trong mục nữa, nếu thật sự vì việc này mà bị phạt tù 10 năm, cái gì tương lai, cái gì tiền đồ đều kết thúc, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, môi cũng bắt đầu run run, tôi, tôi không phải cố ý, tôi, mạnh thiếu lương nói có phải là cố ý gây thương tích hay không thì anh cũng không được gì sẽ do tòa án quyết định tôi thật sự không hiểu có chuyện gì mà không thể bình tĩnh giải quyết sao cứ phải dùng thủ đoạn bạo lực anh cùng anh ta có thù vậy à các anh trước đây là không phải có ân oán cá nhân chứ lương đông bình lắc đầu như đánh chống bổi không có không có tôi và hắn không ân oán cá nhân gì cả không có ân oán cá nhân sao lại dùng xe đâm anh ta nhưng là xe đạp mà Mạnh Thiếu Lương không nhịn được lại đập bàn, "Xe đạp thì sao? Dùng nắm đấm đánh chết người ta và dùng dao giết chết người ta tuy rằng công cụ khác nhau, nhưng tính chất vẫn vậy, thái độ của anh nghiêm chỉnh chút cho tôi, đến giờ anh vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này à?" Lương Đông Bình nói, "Tôi." Mạnh Thiếu Lương nói, "Lương Đông Bình, tôi nhắc nhở anh, anh tốt nhất hãy phối hợp một chút, khai rõ chân tướng của sự việc ra để được xử lý khoan hồng." Lương Đông Bình bắt tình tự của mình ổn định lại nhưng nhưng sự sợ hãi trong lòng đã khiến hắn không thể chấn định được. Hắn biết mạnh thiếu lương không hề nói ngoa, nếu thật tạo thành tội gây thương tích đối với Trương Dương, hắn khẳng định sẽ phải ngồi tù. Lương Đông Bình nói là hắn chủ động tìm tôi. Mạnh thiếu lương nói, đừng khẩn trương, cứ từ từ mà kể. Lương Đông Bình nói, chuyện chắc là từ bài báo của Nhật Báo Đông Nam hôm nay, tôi viết một bài nhằm vào thành phố Nam tích lợi dụng vận hội tỉnh để quyên tiền, Văn Phong nhắm vào mấy vấn đề khá là bén nhọn, đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận người. Mạnh Thiếu Lương nói, trong đó có bao gồm cả Trương Dương không? Lương Đông Bình gật đầu, có. Hắn rất khẩn trương, hai chân quặp vào nhau bất an trà trà lên mặt đất. Mạnh Thiếu Lương bảo trợ thủ đi pha cho Lương Đông Bình một cốc trà nóng. Lương Đông Bình lịch sự cảm ơn, uống trà để ổn định tình tự một chút rồi tiếp tục nói. Lúc ban sáng, phó thị trường của bọn họ tới chỗ tôi nói chuyện tôi biết bởi vì bài báo này sẽ mang tới phiền phức cho họ, cho nên bọn họ sợ tôi tiếp tục đưa tin, vì thế mới đến tìm tôi. Hôm nay khi tan tầm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp Trương Dương, hắn nói muốn nói chuyện với tôi, bị tôi cự tuyệt, hắn thẹn quá hóa giận, mắng tôi là chó săn, mắng tôi bị tổng biên tập coi là súng, chung quanh có rất nhiều đồng sự của tôi, hắn càng mắng càng hăng, tôi thật sự không nhịn được, máu nóng sộc lên đầu, cho nên tôi liền lấy xe đạp đâm hắn, kết quả, lương đông bình nói thật sự là hắn vỗ nhục tôi trước cho nên tôi mới đâm hắn mạnh thiếu lương nói anh ta từ đầu đến cuối không hề ra tay đúng không lương đông bình gật đầu tôi hiện tại đã biết rõ rồi mục đích hắn tới tòa soạn báo là để chọc giận tôi chính là muốn tôi không khống chế được tình tự rồi giận quá mất khôn lọt vào bẫy của hắn mạnh thiếu lương nói hắn nói chuyện này là tổng biên tập lý đồng dục của các anh sai anh làm rốt cuộc có chuyện này hay không Lương Đông Bình nói: "Không, tổng biên tập của chúng tôi không bảo tôi làm như vậy." Lương Đông Bình vẫn rất khéo, hắn không lôi cả Lý Đồng Dục vào. Mạnh Thiếu Lương hỏi xong, rời khỏi phòng thẩm vấn, trở lại văn phòng liền nghe nói tổng biên tập Lý Đồng Dục của nhật báo Đông Nam đang chờ gã. Mạnh Thiếu Lương nghĩ một chút rồi vẫn mời Lý Đồng Dục vào. Lý Đồng Dục và Mạnh Thiếu Lương quen nhau đã được vài năm, hai người tuy rằng không phải là bạn tri kỷ gì, nhưng cũng có thể gọi là quen thân. Lý Đồng Dục sau khi nhìn thấy Mạnh Thiếu Lương, liền đi thẳng vào vấn đề, "Mạnh cục, tôi là tới vì chuyện của Lương Đông Bình." Mạnh Thiếu Lương nói, "Tôi cũng đặc biệt vì chuyện này mà đến đây." Lý Đồng Dục từ trong lời nói của gã đã nghe ra, chuyện này khẳng định bị cấp trên bắt làm, nói không chừng đã có người ở sau lưng lên tiếng, bằng không Mạnh Thiếu Lương sẽ không tan ca rồi lại đặc biệt từ nhà chạy tới đây, tự mình thẩm vấn Lương Đông Bình, Lý Đồng Dục cười nói, "Chuyện này thật ra Lương Đông Bình rất oan uổng." Mạnh Thiếu Lương nói, có phải oan uổng hay không tôi không biết, có điều căn cứ vào tình huống trước mắt hắn anh ta bị tình nhi cố ý gây thương tích, chúng tôi không thể thả anh ta đi được. Gã biết lý đồng dục khẳng định là tới nói đỡ, cho nên trước tiên bịt kín đường, chuyện mà Vinh bằng phi đã lên tiếng, gã không thể nào chiếu cố quan hệ với Lý Đồng Dục được. Lý Đồng Dục nói, mạnh cục, anh nghe nói tới xe đạp có thể gây ra thương tích đến nỗi vô sinh bao giờ chưa? Chương 827, người bị hại một Mạnh Thiếu Lương nói, hiện trường có rất nhiều nhân chứng mục kích, lương Đông Bình quả thực đã đâm vào Trương Dương, bệnh lịch của bệnh viện viết rất rõ ràng. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh, lượng tinh trùng còn sống của hắn bằng không là do lương Đông Bình tạo thành. Mạnh Thiếu Lương nói, tổng biên tập Lý, lương Đông Bình này từng có tiền án, hơn nữa ở hiện trường có nhiều người như vậy nhìn thấy hắn đẩy xe đâm Trương Dương, là hắn chủ động khởi xướng, chuyện này không dễ giải quyết đâu. Từ quan điểm của một hình cảnh mà nhìn chuyện này, Mạnh Thiếu Lương cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, gã cũng không tin xe đạp đâm phải một cái mà toàn bộ tinh trùng trên người đều chết sạch. Nhưng thông qua cuộc thẩm vấn vừa rồi, gã đã hiểu đại khái được chuyện này, cái thực sự gây ra sự đoan chính là bài báo đó, nếu như không phải tại bài báo đó, Trương Dương cũng sẽ không tìm tới cửa của nhật báo Đông Nam, tất nhiên cũng sẽ không phát sinh va chạm với Lương Đông Bình, Lương Đông Bình cũng sẽ không vì mất đi lý trí mà dùng xe đạp đâm hắn. Lý Đồng Dục nói, chuyện này căn bản chính là do Trương Dương cố ý khơi mào, tôi hoài nghi hắn vốn đã có bệnh, muốn nhân cơ hội này để đổ thừa cho chúng tôi. Mạnh Thiếu Lương nói, tổng biên tập Lý, Lương Đông Bình muốn thoát tội, trừ phi bên Trương Dương không kiện. Lý Đồng Dục nói, Mạnh cục có ý gì? Mạnh Thiếu Lương nói, tổng biên tập Lý, tôi mới rồi thẩm vấn Lương Đông Bình, anh ta nói là tờ báo của các anh đã đăng một bài chọc giận Trương Dương, có phải có chuyện này hay không? Lý Đồng Dục gật đầu, không sai. Mạnh Thiếu Lương nói, cho nên câu thông với người bị thương chính là điểm mấu chốt. Mạnh Thiếu Lương là ám chỉ Lý Đồng Dục, thật ra nói đến nước này cũng chẳng khác nào đã nói huyệt tệt xa rồi. Lý Đồng Dục nhìn nhìn Mạnh Thiếu Lương, Lý Đồng Dục trước giờ đều là âm mưu ra, điều này khiến Y khi nhìn nhận rất nhiều vấn đề đều quen dùng âm mưu luận. Lời nói của Mạnh Thiếu Lương khiến Y mẫn cảm phát giác ra, Mạnh Thiếu Lương không phải là đứng ở phía mình, Y thậm chí hoài nghi từ bệnh viện đến cục cảnh sát tất cả đều bị Trương Dương mua chuộc, đám người này đang liên hợp làm trò, mục đích chính là khiến mình khó xử, khiến nhật báo Đông Nam của y không viết lung tung nữa. Lý Đồng dục ý vị thâm trường ý vị thâm trường nói, mạnh cục, có phải có người dặn dò gì hay không? Những lời này khiến mạnh thiếu lương rất khó chịu, cho tới bây giờ, gã trong xử lý chuyện này không hề có bất kỳ một chút thiên vị nào, tuy rằng Vinh Bằng Phi là lãnh đạo của gã, nhưng gã cũng không thiên vị Trương Dương, Gã và Lý Đồng Dục quen nhau lâu rồi, hơn nữa Lý Đồng Dục là người phụ trách của Nhật báo Đông Nam, chuyện liên quan tới truyền thông luôn phải xử lý cẩn thận một chút, Lý Đồng Dục nói như vậy chẳng khác nào nghi ngờ gã trong lúc chấp pháp có công bằng hay không. Mạnh Thiếu Lương nói: "Tổng biên tập Lý, người bị thương không phải là người bình thường, tôi nghĩ anh chắc rõ hơn tôi." "Chúng ta là bạn bè nhiều năm, anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý công bằng." Lý Đồng Dục nói, mạnh cục Tôi không có ý nghi ngờ anh, nhưng là chuyện này rõ ràng là án oan, không thể bởi vì người bị tương có bối cảnh mà nhất định bắt một phóng viên vô tội phải vào tù được. Mạnh Thiếu Lương nói, điều quyết định lương Đông Bình có phải vào tù hay không không phải là bối cảnh, cũng không phải là quan hệ, mà là chứng cứ, căn cứ vào chứng cứ mà chúng tôi hiện tại nắm giữ, tất cả đối với anh ta đều rất bất lợi, tổng biên tập Lý, tôi chỉ là cho anh một đề nghị, về phần anh nguyện ý tiếp thu hay không, vẫn là bản thân anh tự quyết định. Có thể tôi hôm nay nói hơi nhiều một chút, anh nếu không thích nghe thì cứ coi như tôi không nói gì. Lý Đồng Dục nhìn ra Mạnh Thiếu Lương đã tức giận rồi, tuy rằng cấp bậc của gã so với Mạnh Thiếu Lương thì cao hơn, nhưng chuyện này dù sao cũng là Mạnh Thiếu Lương quản, đắc tội với gã chỉ tổ khiến chuyện càng khó xử lý hơn. Lý Đồng Dục nói, "Mạnh cục, theo anh thấy, nghiêm trọng nhất sẽ là kết quả gì?" Mạnh Thiếu Lương nói, "Cái đó phải xem tình huống của người bị thương và thái độ của bản nhân anh ta." Nếu anh ta thật sự bởi vậy mà bị vô sinh, lại kiên trì đòi khởi tố lương Đông Bình, như vậy chuyện này chính là gây thương tích nghiêm trọng, lương Đông Bình có tiền án, căn cứ vào hình pháp của nước ta, chắc là không thoát khỏi bị phạt tù từ 5 năm trở lên, nặng nhất có thể bị phán 10 năm. Lý Đồng Dục cũng hiểu rõ Mạnh thiếu lương tuyệt đối không phải là đang nói quá, sắc mặt của y cũng rất khó coi. Mạnh thiếu lương nói, tổng biên tập Lý, muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải nắm từ gốc, lương Đông Bình trẻ tuổi như vậy, nếu bởi vậy mà phải ngồi tù thì thật là đáng tiếc thôi, tự anh quyết định đi. Khi Lý Đồng Dục rời khỏi phân cục đã hơn 9 giờ tối, y đã thực sự ý thức được phiền toái của Lương Đông Bình, nếu mình không giúp hắn, Lương Đông Bình chắc chắn sẽ phải vào tù. Lý Đồng Dục biết Trương Dương lập cái bẫy này, mục đích cuối cùng là gì, người mà hắn nhắm vào không phải là Lương Đông Bình, mục tiêu chân chính của hắn là mình. Lý Đồng Dục đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu y muốn bảo vệ Lương Đông Bình tất nhiên phải cúi đầu nhượng bộ với Trương Dương, nếu y kiên chỉ một bước cũng không nhường, tiếp tục đưa tin sự kiện xí nghiệp nam tích tài trợ, tất nhiên sẽ chọc giận Trương Dương, thằng ôn này nếu thẹn quá hóa giận, có lẽ sẽ thật sự đẩy Lương Đông Bình vào tù. Trương Dương có câu nói không sai, Lương Đông Bình chỉ là một quân cờ của Lý Đồng Dục, nhưng Lý Đồng Dục thật sự rất khó đưa ra quyết định có cứ vậy vứt bỏ Lương Đông Bình hay không, y quyết định tìm Trương Dương nói chuyện. Khi Lý Đồng Dục gọi điện thoại cho Trương Dương, Trương Dương đang ăn cơm, Hắn nói vào điện thoại, "Tổng biên tập Lý, tôi đang bận, có gì thì ngày mai nói nhé." Nói xong liền gác máy. Lý Đồng dục tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thì ném cả điện thoại đi, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, hiện tại đối phương đã nắm quyền chủ động, mình không thể không tạm thời nhẫn nhịn, ngày mai nói thì ngày mai nói, để Lương Đông Bình ở trong cục cảnh sát một đêm, mà Lý Đồng dục cũng vừa hay nhân thời gian một đêm này để cẩn thận suy nghĩ một chút, y nên đối mặt với tình cảnh trước mắt như thế nào? làm thế nào để thuận lợi giải quyết chuyện này. Tôm hùm vừa được bắt lên không lâu, bán 5 đồng một cân, có điều so với nhà hàng lớn thì vẫn rẻ hơn nhiều. Trương Dương gọi 3 cân tôm hùm, một đĩa đậu hủ thối, một đĩa lạc, mở một bình thanh giang đặc cung. Kiều Mộng Viện đương nhiên có thể thấy được tâm tình của Trương Dương hôm nay rất tốt, cô ta nói khẽ tình tự không tồi nhỉ. Nhìn bộ dạng của anh không giống có bệnh, nhắc tới chuyện này mặt Kiều Mộng Viện không khỏi lại nóng lên. Trương Dương cười nói, tôi đương nhiên không có bệnh, tôi chỉ giả vờ thôi. Kiều Mộng Viện không nhịn được liền cười nói, anh cũng âm hiểm thật, tên phóng viên đó cũng bị cảnh sát bắt đi rồi, anh thật sự muốn tống người ta vào tù ư? Trương Dương nói, ai bảo hắn nói linh tinh, ngay cả tình huống cũng chưa biến rõ đã nói xấu chúng tôi, kích động quần chúng bất mãn với ban quản lý xí nghiệp và lãnh đạo chính phủ, loại phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn này nên cho hắn một bài học kiều mộng viện nói anh thực sự không sao ư trương dương nói không sao cô đừng lo mặt không khỏi lại đỏ lên nói bậy bạ gì đó tôi có gì mà phải lo trương dương cười ha ha cầm chén rượu lên nói thống khoái thống khoái lần này tôi muốn lão bại hoại lý đồng dục kia không chết cũng phải trọng thương kiều mộng viện nói âm hiểm người ta không phải chỉ đăng tin một bài thôi ư anh có cần phải hận người ta đến vậy không hơn nữa Tôi thấy bài báo đó cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Xí nghiệp quyên tiền, ai cũng nói công nhân mới là chủ nhân chân chính của xí nghiệp, người lãnh đạo dựa vào gì mà tự tác làm chủ. Xí nghiệp quốc hữu và xí nghiệp dân doanh khác nhau, cho dù là xí nghiệp dân doanh cũng cũng không phải là tùy tiện có thể tài trợ được. Ví dụ lấy hối thông của chúng tôi ra mà nói, trước khi tài trợ một việc gì, tôi đều phải trưng cầu sự đồng ý của cổ đông. Nếu như cái gì cũng một mình tôi nói là xong, vậy thì xí nghiệp này chính là thuốc chế độ ra trường độc tài. Trương Dương uống một ngụm rượu, nói, mộng viện, tôi cũng không nói rằng loại hành vi tài trợ này là do lãnh đạo xí nghiệp định đoạt, nhưng bài báo này của Nhật Báo Đông Nam, động cơ không đơn thuần, Lý Đồng Dục kia mang suy nghĩ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cho nên tôi mới nhằm vào y. Kiều Mộng Viện nói, tôi thật sự là không nghĩ ra, anh cùng Lý Đồng Dục sao lại có thù hận lớn như vậy. Trương Dương đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân chân chính mà mình kết thù kết oán với Lý Đồng Dục ra nói cho Kiều Mộng Viện, hắn cười nói, tôi trước giờ luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, Lý Đồng Dục lần này thật sự là hơi quá đáng rồi. Kiều Mộng Viện nói, tôi thấy phóng viên lương đó rất đáng thương, anh nếu sức khỏe không có vấn đề gì thì không nên ép người ta quá đáng, cho người ta một con đường sống đi. Trương Dương mỉm cười nói, cô yên tâm, tôi tự biết có chừng mực. Chương 828 người bị hại hai Làm khó dễ thì làm khó dễ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, Trương Dương nhất định phải mặt đối mặt với Lý Đồng Dục để bàn chuyện này. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Đồng Dục vốn muốn trốn tránh cuối cùng cũng phải ngồi xuống cùng Trương Dương. Cuộc nói chuyện được tiến hành trong quán trả đối diện Nhật Báo Đông Nam, vì sao lựa chọn nơi này mà không chọn văn phòng của Lý Đồng Dục, Trương Đại Quan Nhân có đạo lý của hắn. Lý Đồng Dục sau khi ngồi xuống nhìn nhìn bốn phía, nói vì sao không muốn tới văn phòng của tôi nói chuyện trương dương cười nói các anh làm tin tức nên nhiều trò lắm tôi sợ người ta ghi âm lại lý đồng dục mỉm cười cởi bỏ cúc áo của âu phục sau đó nhìn nhìn trương dương tôi cũng không mang theo bất kỳ công cụ ghi âm nào cả trương dương nói tôi cũng không mang lý đồng dục cầm lấy menu đồ uống đưa cho trương dương uống gì tôi mời khách trương dương nói cho một bình hầu khôi đi lý đồng dục vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ chỉ chốc lát sau một bình hầu khôi được mang lên sau khi rót trà xong lý đồng dục bảo nhân viên phục vụ rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lý đồng dục nói tiểu trương ngày hôm qua rốt cuộc có chuyện gì thì mọi người đều rõ trong lòng trương dương cười ha ha nói tổng biên tập lý nói chuyện rất bí hiểm tôi thật sự có chút nghe không hiểu lý đồng dục biết hắn đang giả vờ tuyệt đối không phải là là thực sự không hiểu như hắn nói lý đồng dục nói lương đông bình là người thành thật hà tất phải ép cậu ta phải vào tù trương dương cầm chén trà lên chậm rãi uống một ngụm rồi nói tổng biên tập lý tôi mới là người bị hại cơ mà lý đồng dục nói theo báo cáo của cảnh sát thì anh đúng là người bị hại ý tứ của câu này rất rõ ràng cảnh sát cho rằng anh là người bị hại nhưng tôi không cho rằng như vậy trương dương cười nói cảnh sát làm sao cảnh sát nói chuyện này là từ bài báo đó của chúng tôi mà có bởi vì bài báo đó liên quan tới lợi ích cá nhân của anh, cho nên anh đi tìm Lương Thiên Chính, muốn bắt anh ta dừng đưa tin bất lợi đối với các anh. Trương Dương nói, thật ra người tôi muốn tìm là anh, Lương Thiên Chính chỉ là người chịu tội thay. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, mọi người trong lòng đều hiểu mà. Lý Nồng Dục mỉm cười, cầm nâng chung trà lên uống, đôi mắt thâm thúy nhìn chầm chầm vào Trương Dương, Trương Dương, chúng ta nói thẳng nhé, phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tay trương dương thở dài nói tổng biên tập lý thật ra nên sớm thể hiện ra thái độ thành khẩn như vậy nếu thế thì chẳng phải tất cả mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp ư hà tất phải làm tới mức lưỡng bại câu thương lý đồng dục không hề để ý đến sự trào phúng của trương dương nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trên chén có biết người viết báo và quan viên chính phủ khác nhau nhiều nhất ở chỗ nào không trương dương mỉm cười nhìn y chờ đáp án của y lý đồng dục nói một người thích nói thật một người thì thích nói dối, cho nên giữa bọn họ được chú định là có mâu thuẫn. Trương Dương nói, chưa chắc. Lý Đồng Dục nói, tôi là người viết báo xứng chức, những kẻ bại hoại chỉ biết vì một giai tầng nào đó mà ca tụng công đức không được tính vào trong đó. Trương Dương nói, bài báo này của Nhật Báo Đông Nam, có dám chắc là công bình công chính, không có một chút tư tâm nào ở bên trong không? Lý Đồng Dục cười nói, bất kỳ ai đều có tư tâm, nhưng tôi biết cách thống nhất lợi ích cá nhân và lợi ích công chúng trương dương nói nhưng lại xúc phạm tới lợi ích của nam tích lý đồng dục khinh thường nhìn trương dương nói vậy thì sao cho nên tôi phải đình chỉ tất cả ngôn luận gây bất lợi đối với nam tích và muốn nhật báo đông nam công khai xin lỗi vì bài báo không đúng sự thật đó khóe môi lý đồng dục bỗng dưng giật giật sau đó có thể buông tha cho lương đông bình trương dương gật đầu lý đồng dục đặt chén trà xuống động tác rất nhẹ nhìn ra được tâm thái của y vẫn rất chấn định Lý Đồng Dục nói, xem ra không hiểu tôi rồi, con người của tôi trước giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, nếu hôm nay cậu đã tới, ở trước mặt tôi nói lời xin lỗi, nhận rằng mình sai, có lẽ tôi sẽ nể mặt yên nhiên mà tha thứ cho trò đùa của cậu, nhưng muốn thông qua lương đông bình để uy hiếp tôi, tôi chỉ xin được nói hai chữ, không có cửa đâu. Ánh mắt của Lý Đồng Dục đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Trương Đại Quan Nhân chưa bao giờ gặp nhân vật như Lý Đồng Dục, hắn vốn cho rằng mình đã nắm được quyền chủ động cho rằng Lý Đồng Dục ở trước mặt hắn không thể không cúi đầu, nhưng thái độ của Lý Đồng Dục nằm ngoài dự đoán của hắn, Trương Dương nói anh không quan tâm tới sự sống chết của Lương Đông Bình ư. Lý Đồng Dục mỉm cười nói, mỉm cười nói, người hại hắn cũng không phải là tôi, tôi vì sao phải quan tâm. Trương Dương nói, nếu không phải vì viết bài báo đó, hắn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Lý Đồng Dục nói khẽ, người ở trên đời phân làm hai loại, một loại người sinh ra đợt để lợi dụng người ta, còn loại người còn lại chính là sinh ra để bị người khác lợi dụng hai loại người đều cần phải tồn tại đã sống trên đời này phải chứng minh giá trị tồn tại của bọn họ lương đông bình lần này đã nói thật vì chân lý mà ngồi tù thì hắn cũng không có lỗi gì với lương tâm của mình cả còn người bởi vì bị lương đông bình xúc phạm tới lợi ích không từ thủ đoạn đưa hắn vào tù cho dù hiện tại không cảm thấy nhưng về sau so nhất đinh sẽ thẹn với lòng trương dương cười lạnh nói thẹn với lòng ư lợi dụng lương đông bình để làm tổn hại tới lợi ích của người khác hiện tại lương đông bình rơi vào khốn cảnh lại vứt bỏ không quan tâm mặc cho hắn tự sinh tự diệt lý đồng dục nói tôi trước giờ không bao giờ quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào tôi cũng chưa từng coi mình là một người tốt cho nên tôi không cần dùng tiêu chuẩn của đạo đức để nghĩ về bản thân cũng không cần phải thừa nhận sự bình phán thiện ác lý đồng dục cười cười y uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén sau đó đứng lên mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì anh vi của mình tôi không hề bảo lương đông bình gây thương tích cho người khác lương đông bình nếu bị bỏ tù cậu cũng sẽ không xong với tôi đâu trương dương nói uy hiếp tôi à lý đồng dục khinh thường nói cậu còn chưa đủ tư cách nói xong y rời khỏi quán trà trương đại quan nhân coi như đã chân chính kiến thức loại nhân vật như lý đồng dục đúng là hòn đá trong nhà xí vừa thối lại vừa cứng khi thằng cha này đi ngay cả tiền trà cũng không trả Trương đại quan nhân tự nhận suối quẩy đành tự thanh toán, lỡ tay móc cả máy ghi âm ra, hắn mỉm cười tắt máy ghi âm, Lý Đồng Dục và Lý Đồng Dục, tao cũng muốn nhìn thấy khi Lương Đông Bình nghe thấy những lời này thì rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào. Trương đại quan nhân đa số thời gian đều quang minh lỗi lạc, nhưng gặp người ti bỉ, nói chung vẫn phải dùng một số thủ đoạn ti bỉ, hắn cho rằng mình và Lý Đồng Dục sẽ có một phen có kè mặc cả, nhưng sự cường ngạnh mà Lý Đồng Dục biểu hiện ra Trương Dương trước đó cũng không ngờ tới thái độ lãnh khốc của y đối với Lương Đông Bình càng chứng tỏ y là loại người bị ổi. Dưới sự an bài của Mạnh Thiếu Lương, Trương Dương gặp mặt Lương Đông Bình. Ánh mắt nhìn Trương Dương của Lương Đông Bình tràn ngập phẫn nộ và cừu hật, nhưng như vậy vẫn không che giấu được sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn biết tiền đồ vận mệnh của mình tất cả đều bị Trương Dương nắm giữ trong tay. Nếu Trương Dương thật sự đánh mình tới cùng, chỉ sợ hắn rất có thể bởi vì chuyện này mà phải vào tù. Vì sao muốn hại tôi? giọng nói của lương đông bình có chút khàn khàn những ngày tháng mất tự do đối với hắn mà nói là một loại giày vò trương dương nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng bản tính của anh vốn không xấu vì sao lại cam tâm để người ta lợi dụng tôi không hiểu ý anh nếu không phải là bởi vì ngồi cách trương dương một cái bàn lương đông bình có thể sẽ lao lên một quyền nện lên trên mặt thằng ôn này lương đông bình ở đây suy nghĩ một ngày một đêm suy nghĩ toàn bộ chi tiết của cả sự kiện lại một lần hắn có thể kết luận xe đạp không đụng vào bộ vị mẫn cảm của Trương Dương, thậm chí căn bản không chưa chạm vào người hắn, thằng ôn này là tự ngã xuống, đây là bẫy, từ đầu đến cuối là cái bẫy do Trương Dương bố trí. Trương Dương nói, nếu tôi khởi tố, anh sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Lương Đông Bình hừ lạnh một tiếng. Trương Dương hạ giọng nói, thật ra tôi không sao cả, tôi chính là cố ý lập một cái bẫy để lừa anh vào. Cổ họng Lương Đông Bình phát ra tiếng thở dốc như dã thú, bởi vì phẫn nộ mà hắn nghiến răng ken két. Trương Dương mỉm cười nói, rất tức giận, rất phẫn nộ, có phải rất muốn đánh tôi hay không? Hắn giang tay ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý cực kỳ đáng ghét, nơi này là cục cảnh sát, cứ động thủ, tôi tuyệt không sẽ không đánh trả. Lương Đông Bình lắc đầu, cuối cùng cũng thành công khắc chế mình, hắn đã sai lầm một lần, xung động khiến hắn phải vào tù, hắn không thể lại phạm sai lầm, lọt vào bẫy của Trương Dương nữa. Lương Đông Bình nói, anh là tiểu nhân, Trương Dương nói, đối phó với người ta cần dùng thủ đoạn quân tử ư. Lương Đông Bình nhắm hai mắt lại, xong chưa? Xong rồi thì tôi phải đi. Trương Dương nói, có lẽ anh cho rằng Lý Đồng Dục sẽ cứu anh. chương 829, người bị hại 3. Hắn lắc đầu nói, đừng si tâm vọng tưởng, tôi hôm nay đã gặp mặt Lý Đồng Dục, tôi đề xuất hai điều kiện. Thứ nhất dừng tiếp tục đưa tin về việc xí nghiệp nam thích quyên tiền. Thứ hai bảo y đăng báo công khai xin lỗi, đoán được y nói gì không lương đông bình cắn chặt môi vẻ mặt của hắn rất sợ hãi đối với lương đông bình có giành lại được tự do hay không hy vọng duy nhất khí thác trên người lý đồng dục nếu lý đồng dục mặc kệ sự sống chế của hắn như vậy hắn chỉ có nước phải ngồi tù lương đông bình cảm thấy dây thần kinh trên người mình đều căng ra giống như tùy thời sẽ đứt phượt hắn nói khẽ nói gì giọng nói của người rõ ràng đang run rẩy trương dương móc máy ghi âm ra ấn nút bật máy ghi âm đã được qua xử lý đặc biệt, cuộc nói chuyện giữa Lý Đồng Dục và hắn được gia công trao chuốt. Khi Lương Đông Bình nghe thấy câu, người hại hắn không phải là tôi. Tôi vì sao phải quan tâm, vẻ mặt của hắn trở nên ảm đạm. Người ở trên đời phân làm hai loại, một loại sinh ra chính là để lợi dụng người ta, mà một loại người khác thì từ nhỏ đã bị người ta lợi dụng. Lương Đông Bình nghe đến đây, nắm tóc mình như phát điên, hắn đau khổ rên gì, đủ rồi, đủ rồi tôi không muốn nghe nữa tôi không muốn nghe nữa trương dương thở dài hắn tắt máy ghi âm đi lương đông bình tôi không muốn nhằm vào anh anh chắc không biết giữa tôi và lý đồng dục có ân oán cá nhân anh chỉ là một người bị hại bị hắn lợi dụng lương đông bình nói tôi chỉ viết một bài báo các anh vì sao muốn hại tôi như vậy vì sao ư trương dương nói tôi cho anh một con đường đăng báo xin lỗi thừa nhận bài báo đó có rất nhiều chỗ phiến diện và không thật chính thức xin lỗi với xí nghiệp tương quan và chính phủ thành phố Nam Thích. Lương Đông Bình tức giận nói, nhưng những gì mà tôi viết đều là sự thật. Trương Dương nói, tôi thừa nhận xí nghiệp tài trợ tồn tại tệ đoan, nhưng chúng ta đứng ở độ cao khác nhau, cho nên góc độ nhìn vấn đề khác nhau. Nếu xí nghiệp đem khoản tài trợ này dùng cho sự nghiệp thể dục thể thao của người dân, dùng để hồi báo xã hội, chứ không phải là đút khoản tiền này vào túi của mình, các anh vì sao lại chỉ trích người ta? Anh cảm thấy mình vô tội, bởi vì mình viết một bài báo tôn trọng sự thật, nhưng anh có từng nghĩ tới, bởi vì bài báo này sẽ khiến vấn đề tài chính của vận hội tỉnh vốn đang lạc quan gặp phải khó khăn, sẽ khiến sự tin tưởng của người dân đối với chính phủ và xí nghiệp quốc doanh suy giảm mạnh, cho rằng mình đang làm một chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại tạo thành thương tổn đối với đại bộ phận quần thể của xã hội." Lương Đông Bình nói, anh muốn che giấu tất cả những điều này ư? Trương Dương nói, chúng ta khác nhau nhất ở chỗ, tôi đang làm việc, còn anh thì đang phá hoại anh chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự tài trợ, bởi vì anh tìm thấy tệ đoan, tìm thấy cái gọi là sự bất công xã hội, mà chúng tôi thì phải để ý tới sự phát triển trong tương lai của Nam Tích, như thế nào mới có thể khiến vận hội tỉnh tạo thành hiệu quả và lợi ích lớn nhất cho thành thị, như thế nào mới có thể mang tới phúc lợi và lợi ích lớn hơn cho người dân, nếu như ngón tay bị rứt, anh lựa chọn băng bó vết thương, hay là dùng đao cắt ngón tay đã bị đứt đi. Lương Đông Bình không nói gì, hắn thấy những lời này của trương dương tựa hồ có chút đạo lý nhưng hắn lại cho rằng trương dương đang giảo biệt xét đến cùng vẫn là muốn che giấu chân tướng sự thật là người thì sẽ có nhược điểm lương đông bình không ngoại lệ hắn hắn tuyệt đối không phải là một dũng sĩ trên ý nghĩa thực sự lúc trước vì bảo vệ cái gọi là chính nghĩa hắn lựa chọn nhảy lầu nhưng vẫn không đủ dũng khí để nhảy xuống vận mệnh tựa hồ đang đùa cợt với hắn lại bắt hắn phải gặp tình huống tương tự đoạn ghi âm mà trương dương cho hắn nghe đã phá vỡ sự ảo tưởng cuối cùng trong lòng lương đông bình những lời này của lý đồng dục hắn tin lý đồng dục không thể xuất lực vì mình chỉ có chính hắn mới có thể tự cứu được mình lương đông bình nói anh bảo tôi xin lỗi nhưng như vậy tôi tôi về sau sao có thể làm việc trong giới tin tức nữa trương dương thấy con người của lương đông bình rất buồn cười vào những lúc như thế này hắn không ngờ vẫn muốn trở về làm phóng viên trương dương nói nếu anh trong bài xin lỗi cho thêm một câu, bài báo này là thụ ý của Lý Đồng Dục mà viết ra, tôi còn có thể cung cấp cho anh một công việc. Trương đại quan nhân sau khi cưỡng bức bắt đầu dụ dỗ Lương Đông Bình vẻ mặt rất khó xử. Trương Dương đứng lên, nói tự anh cân nhắc kỹ đi, tôi chờ câu trả lời của anh. Trương Dương sau khi rời khỏi đó không lâu, Lý Đồng Dục cũng tới thăm Lương Đông Bình. Lương Đông Bình không hề nhắc tới chuyện Trương Dương có đến đây, bởi vì đoạn băng ghi âm vừa được nghe, hắn đã bắt đầu hoài nghi Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục đầu tiên là một chút tình huống của Lương Đông Bình, sau đó lại an ủi hắn vài câu, còn những việc thực tế thì căn bản không đề cập đến. Lương Đông Bình cuối cùng cũng không nhịn được, nói: "Tổng biên tập Lý, tôi lúc nào mới có thể ra ngoài?" Lý Đồng Dục nói: "Tiểu Lương, tôi đang tìm người giúp cậu, cậu biết đấy, chuyện lần này có chút phiền phức, tên họ chưa muốn khởi tố cậu tội cố ý gây thương tích." cậu phải chuẩn bị tâm lý có thể gặp phải kết quả xấu nhất. Lương Đông Bình vừa nghe thấy vậy liền nghĩ, anh có ý gì hả? Bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, có phải là định mặc kệ tôi không? Hắn tràn ngập nghi vấn nhìn Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục từ trong ánh mắt của hắn cảm thấy được gì đó, cười nói, đừng sợ, tôi sẽ mời luật sư tốt nhất đến cho cậu, chuyện này chúng ta chắc gì đã thua. Lương Đông Bình nói, chúng ta ư? Cho dù xảy ra chuyện người cuối cùng phải ngồi tù cũng là tôi. Trong lời nói của Lương Đông Bình rõ ràng đã mang theo vẻ hậm hực. Lý Đồng Dục thở dài nói, tiểu ương, chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tòa soạn báo, chúng ta là Trung Quốc mới xã hội chủ nghĩa, làm phóng viên, chúng ta có sự tự do ngôn luật, chúng ta cũng phải có dũng khí kiên trì chân lý, trước mặt bất chính chi phong và thế lực tả, chúng ta không thể dễ dàng cúi đầu. Lương Đông Bình nói, Tổng biên tập Lý, Trương Dương vừa rồi đã tới đây lý đồng dục nghe vậy liền ngây ra một thoáng vẻ mặt của y rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh bình tĩnh lạnh lùng nói hắn nói gì lương đông bình nói hắn nói chỉ cần tòa soạn báo chúng ta đăng một bài thông báo xin lỗi công khai thừa nhận bài báo trước đó chưa thông qua khảo chứng đưa tin không thật hắn sẽ thôi không khởi tố nữa lương đông bình lặng lẽ quan sát vẻ mặt của lý đồng dục lý đồng dục quả quyết từ chối không được kiên trì chân tướng sự thật là nguyên tắc cơ bản nhất của người viết báo chúng ta Lương Đông Bình nói, nếu chúng ta không xin lỗi, hắn sẽ ép tôi phải vào tù. Lý Đồng Dục nói, vậy thì sao? Anh là một người viết báo lương tâm, anh chẳng lẽ cúi đầu trước sự tà ác sao? Anh chẳng lẽ muốn từ bỏ sự kiên trì đối với chân lý hư? Lý Đồng Dục nói rất dõng rạc, chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng nội tâm của Lương Đông Bình lại rất sợ hãi. Trương Dương có câu nói không sai, Lý Đồng Dục căn bản sẽ không để ý tới sự sống chết của hắn. Cái mà Lý Đồng Dục muốn làm chỉ là trả thù Trương Dương, những cái khác đối với y mà nói căn bản không quan trọng. Lương Đông Bình trong lòng tràn ngập bi ai, hắn có một loại cảm giác bị người ta vứt bỏ. Lý Đồng Dục vỗ vai hắn, nói "Tiểu Lương, cậu đừng sợ, càng là vào những lúc như thế này, chúng ta càng không thể không khuất phục. Tôi thấy hai bài báo tiếp theo mà cậu viết rất tốt, ngày mai tôi sẽ cho đăng bài thứ hai, bọn họ càng sợ hãi thì càng trừng tỏ trong đó càng có vấn đề, uy hiếp chúng ta." không muốn chúng ta lên tiếng, chúng ta là giới truyền thông, chúng tôi phải mang tới tác dụng giám sát, không thể bị bọn họ dọa được. Lương Đông Bình nói, Tổng biên tập Lý, tôi không muốn ngồi tù. Lý Đồng Dục từ trong ánh mắt của Lương Đông Bình đọc được hắn đã sợ rồi, Lý Đồng Dục ý thức được Lương Đông Bình đã không chống đỡ được rồi, y nói khẽ tiểu lương, cậu cho là cậu xin lỗi, Trương Dương sẽ bỏ qua cho cậu ư. câu đã đâm hắn thành vô sinh, đối với một nam nhân mà nói, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, cậu cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho cậu ư. Thật ra cho dù ngồi tù cũng không có gì đáng sợ cả, chỉ mất vài năm tôi, tôi đảm bảo đãi ngộ tiền lương của cậu không mất một xu, chờ khi cậu ra rồi, vị trí tổng biên chính là của cậu, tôi nhận định sẽ toàn lực đưa cậu lên. Lý Đồng Dục không bỏ lỡ thời cơ dụ dỗ. Lương Đông Bình run giọng nói, tôi, tôi nên làm gì bây giờ tôi, tôi nên làm gì bây giờ. Tổng biên tập lý, anh giúp tôi với bài đưa tin tiếp theo đó anh trăm ngàn lần đừng có đăng tôi không muốn lại xảy ra chuyện nữa tôi không muốn lý đồng dục đứng lên nói tiểu lương cậu bình tĩnh một chút lý đồng dục ra khỏi phòng ra tới bên bên ngoài phó tổng biên tập của tòa soạn báo đường khắc đi tới đón quan tâm nói tổng biên tập lý tiểu lương nói thế nào lý đồng dục lắc đầu nói khẽ chuẩn bị một bản thông báo khai trừ từ ngày mai tất cả hành vi của lương đông bình không liên can tới tòa soạn báo của chúng ta bài báo đó. Tiếp tục đăng. chương 830, trở giáo đâm một nhát một. Lý Đồng Dục cũng không ngờ Lương Đông Bình tối hôm đó đã được thả ra, hơn nữa vào ngày được phóng thích, Lương Đông Bình dưới sự giúp đỡ của Trương Dương mở một hội chiêu đãi phóng viên công khai. Lương Đông Bình sống tới tuổi này rồi, trước giờ đều là đi phóng vấn người khác, còn mình đối diện với ống kính, bị giới truyền thông phỏng vẫn là lần đầu tiên. Trong ánh đèn lấp lóe, Lương Đông Bình cầm microphone, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị phóng viên truyền thông, xin chào mọi người. Tôi là Lương Đông Bình, hôm nay tôi ở đây mở một cuộc chiêu đãi phóng viên, mục đích chính là để phát ra một lời xin lỗi công khai. Lương Đông Bình ho khan một tiếng, xoay người nhìn nhìn, Trương Dương An vị ở bên cạnh hắn, mỉm cười gật đầu với hắn. Lương Đông Bình từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng, bên trên đã được soạn trước. Lương Đông Bình nói, bản nhân Lương Đông Bình, phóng viên bộ phận tin tức của Nhật báo Đông Nam, vào ngày hôm qua trên trang nhất của nhật báo đông nam có đăng một bài báo tên là tài trợ xí nghiệp không thể chịu nổi gánh nặng như vậy trong bài văn này tiến hành phân tích chiều sâu vào vấn đề tài trợ của xí nghiệp đồng thời đưa ra rất nhiều ví dụ sau khi bài báo được đăng ở trong ngoài tỉnh dẫn tới ảnh hưởng rất lớn mang tới phiền toái rất lớn cho không ít xí nghiệp của thành phố nam tích đây là điều mà tôi cũng không ngờ tới khi viết bài báo này nhìn thấy nó tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy tôi cảm thấy rất hổ thẹn bởi vì vấn đề được nhắc tới trong bài báo này đa số không phải là sự thật tôi cũng chưa đi kinh qua điều tra thực tế ví dụ thực tế liệt kê trong bài báo đều là tin vỉa hè thiếu căn cứ phía dưới đã bắt đầu có tiếng gì rầm trương dương nhận được một cú điện thoại nhân lúc lương đông bình tạm dừng uống nước ghé vào tai hắn nói tin tức mới nhất anh đã bị nhật báo đông nam khai trừ rồi trương đại quan nhân chẳng khác nào đổ dầu vào lửa lương đông bình vốn còn cố kỵ dù sao cũng không muốn trở mặt với Lý Đồng Dục, hắn mở cuộc họp chiêu đãi phóng viên, công khai xin lỗi, mục đích là tránh tai ương phải vào tù, hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, kéo cả Lý Đồng Dục vào bên trong, tuy rằng Lý Đồng Dục không quan tâm tới hắn, nhưng hắn cũng không muốn cùng trở mặt với ông chủ cũ, nghe nói mình đã bị Nhật Báo Đông Nam khai trừ, lửa giận của Lương Đông Bình hoàn toàn bị kích phát rồi lên. Con mẹ nó, Lý Đồng Dục mày mượn ma giết lừa. Mày không cứu tao thì thôi, lại còn không cho tao tự cứu mình, xem ra Trương Dương nói không sai, từ đầu tới cuối lý đồng dục mày chỉ coi tao là công cụ để lợi dụng, mày đã bất nhân thì đừng có trách tao bất nghĩa. Con người của Lương Đông Bình vốn làm việc rất cực đoan, hai ngày nay hắn vốn đã rất bất mãn đối với lý đồng dục, vào lúc mấu chốt lại bị lý đồng dục khai trừ, tất cả oán niệm của Lương Đông Bình lập tức bạo phát ra hết, Lương Đông Bình ném bản thảo đã soạn trước đó đi, cầm lấy microphone, kích động nói tôi còn muốn thẳng thắn thừa nhận một việc với giới truyền thông, bài báo này là tổng biên tập lý đồng dục của chúng tôi bảo tôi viết. Tôi lúc ban đầu rất kháng cự, tôi cho rằng, là một phóng viên tin tức phải có lương tâm, phải tôn trọng sự thật, không thể viết ra một chuyện không có căn cứ để hấp dẫn công chúng. Nhưng Lý Đồng Dục đối với tôi tiến hành cưỡng bức và dụ dỗ anh ta nói tin tức quan trọng nhất không phải là sự thật, mà phải hấp dẫn được sự chú ý của công chúng, chỉ cần có thể khiến người dân chú ý tới báo của chúng ta, chính là một phóng viên thành công. Nhưng từ sau khi viết bài báo này, tôi cảm thấy lương tâm bất an, tôi cho rằng, làm một phóng viên, quan trọng nhất là tôn trọng sự thật, phải không được có lỗi với lương tâm của chúng tôi, không thể vì lượng tiêu thụ của số báo và sự chú ý của công chúng mà bán đứng lương tâm của mình. Nhân cơ hội này tôi xin được trịnh trọng xin lỗi các xí nghiệp lớn của Nam Tích vì những phiền phức mà bài báo của tôi đã tạo thành cho họ, cũng chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi tôi từ tất cả chức vụ ở nhật báo Đông Nam. Hiện trường trở nên im ắng nhưng lập tức có một chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Trương Đại Quan Nhân là người đầu tiên vỗ tay, vỗ rất vang, sau đó tất cả mọi người đều vỗ theo. Kế tiếp là phóng viên có mặt đặt câu hỏi, có phóng viên hỏi Lương Đông Bình, Lương Tiên Sinh, xin hỏi tổng biên tập của Nhật Báo Đông Nam Lý Đồng Dục vì sao lại bảo anh viết một bài báo vô căn cứ. Lương Đông Bình nói, tôi không rõ. Trương Dương mỉm cười cầm lấy mic, vấn đề này tôi có thể trả lời thay, ủy ban thể dục thể thao thành phố nam tích chúng tôi trước đây từng đạt thành ý hướng trao quyền đưa tin ưu tiên vận hội tỉnh cho nhật báo đông nam nhưng về sau chúng tôi phát hiện nhật báo đông nam không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi cho nên thông chi trước cho nhật báo đông nam ngưng hẳn ý định hợp tác lựa chọn nhật báo bình hải chuyên nghiệp hơn có sức ảnh hưởng lớn hơn có thể là vì nguyên nhân này khiến cho một số người bất mãn tiếp đó có ý định trả thù chúng tôi lại có phóng viên hỏi lương tiên sinh anh biết hậu quả của đăng báo không đúng sự thật không? Điều này sẽ trở thành một vết nhơ trong lý lịch của anh, có thể là từ đó cắt đứt tiền trình trong giới tin tức của anh. Lương Đông Bình nói, tôi thừa nhận, tôi trước đây quá lo cho công tác của tôi, hơn nữa có người ám thị cho tôi, chỉ cần tôi dựa theo lời hắn nói mà làm, hắn sẽ sẽ cho sự chiếu cố đặc thù, tôi rất nhanh có thể đảm nhiệm trước tổng biên của tòa soạn báo. Dù sao cũng đã trở mặt, Lương Đông Bình hạ quyết tâm, hôm nay bất chấp mọi giá hiện trường ồ lên, lúc này lại có người hỏi, Lương Tiên Sinh, theo tôi biết, anh và vị chủ nhiệm trương này từng phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa anh còn ở cửa trụ sở Nhật Báo Đông Nam dùng xe đâm ngã anh ta, không biết có chuyện này hay không. Lương Đông Bình bị hỏi cho ngây ngẩn cả người, vẫn là Trương Dương đứng dậy, hắn cười nói, vị đồng chí phóng viên này, xin anh nói rõ một chút, Lương Tiên Sinh dùng xe gì đâm ngã tôi. Phóng viên đó nói, xe đạp. Hiện trường lại cười ồ lên. Trương Dương cũng cười, hắn đứng lên, đi vòng qua bục phát ngôn, bước lên trước hai bước, mọi người xem xem, tôi có giống một người mà xe đạp có thể đâm ngã được không? Trương đại quan nhân khí lực cường tráng, lương đông bình dáng người gầy yếu, hào hoa phong nhã, người có mắt đều có thể nhìn ra. Tên phóng viên đó tiếp tục đặt câu hỏi, theo tôi được biết, lúc ấy khi anh bị đâm ngã có rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa có cảnh sát cùng đưa anh tới bệnh viện nhân dân khu Bạch Sa. Trương Dương vẫn mỉm cười có điều trong lòng đã hiểu ra rồi, tên phóng viên này có 10 phần là do Lý Đồng Dục phái tới. Trương Dương nói, còn có vấn đề gì nữa, anh cứ hỏi nốt đi. Tên phóng viên đó nói, Lương Tiên Sinh, buổi chiều anh mới từ phân cục công an khu Bạch Sa đi ra, xin hỏi anh tới phân cục làm gì? Có phải bởi vì chuyện đâm chủ nhiệm Trương mà bị gọi tới hiệp trợ điều tra hay không, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Nghe nói chủ nhiệm Trương bởi vì bị anh đâm chúng hạ thể, nên bị vô sinh, xin hỏi chuyện này có thật hay không? Lương Đông Bình không biết nên trả lời như thế nào, nhìn Trương Dương cầu giúp đỡ. Trương Đại Quan Nhân chỉ vào tên phóng viên đó, nói bố mày mới vô sinh ấy. Tất cả mọi người đều ngây ra, thằng ôn này cũng quá khệnh khẳng rồi, trước mặt nhiều phóng viên như vậy không ngờ dám chửi người ta, tên phóng viên đó bị mắng cho mặt đỏ bừng, không đợi hắn mở miệng phản kích. Trương Dương đã nói anh là người của đơn vị nào ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy anh đây là công kích nhân thân của tôi anh nói ai bị vô sinh anh mới bị vô sinh ấy anh sao lại chửi người ta độc ác như vậy trương dương nói chửi anh à tôi còn đánh anh nữa ấy có loại phóng viên vô lương như anh ư tôi khỏe mạnh như vậy bất kể sinh lý hay là tâm lý đều hết sức bình thường anh không ngờ lại công kích tôi ác độc như vậy tôi còn chưa kết hôn anh biết nói ra những lời này đối với tôi là sự thương tổn lớn cỡ nào không anh đây là công kích nhân thân, tôi phải kiện anh tội phỉ báng. Tôi là, nghe nói như vậy, tên phóng viên đó bị khí thế của trương đại quan nhân dọa cho rồi. Không biết sự thật thì đừng có đánh giám theo người ta, mọi người đừng trách tôi ở đây mắng người, tôi là đàn ông đàn an, hắn ở trước mặt nhiều phóng viên nói tôi vô sinh, các vị noi xem hắn có đáng ăn đòn không. Loại vấn đề này, anh sao không về nhà mà hỏi cha anh ý. Phóng viên đó bị Trương Dương mắng cho mặt đỏ bừng, hắn ho khan một tiếng, lại muốn hỏi tiếp. trương dương nói: tôi xin khuyên các vị phóng viên đang ngồi đây làm tin tức, đừng chỉ biết nghĩ làm thế nào để hấp dẫn ánh mắt của người khác, phải biết tôn trọng sự thật. tất cả đều phải lấy sự thật làm căn cứ. chuyện vu vơ thì đừng có nói linh tinh. tối hôm đó trên đài truyền hình tỉnh phát một tiết mục đặc biệt một bài báo khảo vấn lương tâm của phóng viên tổng biên tập của nhật báo đông nam lý đồng dục lẳng lặng ngồi trước tivi xem tin tức. Khi y nghe xong bài phát biểu xin lỗi của Lương Đông Bình, cầm lấy điều khiển tắt TV đi, Lương Đông Bình so với trong tưởng tượng của y thì còn yếu hèn hơn, dưới sự đe dọa của Trương Dương, hắn hoàn toàn từ bỏ sự kiên trì lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn nghiêng về phía trận doanh của Trương Dương rồi. chương 831, trở giáo đâm một nhát hai. Cứ như vậy bài báo đưa tin tiếp theo không còn cần thiết phải đăng nữa, Lý Đồng Dục phát hiện mình đã coi nhẹ tác dụng của Lương Đông Bình, tuy rằng bài báo là được viết dưới sự ám thị của y nhưng người viết là lương đông bình trương dương bảo lương đông bình ra mặt phủ nhận bài báo này vẫn rất có sức thuyết phục chiêu này gọi là rút củi dưới đáy nồi lý đồng dục châm một điếu thuốc lá y thật sự không nghĩ ra lương đông bình sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy thằng ôn này quá khiến y thất vọng rồi chuông di động phá vỡ sự trầm tư của y lý đồng dục cầm lấy điện thoại alo đồng dục à là tôi tống hoài minh Giọng nói của Lý Đồng dục trầm thấp vô cùng. Tống Hoài Minh nói, nếu có thể, tôi hy vọng được gặp mặt anh một lần. Lý Đồng dục nói, có cần thiết không? Tống Hoài Minh nói có. Được rồi, 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ tới văn phòng tỉnh trưởng Bái Phỏng. Tống Hoài Minh không ngờ y lại đáp ứng sảng khoái như vậy, nói khẽ được, tôi nhất định sẽ chờ đại giá của anh. Khi Tống Hoài Minh gọi điện thoại, Trương Dương Trương Dương cũng đang tới nhà y, tới Đông Giang người đầu tiên mà trương dương bái phỏng không phải là tống hoài minh bởi vì tống hoài minh là nhạc phụ tương lai của hắn cho nên chuyện nhật báo đông nam tống hoài minh không thích hợp nhúng tay vào tuy rằng lý đồng dục nhằm vào trương dương nguyên nhân căn bản là muốn trả thù tống hoài minh nhưng trương dương có phương pháp của mình cũng có thủ đoạn của mình tuy rằng không được quang minh lỗi lạc lắm nhưng cuối cùng cũng đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn trương dương sau cuộc họp báo xin lỗi của lương đông bình mới tới nhà tống hoài minh quả vẫn là lá trà. Sau khi một lần nữa định ra hôn ước với Sở Yên Nhiên, bất kể ở trong mắt Tống Hoài Minh hay là Liễu Ngọc Oánh, Trương Dương đã là người trong nhà, Liễu Ngọc Oánh tự mình xuống bếp làm mấy món ăn để hai cha con họ làm mấy chén. Trương Dương không biết chuyện Tống Hoài Minh gọi điện thoại cho Lý Đồng Dục, chỉ cung kính uống chén với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, chuyện nhật báo Đông Nam xử lý không tồi. Trong ấn tượng của Trương Dương, Tống Hoài Minh chưa bao giờ khen mình như vậy. Hắn cười nói, phiền toái là cháu gây ra, cháu đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Tống Hoài Minh nói, về sau làm việc phải chú ý, đừng để một số người có dụng tâm nắm được cơ hội. Tống Hoài Minh không hề trách cứ Trương Dương. Trương Dương cười cười, ngã một lần, về sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Tống Hoài Minh cầm chén rượu lên chạm với hắn, tựa như rất vô tình hỏi, nghe nói cậu nằm viện, sức khỏe không có vấn đề gì chứ? Trương đại quan nhân đương nhiên không cho rằng nhạc phụ đại nhân tương lai vô ý mới hỏi như vậy. Tống Hoài Minh bình thường tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng y không bao giờ nói những lời vô nghĩa, khẳng định là y đã nghe thấy tin đồn gì rồi, xem ra lý đồng dục 10 phần đã đem chuyện tinh trùng của mình chết hết đồn đại ra ngoài. Trương Dương đối với chuyện này cũng đành bất lực, hắn đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ làm thủ tục ra viện, sau này lại tới kiểm tra một lần nữa, lần này nhất định phải khiến kết quả là xác suất tinh trùng sống 100% nếu không thì sau này không thể nào ngẩng đầu lên nhìn người ta được nữa. Trương Dương cười nói, chú Tống, những lời đồn bên ngoài mà chú cũng tin à. Tống Hoài Minh cười cười, y đương nhiên không tiện hỏi nữa, có điều nhìn thằng ôn Trương Dương này bộ dạng long tinh hổ mãnh như vậy, chắc là không thể có thiếu sót gì trên sinh lý, và lại bản thân hắn chính là một thần y, cho dù là có bệnh gì thì nhất định có thể tự chữa khỏi. Trương Dương nói làng đi, chú Tống gần đây gần đây có liên hệ với Yên Nhiên không? nhắc tới yên nhiên tống hoài minh không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp nó có gọi điện về hai lần trước đây con gái chủ động gọi điện thoại cho mình căn bản là điều không thể tưởng tượng được mà tất cả những điều này phải cảm tạ nhạc phụ sở chấn nam của y nhớ tới chuyện xảy ra ở tĩnh hải trong đoạn thời gian trước tống hoài minh không khỏi lại nghĩ tới lý đồng dục hắn không sợ lý đồng dục nhưng biểu hiện gần đây của lý đồng dục gần như là điên cuồng y đang bất chấp tất cả mọi giá làm tổn hại tới người bên cạnh mình ở Tĩnh Hải, y muốn phá hoại quan hệ cha con vừa mới hàn gắn lại của hai cha con họ. Gần đây lại lợi dụng báo chí đưa tin nhầm vào Trương Dương. Tống Hoài Minh ý thức được mình phải mau chóng ngăn chặn hành vi điên cuồng của y, không thể để y tiếp tục thương tổn đến người bên cạnh mình. Trương Dương nói, tập đoàn tài chính gặp một số vấn đề, yên nhiên có thể phải ở lại Mỹ trong một đoạn thời gian dài. Tống Hoài Minh cười cười, hy vọng nó nhanh chóng xử lý xong những chuyện này, tôi có đề nghị với nó, Thật ra hiện tại cơ hội phát triển trong nước cũng có rất nhiều, thử cân nhắc về nước phát triển." Trương Dương mỉm cười nói, "Chuyện trên sinh ý của cô ấy cháu cũng không hỏi, mà cháu cũng không hiểu nên không có quyền lên tiếng." Tống Hoài Minh bật cười ha ha. Liễu Ngọc Oánh bế con trai Tống canh Tân đi ra, rất có hứng thú hỏi, hai người đang nói chuyện gì mà cao hứng thế? Tống Hoài Minh nói, "Bọn anh đang nói về yên nhiên." Liễu Ngọc Oánh đưa con trai cho Tống Hoài Minh, đứng dậy đi pha sữa. Trương Dương dướn lên xoa cái má núng nính của tiểu canh tân. Tống Hoài Minh ôm con trai, vẻ mặt tự ái, y nói với Trương Dương, cậu nhìn xem, canh tân giống ai. Trương Dương cười nói, cháu thấy nó vẫn giống gì liễu nhiều hơn. Liễu Ngọc Oánh cười cười quay lại, em đã bảo là con trai giống em mà. Có điều lông mày thì đặc biệt giống anh, tai cũng giống. Tống Hoài Minh nói, tiểu canh tân vẫn chưa được gặp chị gái liễu ngọc oánh đón lấy con trai từ tay tống hoài minh đút bình sữa vào miệng nó chỉ vào trương dương nói tiểu tân nhìn rõ chưa đây là anh rể tương lai của con đấy vừa nói như vậy trương đại quan nhân thật sự có chút ngượng ngùn tống hoài minh nhìn con trai trong lòng hạnh phúc không bút nào tả xiết y nói khẽ chuyện hạnh phúc nhất trên đời này không ngoài quan hệ tình thân mỗi ngày đi làm về nhìn thấy hai mẹ con nó phiền não gì tôi cũng quên hết trương dương gật đầu chờ yên nhiên từ mỹ về Chú sẽ càng vui hơn." Tống Hoài Minh cười cười gật đầu, điều mà y đang mong chờ nhất chính là ngày này. Liễu Ngọc oánh nói, "Trương Dương, cậu và Yên Nhiên lúc nào mới kết hôn các anh hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, mau kết hôn rồi sinh em bé đi." Trương đại quan nhân hơi đỏ mặt, "Cái đó, cháu và Yên Nhiên đều còn trẻ mà." "Trẻ mới tốt chứ, nếu thật sự đợi cho đến tuổi chúng tôi mới sinh con thì không có nhiều sức mà chăm lo cho em bé đâu." lý đồng dục rất đúng giờ đi vào văn phòng của tống hoài minh tống hoài minh nhìn lướt qua đồng hồ báo thức trên tường đứng dậy mỉm cười chủ động vươn tay về phía lý đồng dục đồng dục đã lâu không gặp lý đồng dục không hề nể mặt tống hoài minh y không muốn cho tống hoài minh cơ hội để biểu hiện sự rộng lượng của một vị tỉnh trưởng lý đồng dục lạnh lùng nói tỉnh trưởng tống tìm tôi đến có chuyện gì tống hoài minh chỉ chỉ vào salon lý đồng dục vẫn không ngồi xuống y vẫn đứng đỏ Hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Hoài Minh, giữa chúng ta chắc không có nhiều lời để nói, anh nói xong là tôi đi. Tống Hoài Minh cười cười, quay người ngồi lại vào ghế của mình, Đồng Dục, chúng ta quen nhau đã sắp 30 năm rồi nhỉ. Lý Đồng Dục nói, 27 năm. Không sai, 27 năm, nhớ rằng năm đó chúng ta từng là bạn bè tốt nhất. Anh không xứng với chữ bạn bè này, bạn bè thật sự tuyệt sẽ không làm giống như anh. Tống Hoài Minh nói, tình cảm không thể miễn cưỡng được, giữa tôi và Tĩnh Chi là thật lòng yêu nhau, cho dù không có sự tồn tại của tôi, Tĩnh Chi cũng sẽ không yêu anh, cô ấy chỉ coi anh là bạn mà thôi. Lý Đồng dục sâu trong lòng rất là đau đớn, y lắc đầu, anh lừa gạt tôi, dùng hoa ngôn xảo ngữ mị hoặc Tĩnh Chi, tôi thừa nhận, tôi đã rất đau khổ, nhưng tôi không hề bởi vậy mà thù hận anh, tôi yêu Tĩnh Chi, nếu cô ta đã lựa chọn anh, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn chúc phúc cho hai người, nhưng anh nhìn lại anh đi. Anh đã làm gì? Anh hỏi lương tâm của mình đi. Anh có chiếu cố tốt cho cô ta hay không? Tính tri toàn tâm toàn ý yêu anh, bất chấp tất cả vì anh. Nhưng anh vì danh dự của mình, vì liều mạng mò vớt vốn chính trị của mình, ngay cả sự an nguy của cô ta cũng không thèm để ý. Là anh khiến cô ta rơi vào hiểm cảnh, là anh khiến Yên Nhiên từ nhỏ đã mất mẹ, là anh khiến Tư lệnh Sở mất con gái. Anh là tên đao phủ. Lý Đồng Dục từng bước đi tới, hai tay chống lên bàn làm việc của Tống Hoài Minh lúc này vẻ mặt của y giữ tợt, như hận không thể nuốt sống Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh vẻ mặt vô cùng thống khổ, y không muốn nhớ lại đoạn cố sự đau khổ này, nhưng vết sẹo ký ức lại vẫn cứ đâu vào lòng Tống Hoài Minh. Y nói, tôi thừa nhận, tôi không chiếu cố tốt cho tính chi, nhưng chuyện đã đã xảy ra rồi, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Đồng Dục nói, anh là một tội nhân, anh hại chết tính chi, nhưng vẫn nhờ như ngoài vòng pháp luật, anh vẫn có thể bước lên mây xanh, thế giới này quá không công bằng, tôi muốn anh phải thân bại danh liệt, tôi muốn anh phải trả giá đắt. chương 832, trở giáo đâm một nhát 3 Nhìn Lý Đồng Dục khí thế bức nhân, Tống Hoài Minh không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, y đập bàn, tức giận nói anh có tư cách gì mà nói những lời này. Anh có tư cách gì mà bình phẩm tình cảm của tôi, gia đình của tôi. Năm đó tôi và Tĩnh Chi là thật tâm yêu nhau, cái chết của Tĩnh Chi khiến tôi đau khổ hơn bất kỳ ai, anh đau khổ ư, anh và Liễu Ngọc Oánh rốt cuộc là sao? Khi động đất, anh vì sao không cứu vợ mình là lại chạy đi cứu con đàn bà đó? Anh có dám nói là trước đó anh không quen ả không? Anh dám nói là giữa ả và anh không có thư từ qua lại không? Anh từ trước đã phản bội tính chi rồi? Tống Hoài Minh giận dữ hết, anh ăn nói bừa bãi, chuyện giữa tôi và cô ta tính chi biết hết, Lý Đồng Dục, anh dở trò chia rẽ cha chúng tôi, phá hoại tình cảm cha con tôi, những năm nay anh Thủy Trung làm những chuyện bắt gió bắt bóng này, tôi nhịn anh lâu rồi đó. Lý Nồng Dục cười ha ha, nói chia rẽ ư. Giữa anh và Yên Nhiên còn cần tôi phải chia rẽ ư. Nhìn lại bản thân anh đi, anh căn bản là không có đủ tư cách làm cha, sau khi tính chi chết anh có tận hết trách nhiệm của một người làm cha hay không. Không hề, anh chỉ lo cho tình yêu mới, bắt đầu một cuộc sống mới, anh cưới Liễu Ngọc Oánh, xây dựng một gia đình mới, còn tĩnh chi thì sao? Tính chi đã chết, yên nhiên thì sao, yên nhiên còn nhỏ như vậy đã phải tiếp nhận sự thật tàn khốc rằng mẹ chết, cha thì cưới vợ mới. Ánh mắt của Tống Hoài Minh lộ ra vẻ đau khổ, trên trán nổi gân xanh, lúc này y đang cố gắng khống chế sự phẫn nộ của mình, lý đồng dục, tôi chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bỏ yên nhiên. Ha ha, quả nhiên là bản sắc của quan viên, Tống Hoài Minh, tôi thậm chí khinh thường không thèm dùng hai chữ dối trá để hình dung về anh, anh nếu như thật sự quan tâm yên nhiên, liệu có để nó sống với bà ngoài nhiều năm như vậy ở nước ngoài hay không ngoài mặt thì anh rất thống khổ rất bất lực đó là vì anh muốn giành được sự đồng tình của công chúng mà thôi kỳ thật trong lòng anh không biết đang cao hứng vui vẻ như thế nào bớt đi sự ràng buộc của yên nhiên anh càng thoải mái với người vợ mới hơn bản mặt của đám quan viên các anh tôi rõ hơn bất kỳ ai tống hoài minh nắm chặt quyền hỗn đản lý đồng dục không chút úy kỵ nhìn tống hoài minh muốn đánh tôi có phải không đánh đi, có điều tôi mặc kệ anh là tình trưởng gì, anh mà dám động thủ, tôi sẽ hoàn thủ, ai thắng ai bại thì còn khó nói lắm. Tống Hoài Minh nhìn Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục trước mắt đã mất lý trí rồi, trong lòng y chỉ có cửu hận. Tống Hoài Minh chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa, ra ngoài. Lý Đồng Dục nhếch môi cười nói, đừng quên là anh mời tôi đến. Tống Hoài Minh gật đầu nói, tôi mời anh đến là để muốn nói với anh một câu, anh hận tôi, có thể nhắm vào tôi, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng thương tổn tới người bên cạnh tôi, nếu anh dám xuống tay với người nhà của tôi, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Lý Đồng dục nói khẽ Tống Hoài Minh, "Tôi đã nghĩ hơn 20 năm rồi, cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, tôi năm đó vì sao lại thua anh, bởi vì tôi không ti bỉ bằng anh, tôi không học được không từ thủ đoạn, nhưng hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu được rồi. Anh tuy rằng là tỉnh trưởng, nhưng tôi không sợ anh đâu, từ sau khi tính chi mất trên thế giới này đã không còn gì khiến tôi cảm thấy sợ hãi nữa cả. Đi ra ngoài, Lý Đồng Dục cười ha ha, hắn giang hai tay ra, rất kiêu ngạo lắc đầu, Tống Hoài Minh, anh còn lâu mới cường đại như anh tưởng. Cửa phòng đóng lại, Tống Hoài Minh tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, y cầm cốc thủy tinh trên bàn lên ném đi, nhưng nửa đường cuối cùng cũng khống chế được tình tự của mình, lại chậm rãi đặt cốc thủy tinh xuống. Biểu hiện của Lý Đồng Dục căn bản chính là người điên, Tống Hoài Minh cũng không sợ Lý Đồng Dục gây bất lợi đối với mình, nhưng y thật sự lo lắng một người điên như vậy không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Khi Lý Đồng Dục đi tới hành lang, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, y che miệng lại, bước nhanh vào toilet, y vẫn ho rất kịch liệt, giống như là ho hết cả gan phổi ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới thở bình thường lại, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một búng máu, Lý Đồng Dục mở vòi nước, rửa sạch tay, sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận rửa sạch mặt, sau khi rửa xong, ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, khóe môi Lý Đồng dục lộ ra một nụ cười ảm đạm. Tính chi, một người đột nhiên biến thành không có gì phải sợ, một khả năng rất lớn trong đó chính là hắn biết mình đã định trước là sắp phải chết. Lý Đồng dục chính là như vậy, một tháng trước khi bị chẩn đoán ung thư gan, tế bào ung thư di căn ra các bộ phận khác, không thể tiến hành phẫu thuật, bác sĩ đã chuẩn đoán rõ ràng tình huống lý tưởng nhất là còn sống được nửa năm nữa. Lý Đồng Dục không nói cho bất kỳ ai, y đốt sạch tất cả kết quả xét nghiệm và bệnh lịch của mình. Y tự nhận là không phải người sợ chết, nhưng Lý Đồng Dục không cam lòng cứ như vậy mà chết, y thủy chung cho rằng mình là một người tốt, nhưng cuộc đời của y quá thế thảm. Khi còn trẻ, người yêu bị Tống Hoài Minh cướp đi, hiện tại mới đến tuổi trung niên đã mắc bệnh nan y. Lý Đồng Dục lẳng lặng nhìn mình trong gương, lẩm bẩm nói, trên đời này còn có cái gì có thể dọa tao nữa? Trên đời này quả thực không có gì có thể dọa được Lý Đồng Dục nữa rồi, Lý Đồng Dục hiện tại đã trở thành đấu sĩ không sợ gì nữa, y đấu tranh không phải vì công lý và chính nghĩa, mục đích y đấu tranh là muốn đòi lại công đạo, một công đạo mà y tự nhận trong lòng. Sau khi rời khỏi văn phòng tỉnh trưởng, Lý Đồng Dục trực tiếp tới Ủy ban kỷ luật tỉnh, thăm bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh tân nhiệm Lưu Chiêu. Lưu Chiêu và Lý Đồng Dục quen nhau Nói một cách chính xác, Lưu Chiêu và đại ca của Lý Đồng Dục là Lý Đồng Nguyên quen nhau, cho nên Lưu Chiêu rất nhiệt tình tiếp kiến Lý Đồng Dục hắn y vốn cho rằng Lý Đồng Dục lần này đến là để ôn chuyện xưa, nhưng không ngờ Lý Đồng Dục vừa mở miệng đã nói tôi muốn tố cáo. Lưu Chiêu bật cười, tổng biên tập Lý, anh muốn tố cáo ai? Y đoán được chuyện này rất có khả năng có liên quan tới chuyện xí nghiệp nam tích tài trợ gần đây, trường phong ba này chính là nhật báo Đông Nam một tay khơi màu, là tổng biên tập của một tờ báo, lý đồng dục hiển nhiên mang tới tác dụng quan trọng. Nhưng lời nói kế tiếp của lý đồng dục khiến cho Lưu Chiêu chấn kinh. Tôi muốn tố cáo Tống Hoài Minh. Lưu Chiêu ngây ra, ai cơ? Tống Hoài Minh, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, lý đồng dục chậm rãi nhấn mạnh. Lưu Chiêu nhíu mày, y hoàn toàn không biết gì cả về ân oán giữa Tống Hoài Minh và lý đồng dục, Tống Hoài Minh là tỉnh trưởng đương nhiệm, cho dù có người tố cáo y, với cấp bậc của Tống Hoài Minh cũng nên trực tiếp tố cáo lên Trung Kỳ ủy. Hiện tại Lý Đồng Dục chẳng những tìm tới y, hơn nữa không hề cố kỵ tố cáo, Lưu Chiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ Lý Đồng Dục không sợ Tống Hoài Minh trả thù? Hay là y thật sự nắm được chứng cứ nào đó về Tống Hoài Minh? Lưu Chiêu nói, Tổng biên tập Lý, anh muốn tố cáo anh ta về vấn đề gì? Lý Đồng Dục nói, vấn đề tác phong. Hắn và Phó Bí Thư ủy Ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng lòng thòng với nhau, ở đây có một số bức ảnh về sự qua lại của họ trong mấy năm nay. Lý Đồng Dục đưa một phong bì có để ảnh lên bàn làm việc của Lưu Chiêu. Lưu Chiêu không lập tức cầm lấy phong bì đó. Lý Đồng Dục nói, Tống Hoài Minh người này, trên sinh hoạt cá nhân luôn luôn không biết kiềm chế, tôi nắm trong tay không ít chứng cớ, có thể chứng minh Lưu Diễm Hồng sở dĩ có thể thuận lợi trở thành phó bí thư ủy ban kỷ luật, tất cả đều là nhờ hắn âm thầm chiếu cố. Y nhìn nhìn sắc mặt của Lưu Chiêu, nói khẽ, "Bí thư Lưu, Tôi sở dĩ đưa chỗ tài liệu này cho anh trước chứ không phải là trung kỳ ủy, là vì tôi muốn dựa theo trình tự chính quy mà làm." Lưu Chiêu gật đầu, "Tổng biên tập Lý, tôi sẽ thận trọng xử lý chuyện này." Lý Đồng dục lại nói, "Trong tay tôi còn có một phần tài liệu, là về bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên giá ăn hối lộ làm trái pháp luật, anh có muốn xem không?" Lưu Chiêu lúc này thật sự có chút không hiểu, Lý Đồng dục đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có ai đã kích nội y? khiến y khơi ra tấm màn đen của chính đàn bình hải, muốn đưa hết tất cả tư liệu nắm trong tay ra ngoài ánh sáng. Tống Hoài Minh, Đỗ Thiên Giã, giữa hai người này và Lý Đồng Dục có khúc mắc gì? Lưu Chiêu Thân là bí thư ủy ban kỷ luật vốn không nên nghĩ như vậy, nhưng hành vi của Lý Đồng Dục thật sự là rất kỳ quái, tuy rằng y là tổng biên tập của Nhật Báo Đông Nam, nhưng đồng thời tố cáo hai vị cán bộ cao cấp, trong đó một vị chính là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, hơn nữa còn khệnh khẳng như vậy, thậm chí cũng không đem che giấu thân phận của y, chẳng lẽ Lý Đồng Dục không sợ đắc tội với người ta ư? Điều này khiến cho Lưu Chiêu nghĩ mãi vẫn không hiểu, Lưu Chiêu nói, cảm ơn Tổng biên tập Lý đã ủng hộ công tác của Ủy ban kỷ luật chúng tôi, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lưu Chiêu lần thứ hai tỏ thái độ. chương 833, trở giáo đâm một nhát bốn. Lý Đồng Dục nói, bí thư Lưu, hy vọng tài liệu của tôi có thể giúp được anh. Lưu Chiêu gật đầu, tiễn Lý Đồng Dục, Lưu Chiêu có chút khó xử đối với hai bản tài liệu mà y đưa, mở một phong bì trong đó ra, quả nhiên trong đó có không ít ảnh của Tống Hoài Minh và Lưu Diễm Hồng, từ ngày trên bức ảnh cho thấy, Lý Đồng Dục chắc đã theo dõi bọn họ một đoạn thời gian rất dài, trong đó còn đính một phần tài liệu, chú giải về sự qua lại giữa Tống Hoài Minh và Lưu Diễm Hồng trong mấy năm nay và quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Lưu Chiêu bỗng nhiên hiểu ra rằng Lý Đồng Dục vì sao muốn đưa tài liệu này tới cho y, tuy rằng chưa xem xong tài liệu tố cáo Tống Hoài Minh nhưng bằng vào kinh nghiệm công tác làm ký luật của Lưu Chiêu nhiều năm, chỉ bằng vào mấy thứ này không chứng minh được gì, trong đó không hề có chứng cứ thực tế, gặp phải loại tình huống này, cùng lắm thì nhắc nhở riêng tư một chút. Nhưng bản tài liệu còn lại thì là khác, bên trong cũng là ảnh, nhưng nội dung thì tường tận hơn một chút, Lưu Chiêu đọc một lúc, bất giác nhíu mày. Hai phần tài liệu tố cáo rất nhanh liền được đặt ở trên bàn làm việc của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương rút ra hai bức ảnh nhìn qua một chút rồi ném chỗ còn lại sang một bên, mấy thứ này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Chiêu nói, tài liệu là do lý đồng dục của nhật báo Đông Nam đưa tới. Kiều Trấn Lương nói, lại là hắn, người này rốt cuộc muốn làm gì? Cứ không ngừng gây phiền toái, chúng ta bận rộn chỉnh lý Bình Hải, làm như thế nào mới có thể đẩy kinh tế phát triển đi lên, làm như thế nào mới khiến người dân Bình Hải được sống những ngày an lành? Hắn thì ngày nào cũng đi làm mấy cái chuyện bắt gà trộm chó, liên tiếp gây thêm phiền phức cho chúng ta, thực sự cho rằng hắn có hậu đài là tôi không dám động đến hắn ư?" Lưu Chiêu nói, "Mấy thứ này tuy rằng không phải là chứng cứ thực tế gì, nhưng tôi sợ một khi truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt." Kiều Trấn Lương nhíu mày, "Có một số đồng chí của chúng ta cũng thật là không biết chú ý gì cả." Lưu Chiêu nói, "Bí thư Kiều, ý tứ của ngài là Kiều Trấn Lương nói, anh đi gõ Đỗ Thiên Giã một cái, bảo hắn chú ý một chút. Lưu Chiêu gật đầu, cầm lấy phần tài liệu đó, còn phần tài liệu của Tống Hoài Minh thì để lại cho Kiều Trấn Lương, tất nhiên phía Tống Hoài Minh phải giao cho Kiều Trấn Lương. Lưu Chiêu đi rồi, Kiều Trấn Lương cầm lấy phần tài liệu đó xem qua, y lưu ý đến một chi tiết, trong thư tố cáo của Lý Đồng Dục có nhắc tới một chuyện rất quan trọng, dưỡng phụ Đỗ Sơn Khôi, cha thân sinh Trần Sùng Sơn của Đỗ Thiên Giã và nhạc phụ sở Trấn Nam của Tống Hoài Minh đều là lão chiến hữu, Đỗ Thiên Giã còn suýt nữa trở thành con rể của Phó Thủ tướng Văn Quốc Quyền. Kiều Trấn Lương nheo hai mắt lại, Lý Đồng Dục này đang làm cái gì vậy? Hắn rõ ràng là đang thông qua tài liệu này vạch ra Tống Hoài Minh và Đỗ Thiên Giã trên chính trị là cùng trên một trận tuyến. Kiều Trấn Lương bỗng nhiên hiểu ra chủ ý thật sự mà Lý Đồng Dục giao tài liệu này cho Ủy ban Kỷ luật, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không tin rằng tài liệu này có thể lật đổ được tống hoài minh nhưng mục đích của hắn là phát tán những thứ bất lợi đối với tống hoài minh hắn muốn chọc thối tống hoài minh kiều trấn lương quyết định tìm tống hoài minh để nói chuyện tống hoài minh nhìn thấy tài liệu này phản ứng đầu tiên chính là lý đồng dục cung cấp ư kiều trấn lương cười nói thật sự là không hiểu hắn sao lại thù hận anh đến như vậy hoài minh tôi tìm anh đến không phải muốn hỏi anh gì cả cũng không phải là muốn chỉ trích gì anh, tài liệu này tôi đã đọc qua rồi, chẳng có gì mới mẻ, một số nội dung trong đó cho thấy, Lý Đồng Dục đã chú ý tới anh trong một đoạn thời gian khá dài. Chú ý hơn 20 năm rồi. Tống Hoài Minh trầm mặc, những gì mà Kiều Trấn Lương nói quả thực rất có đạo lý. Kiều Trấn Lương tức giận nói, đồng chí Diễm Hồng còn trẻ, còn có không gian rất lớn để đề thăng, hay là thử cân nhắc tới chung kỷ ủy công tác đi. Tống Hoài Minh có chút kinh ngạc nhìn Kiều Trấn Lương, những lời này của Kiều Trấn Lương tựa hồ như là suy nghĩ vị y, nhưng ngẫm lại một chút, trong đó còn có thành phần muốn chặt bớt vây cánh của Tống Hoài Minh. Lưu Diễm Hồng là một người ủng hộ và tùy tùng kiên định trên chính trị của Tống Hoài Minh. Nếu cô ta rời khỏi Bình Hải, Tống Hoài Minh trên chính trị mất đi một minh hiếu, Kiều Trấn Lương căn bản là đang lợi dụng sự kiện này để tiến thêm một bước làm suy yếu lực lượng của mình. Tống Hoài Minh nói, tôi không có quyền quyết định tương lai của đồng chí Diễm Hồng. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, tôi cũng không có quyền quyết định, có điều làm lãnh đạo, tôi sẽ cho cô ta một đề nghị thân mật. Người tìm Lưu Diễm Hồng nói chuyện là bí thư Lưu Chiêu của Ủy ban Kỷ luật, Lưu Chiêu đưa những bức ảnh đó cho Lưu Diễm Hồng, sau đó ngồi tại chỗ, lặng lặng quan sát phản ứng của Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng nhìn nhìn những bức ảnh này, cắn môi, trợn mắt lên, lạnh lùng nói, loại bức ảnh này trước khi đây đã có rồi, không phải đã nói rõ ràng rồi ư. Lưu Chiêu nói, đồng chí Diễm Hồng, Tuy rằng thời gian tôi đến Bình Hải không lâu, nhưng chuyện về phương diện này cũng nghe nói không ít. Lưu Diễm Hồng nói, "Bí thư Lưu, ở đây không có người ngoài, anh cứ nói thẳng ra, đừng quên, tôi cũng là người làm công tác kỷ luật, tôi có năng lực chịu đựng." Lưu Chiêu nói, "Rất nhiều người tố cáo chuyện giữa cô và tỉnh trưởng Tống, bản tài liệu này rất tượng tận, bao gồm cả thời gian và địa điểm gặp mặt của hai người gần đây cũng ghi rất rõ ràng." Lưu Diễm Hồng nói, vậy chính là nói có người đang theo dõi hai cán bộ quốc gia chúng tôi, trong xã hội hiện giờ, ở Bình Hải, một vị tỉnh trưởng và một vị phó bí thư ủy ban kỷ luật gặp mặt, từng thời từng khắc đều bị người ta chụp trộn, anh thấy chuyện này bình thường ư. Lưu Chiêu không nói gì. Lưu Diễm Hồng nói, tôi cho rằng rất không bình thường, phải lập tức báo án, chuyện này không chỉ có xâm phạm tới đời tư của chúng tôi, mà còn gây nguy hiểm tới an toàn nhân thân của chúng tôi nữa lưu chiêu nói đồng chí diễm hồng trước khi tôi đến bình hải đã có tố cáo như vậy phát sinh rồi chẳng lẽ cô không lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô và tỉnh trưởng tông ư lưu diễm hồng nói bí thư lưu tôi không rõ ý của anh lưu chiêu nói cho dù chúng tôi tin nhưng ngoại giới không phải mỗi người đều tin đâu quan trọng lắm ư lưu chiêu nói cô đừng xem nhẹ lực lượng của lời đồn lưu diễm hồng cười ha ha nói vậy anh nói cho tôi biết nên làm như thế nào tôi có phải nên trên đại hội tuyên bố công khai rằng giữa tôi và tỉnh trưởng tống không bất kỳ quan hệ ám muội nào có cần phải đăng báo thanh minh giải thích rõ với nhân dân tỉnh rằng giữa tôi và tỉnh trưởng tống chỉ là tình bạn tuyệt không có gì khác không tình tự của lưu diễm hồng bắt đầu kích động rồi lưu chiêu nói đồng chí diễm hồng cô phải bình tĩnh cô là một chiến sĩ đã kinh qua khảo nghiệm chúng tôi tin vào hành vi thường ngày và nguyên tắc của cô nhưng Cô có từng nghĩ tới, cứ tiếp tục như thế này, không những sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cô, cũng sẽ tạo thành khốn nhiễu cho công tác của tỉnh trưởng tống. Lưu Diễm Hồng nói: Bí thư Lưu, anh muốn nói gì, xin cứ nói rõ ra đi. Lưu Chiêu nói: Có từng nghĩ tới thay đổi hoàn cảnh, Trung kỳ ủy gần đây trên rất nhiều cương vị đều cần nhân thủ, tôi sẽ đề cử cô với bọn họ, tin chắc rằng cô tới đó, cơ hội phát triển sẽ nhiều hơn. Ngữ khí của Lưu Chiêu cố gắng thật bình tĩnh và ôn hòa y cho rằng Lưu Diễm Hồng nếu có lý trí, tất sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. chương 834, Tình cách thật một Lưu Chiêu nói xong, nhìn thấy Lưu Diễm Hồng không hề có phản ứng dị thường, y cho rằng Lưu Diễm Hồng đã động tâm, liền nói khẽ, đồng chí Diễm Hồng, thật ra đây cũng là quyết định sau khi mọi người cùng thương lượng, cũng là nghĩ cho sự phát triển ngày sau của cô. Lưu Chiêu không cho rằng mình không phải là người thích hợp để nói những lời này với Lưu Diễm Hồng, tuy rằng y là bí thư ủy ban kỷ luật, nhưng dù sao y cũng vừa mới tới Bình Hải, đối với tình huống bên trong ủy ban kỷ luật Bình Hải vẫn chưa nắm rõ. Hiện tại mà nói, Lưu Diễm Hồng so với y thì quen thuốc với công tác hơn nhiều, y vừa tới đã muốn đẩy Lưu Diễm Hồng ra khỏi Bình Hải, điều này sẽ khiến người ta hiểu lầm là đang bài trừ gì kỷ. Lưu Diễm Hồng vẻ mặt bình tĩnh, quyết định của mọi người ư. Ai, Bí Thư Kiều hay là tỉnh trưởng Tống, hay là quyết định thảo luận tập trung của các anh trên cuộc họp thường ủy. Lưu Chiêu cảm thấy được tình tự kháng cự của Lưu Diễm Hồng, y cười cười, ý đồ giảm bớt không khí căng thẳng vừa xuất hiện, "Đồng chí Diễm Hồng, tất cả mọi người chúng tôi không hề phủ định thành tích công tác của cô, cũng không tin vào những cái gọi là chứng cứ này, chỉ là mọi người nghĩ đến để công tác sau này khai triển tốt hơn, nghĩ đến." Lưu Diễm Hồng ngắt lời Lưu Chiêu, nói, "Anh giúp tôi chuyển cáo tới các vị lãnh đạo, tôi không cần bọn họ nghĩ cho tôi, tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân, tôi đối với công tác hiện tại của tôi rất hài lòng." vào thời điểm này chưa có ý định chuyển công tác sau này cũng không có ý định như vậy về phần giữa tôi và tỉnh trưởng tống tôi có thể nói rằng hoàn toàn thanh bạch có trời đất chứng giám nhưng lưu diễm hồng căn bản không cho lưu chiêu cơ hội lên tiếng đừng có nói với tôi câu tục ngữ lời người đáng sợ miệng nhiều người sói chảy vàng chỉ cần là sống ở trên đời này có ai mà không bị người ta nói ra nói vào tôi không sợ tôi cũng không quan tâm nói xong những lời này lưu diễm hồng mở cửa đi ra Lưu Chiêu ngây ra đó, y không ngờ Lưu Diễm Hồng lại cự tuyệt hảo của y một cách quyết đoán như vậy, tuy rằng Lưu Chiêu cũng hiểu rõ, bảo Lưu Diễm Hồng rời khỏi, không chỉ xuất phát từ phía công tác, trên chính trị thực sự cũng cần, nhưng Lưu Diễm Hồng căn bản không muốn ly khai. Lưu Diễm Hồng trực tiếp đi tìm Tống Hoài Minh, cô ta rất ủy khuất, cũng rất phẫn nộ, khi cô ta xuất hiện trước mặt Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh đã ý thức được điểm này, có điều Tống Hoài Minh vẫn giữ phong độ quân tử, mỉm cười nói, đồng chí Diễm Hồng tới đấy à? Ngồi đi, tôi đang cần hỏi một số chuyện trên công tác." Lưu Diễm Hồng không ngồi xuống, vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Tống Hoài Minh, nói: "Điều tôi tới chung Kỳ ủy, có phải là ý của anh hay không?" Tống Hoài Minh lắc đầu, y đã biết tin tức này, ngay lập tức y đã nghĩ đến, nhất định là Kiều Trấn Lương lợi dụng chuyện lần này để tiến thêm một bước làm suy yếu thế lực của y ở Bình Hải. Sự tố cáo của Lý Đồng Dục không hề có bất kỳ nội dung thực chất nào, nhưng lại cho một số người nào đó một cơ hội kiều trấn lương lợi dụng rất xảo diệu nếu tống hoài minh cờ xí tiên minh phản đối chuyện này càng chứng tỏ giữa y và lưu diễm hồng có quan hệ không trong sáng nếu y không phản đối chẳng khác nào gián tiếp chứng tỏ quan hệ giữa y và lưu diễm hồng không bình thường nếu không thì vì sao muốn lựa chọn tránh né có thể nói trên xử lý chuyện này tống hoài minh khá là bị động lưu diễm hồng nói anh vì sao không phản đối tống hoài minh nói tôi đã cân nhắc rồi trong chuyện này tôi không tiện lên tiếng anh sợ gì chứ?" Tống Hoài Minh nói, "Không phải tôi sợ, nếu tôi lên tiếng thì sẽ bị người ta nắm thóp, khiến người khác càng nói ra nói vào nhiều hơn." Lưu Diễm Hồng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ thất vọng khôn kể, Tống Hoài Minh trong lòng cô ta vốn không phải là như vậy, một nam tử hán chính trực dũng cảm, thoải mái không sợ hãi từ lúc nào trở nên lo trước lo sau như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, "Anh không phải thường nói lời đồn chỉ là hư vô, thanh giả tự thanh hay sao?" Tống Hoài Minh nói, lão đồng học, thật ra tới chung kỳ ủy đối với sự phát triển cá nhân của cô mà nói là một chuyện tốt. Lưu Diễm Hồng nhìn Tống Hoài Minh, trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập thất vọng, cô ta dùng sức cắn môi, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Tống Hoài Minh hiển nhiên bị vẻ mặt của cô ta lúc này dọa cho không dám nói hết, lặng lẽ nhìn cô ta một lúc rồi gọi khẽ, lão đồng học. Lưu Diễm Hồng nói, ai cũng có thể nói với tôi như vậy, duy chỉ có anh là không được. Tống Hoài Minh không nói gì, bởi vì y không biết nên nói cái gì mới phải lưu diễm hồng nói những tài liệu tố cáo này là giả tôi và anh biết rõ giữa chúng ta không có quan hệ như vậy tống hoài minh gật đầu lưu diễm hồng nói nhưng những tố cáo này lại là thật anh đối với tôi tuy chưa bao giờ có ý nghĩ gì quá phận nhưng tôi lại thích anh từ rất lâu rồi tống hoài minh vẫn không nói gì trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy lưu diễm hồng không rơi lệ trước mặt người ta lần này cũng vậy cô ta ngẩng đầu lên, ép cho nước mắt trong vành mắt của mình lui lại, tôi sẽ không đi tôi, sẽ không làm ảnh hưởng tới anh, sẽ không tạo thành bất kỳ khốn nhiễu nào cho anh. Tống Hoài Minh nói, Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng đi tới trước mặt Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh không biết cô ta muốn làm gì, ánh mắt biến thành lấp lánh. Lưu Diễm Hồng giang tay ra, nói khẽ ôm tôi một cái đi. Tống Hoài Minh hai mắt trợn tròn, y không ngờ Diễm Hồng lại đề xuất yêu cầu như vậy lưu diễm hồng nhìn ánh mắt của tống hoài minh chậm rãi lắc đầu cô ta lui ra sau một bước tỉnh trường tống tôi hiểu rồi tôi rõ rồi diễm hồng lưu diễm hồng từ chức cô ta trịnh trọng đặt đơn từ chức ở trước mặt kiều trấn lương kiều trấn lương nhìn lá đơn từ chức đó vẻ mặt rất ngưng trọng y dùng một ngón tay đè lên tờ đơn chậm rãi đẩy lại về phía lưu diễm hồng nói khẽ cầm lại đi coi như tôi không nhìn thấy tờ đơn này lưu diễm hồng lắc đầu đầy dứt khoát và kiên quyết bí thư kiều tôi không phải nhất thời xung động mà đưa ra quyết định này tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi với trạng thái công tác trước mắt của tôi không thể đảm nhiệm công tác hiện tại tôi muốn đổi hoàn cảnh công tác kiều trấn lương nói vậy cũng không tất yếu phải từ chức lưu diễm hồng nói con người của tôi là như vậy đó thà chết cũng không cúi đầu khi những lời này ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên sáng ngời nội tâm của kiều trấn lương cũng không khỏi giật mình lưu diễm hồng đã nhìn thấu mục đích của mình thật lòng mà nói kiều trấn lương quả thực có ý đồ lợi dụng việc tố cáo lần này nhưng y không hề muốn bức bách lưu diễm hồng phải từ chức kiều trấn lương mỉm cười nói đồng chí diễm hồng cô công tác ở ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy năng lực công tác cũng được mọi người công nhận cũng giành được thành tích rất xuất sắc tôi không biết cô vì sao lại muốn từ chức nhưng tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc cô nếu đi rồi đối với đảng Đối với đội ngũ cán bộ của chúng ta mà nói đều là một tổn thất rất lớn." Lưu Diễm Hồng lạnh lùng cười nói, khi một người đã mất đi sự nhiệt tình đối với công tác, anh còn cho rằng người này sẽ có thể làm tốt công tác nữa không? "Tôi đột nhiên mất đi sự nhiệt tình trong công tác rồi, tôi đã mất đi sự phấn đấu và nỗ lực đối với công tác này, tôi muốn thay đổi cách sống, lựa chọn cho mình một nhân sinh mới." Kiều Trấn Lương ý vị thâm trường nói, cho rằng mình đi lầm đường ư? Lưu Diễm Hồng nói khẽ con người tôi thật sự quá cố chấp, cũng không cho rằng mình đi nhầm, chỉ thấy chán ghét mà thôi, khi tôi chán ghét thì tôi sẽ lựa chọn ly khai. Kiều Trấn Lương nói, hay là, cô trước tiên nghỉ ngơi một thời gian, cho tâm tình bình phục rồi cân nhắc lại vấn đề về hưu, lá đơn này cô cứ cầm về trước đi. Lưu Diễm Hồng đứng dậy nói, bí thư Kiều, tôi đã quyết định rồi, cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với công tác của tôi trong những năm gần đây. Cô ta lễ phép vươn tay ra, Kiều Trấn Lương có chút bất đắc dĩ đứng dậy, bắt tay với nữ nhân quật cường này, cuối cùng vẫn nói, tôi vẫn không tiếp nhận đơn từ trước của cô. Lưu Diễm Hồng cười cười, không nói gì, buông tay Kiều Trấn Lương rồi đi ra ngoài cửa, lưng của cô ta rất thẳng, bước chân vững chắc hơn bất kỳ lúc nào. Quay về văn phòng ôm thùng giấy đã chuẩn bị từ trước, công tác nhiều năm ở ủy ban kỷ luật, đột nhiên lựa chọn rời khỏi, trong lòng mất mát cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng Lưu Diễm Hồng không do dự. Cô ta ý thức được loại cảm giác mất mát này không chỉ đến từ sự ly khai, mà là thất vọng đối với người nào đó, ra khỏi cửa văn phòng, vừa hay gặp Trương Dương đang giơ tay gõ cửa. Bởi vì quá mức đột nhiên, Lưu Diễm Hồng giật mình anh một tiếng, thùng giấy trong tay rơi xuống, Trương đại quan nhân tay mắt lanh lẹ rũi ra vươn ra ra đón lấy thùng giấy, hắn cười nói, cô muốn dọa chết người ta à? Bí thư Lưu, tôi trông xấu lắm hay sao mà dọa cho cô giật mình đến như vậy? Lưu Diễm Hồng nhìn rõ ra là Trương Dương không khỏi thở dài nói có dạng người như cậu ư. Đột nhiên xuất hiện ở cửa, không làm người ta giật mình mới lạ đó. chương 835, tình cách thật hai Thật ra chuyện này không tại Trương Dương, ai biết được cô ta đột nhiên mở cửa. Trương Dương ôm thùng giấy, nói đây là muốn dọn rác hay là muốn chuyển nhà. Lưu Diễm Hồng nói, cậu tới đúng lúc lắm, giúp tôi đóng đổ đi. Trương Dương dạ một tiếng, ôm hộp giấy, giúp Lưu Diễm Hồng chuyển tới bãi đỗ xe dưới lầu. Lưu Diễm Hồng trên đường đi như nghĩ ra gì đó, quay lại văn phòng lấy hai bồn lục la để trên bàn làm việc. Mở cốp sau ra, đặt xong đồ vào, Trương Dương có chút kinh ngạc nói, thực sự chuyển nhà à. Câu trả lời của Lưu Diễm Hồng khiến cho Trương Đại Quan Nhân cảm thấy chấn kinh không thôi, tôi từ trước rồi. Gì cơ, Trương Dương thiếu chút nữa thì lòi cả hai mắt ra ngoài. Tôi đã từ trước rồi lưu diễm hồng nói xong liền mở cửa xe ngồi vào trương đại quan nhân cũng mở cửa xe ngồi vào bí thư lưu không chị lưu chị từ chức thật à thằng ôn này vẫn không tin với loại cấp bậc này của lưu diễm hồng sao nỡ từ chức cho được lưu diễm hồng gật đầu lại chứng thực lời của cô ta trương dương tiếc đến cực điểm thở dài nói đáng tiếc quá nếu thật sự không muốn làm nữa chị về hưu thì để tôi nhận ca cho nghe thấy những lời này lưu diễm hồng không nhịn được liền bật cười tâm tình vốn buồn bực giống như thoải mái hơn một chút trương dương nói lừa tôi phải không lưu diễm hồng nói tôi lừa cậu làm gì mời tôi ăn cơm đi lòng tôi đang khó chịu lắm hắn đưa diễm hồng tới ngô việt nhân gia nơi này cũng là sản nghiệp của viên ba trương đại quan nhân ở tất cả khách sạn nhà hàng của viên ba đều được hưởng đãi ngộ của khách quý trương dương lấy một căn phòng nhỏ gọi vài món ăn ngon hắn lặng yên quan sát vẻ mặt của lưu diễm hồng phát hiện tình tự của Lưu Diễm Hồng rất kém. Ở trong lòng Trương Dương, Lưu Diễm Hồng là người không tồi, bất kể là làm lãnh đạo hay là làm một lão đại tỷ, Trương Dương gọi một bình ngũ lương, rót cho Lưu Diễm Hồng một ly. Lưu Diễm Hồng không nói gì, cầm chén rượu lên uống. Trương Dương nói, chị Lưu, tôi mời chị ăn cơm, nhưng không mời chị mượn rượu tiêu sầu, từ trước nếu đau khổ như vậy, thôi thấy hay là tẹo nứa quay về rút đơn từ trước đi. Lưu Diễm Hồng trừng mắt lườm hắn một cái, Nói tôi không thể đau khổ một chút à. Tôi không thể mượn rượu giải sầu một lần à. Tôi không thể phóng túng một hồi ư? Trương đại quan nhân cười cười bất đắc dĩ, nữ nhân mà bá đạo lên thì sẽ không phân rõ phải trái, hắn không chỉ một lần nghiệm chứng đạo lý này, cho nên vào những lúc như thế này tốt nhất hãy thành thành thật thật bồi rượu người ta, nói ít thôi, làm một người lắng nghe mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vài chén rượu xuống bụng, Lưu Diễm Hồng nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, ngược lại không nhịn được hỏi alo cậu sao không hỏi không hỏi trương dương nói hỏi chị cái gì hỏi tôi vì sao lại đau khổ như vậy trương dương cười nói tôi chẳng thấy chị đau khổ gì cả có thể ăn uống được là tốt rồi lưu diễm hồng nhìn bộ dạng cợt nhà của hắn bỗng nhiên có một loại xung động muốn cầm cốc ném vào mặt hắn trương đại quan nhân cũng cảm thấy ánh mắt của lưu diễm hồng bất thiện mình không muốn làm cái túi chút giận của cô ta vậy chị lưu rốt cuộc là có chuyện gì vậy lưu diễm hồng nói tôi từ chức rồi trương dương quên không đếm lưu diễm hồng là lần thứ bao nhiêu nói câu này rồi có điều từ lưu diễm hồng nhiều lần cường điệu chuyện này chứng tỏ cô ta vẫn đang rất tiếc nuối trương dương nói quyết định rồi à không hối hận chứ lưu diễm hồng gật đầu trương đại quan nhân cầm chén rượu lên nói chị lưu chúc mừng chị lưu diễm hồng nói chúc mừng tôi cái gì trương dương nói quan trường chính là một vũng bùn lớn vốn không thích hợp với nữ nhân chị hiện tại nhảy ra đương nhiên là đáng để chúc mừng rồi sao nghe những lời này của cậu có chúc trọng nam khinh nữ nhỉ trương dương nói không phải có câu nữ nhân là người bằng nước nam nhân là người bằng bùn cho nên mỗi loại hình đều phải tìm thấy hoàn cảnh thích hợp của mình loại nước thanh thuần như chị lưu căn bản không nên thích hợp nhúng vào vũng bùn này lưu diễm hồng khen lời này tôi thích nghe đấy nào cụng ly. Hai người lại làm một ly. Trương Dương uống xong chén này, vừa rót rượu cho Lưu Diễm Hồng vừa cẩn thận quan sát biến hóa của vẻ mặt của cô ta. Tình tự hiện tại của Lưu Diễm Hồng tựa hồ đã tốt hơn một chút, lúc này mới cẩn thận hỏi chị Lưu, tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Lưu Diễm Hồng nói, tỉnh Lý đề nghị tôi tới chung kỷ ủy, tôi cự tuyệt, cho nên từ chức. Trương Dương nói, tham quan mà cũng không thích à? Lưu Diễm Hồng nói, không thích, không muốn đi đâu cả. Trương Dương nói, đang yên đang lành sao muốn chị tới chung kỷ ủy. Lưu Diễm Hồng nhấp một ngụm rượu, từ từ đặt chén rượu xuống, Trương Dương lại rót cho cô ta một chén, rất quan tâm đặt trước mặt cô ta. Lưu Diễm Hồng nói, người tố cáo tôi và tỉnh trưởng Tống có quan hệ ám muội, tỉnh lý vì tị hiềm cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Trương Đại Quan Nhân không nghe thì thôi, vừa nghe thấy vậy liền điên lên, hắn tức giận nói, tên hỗn đản nào tố cáo. Nói với tôi đi, tôi sẽ cắt lưỡi hắn lưu diễm hồng nói bỏ đi trương dương nói không thể bỏ được người ta hát nước bẩn lên người chúng ta chúng ta không thể đứng đó để mặc cho họ hát được ít nhiều gì chúng ta cũng phải hát lại lưu diễm hồng nói người sống ở trên đời này không thể quá thành thật được càng thành thật thường thường càng bị va cho vỡ đầu chảy máu trương dương nói chị chị nói với tôi đi rốt cuộc là ai vậy xưng hô của hắn đối với lưu diễm hồng từ bí thư lưu tới chị lưu hiện tại dứt khoát gọi luôn là chị trên thực tế Trương Đại Quan Nhân đối với Lưu Diễm Hồng cảm thấy thật sự như chị cả của mình vậy, hắn bất bình cho Lưu Diễm Hồng, một người thiện lương chính trực như vậy căn bản không nên gặp phải kết quả này. Lưu Diễm Hồng nói, cậu nếu quan tâm tới người chị gái này thì trò chuyện với tôi đi, uống rượu vào trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Trương Dương cùng cô ta uống một chén rượu rồi nói khẽ có phải Lý Đồng Dục hay không? Hắn nghĩ đến Lý Đồng Dục cũng là rất tự nhiên, Lý Đồng Dục gần đây như chó điên báo thủ tống Hoài Minh, chuyện này nếu liên quan tới Tống Hoài Minh, 10 phần là có liên quan đến Lý Đồng Dục. Lưu Diễm Hồng không nói gì, điều này lọt vào mắt Trương Dương thành một loại mặc nhận. Trương Dương tức giận đến nỗi cầm cốc đập mạnh lên bàn, tức giận nói tức giận nói, quả nhiên là con rùa đen này, tôi biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ ý đồ như vậy mà. Lưu Diễm Hồng nói thôi, tôi hiện tại đã từ chức, đã không còn giá trị để hắn tố cáo nữa rồi. Trương Dương nói, hắn vẫn cửu thị tỉnh trưởng Tống, mấy năm nay không có lúc nào là không âm thầm siêu tập tài liệu đen mưu đồ tiến hành trả đũa tỉnh trưởng tống chị lưu lần này chị là vô tội bị dính vào giữa hai người luôn thanh bạch thanh giả tự thanh tỉnh lý cũng sẽ không tin những lời vô căn cứ của hắn lưu diễm hồng nói khẽ nhưng tình cảm của tôi đối với anh ta quả thực không phải bình thường đơn giản là như vậy lưu diễm hồng cuối cùng cũng nói lời chôn sâu trong lòng ra trương dương ngây ra một thoáng thật ra hắn đã sớm nhìn ra tình cảm của lưu diễm hồng đối với tống hoài minh nhưng chuyện này không thể nói ra được hắn vẫn giả vờ như không biết gì cả trương đại quan nhân tự thấy mình không phải là một chuyên gia tình cảm nhưng nếu để hắn gặp rồi hắn cũng không thể bỏ mặc lưu diễm hồng được lưu diễm hồng cười nói tôi có phải rất buồn cười hay không trương dương nói yêu một người là chuyện rất bình thường có gì mà buồn cười lưu diễm hồng nói đáng tiếc tôi yêu người vốn không nên yêu chỉ là một mình tình nguyện, lại mang tới cho anh ta nhiều phiền phức như vậy. Trương Dương nói chị, nói cho chị một bí mật nhé. Lưu Diễm Hồng nhìn thấy vẻ mặt thần bí của hắn, thấy có chút buồn cười, sao? Trương Dương nói, tôi cũng thường xuyên thầm mến người khác. Chương 836, tính cách thật ba. Lưu Diễm Hồng không nhịn được cười nói, cút, nước hạnh của cậu thế nào tôi biết rõ, trước giờ luôn là một đám con gái vây quanh cậu. Trương Dương nói một đám thì một đám, nhưng vì sao tôi không thể yêu thầm người khác? Lưu Diễm Hồng thở dài nói trên tình cảm tôi là một người thất bại. Trương Dương nói không đâu Ngô Minh đó chẳng phải giống như ruồi bọ cả ngày vây quanh chị hay sao? Lưu Diễm Hồng trừng mắt lườm hắn một cái, nói đừng có nói xấu sau lưng người ta. Ngô Minh ở sau lưng cũng không nói xấu gì cậu cả. Trương Dương nói đó là hắn âm hiểm, hắn biết chị là chị của tôi. Ở trước mặt chị nói xấu tôi chỉ có thể khiến chị phản cảm với hắn." Lưu Diễm Hồng nói, "Cậu rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn rõ, nhưng mỗi lần xung động lên là liền gây ra chuyện." Trương Dương nói, "Tôi phát hiện thế giới này không có gì khác với trước đây, chị không chọc người khác thì người khác cũng chọc chị, muốn sống bình an là điều không thể." Lưu Diễm Hồng nói, "Ôi, cậu nói chuyện cứ như ông già ấy, trước đây mà cậu nói là khi nào? Cậu được bao lớn rồi?" Trương đại quan nhân trong lòng buồn cười lắm, ngoài miệng thì nói, nói ra chỉ sợ dọa chết chị thôi. Hắn cũng nói thật, chuyện thời đại tùy Lưu Diễm Hồng chỉ được nghe nói trong giới hạn mà thôi. Lưu Diễm Hồng dơ đũa lên gõ và đầu hắn một cái, đừng có giả vờ giả việt trước mặt tôi. Trương Dương cười nói, không dám, không dám, cái đó, chị, tôi đã nói những lời không nên nói rồi, chỉ khổ cực làm nhiều năm như vậy, một tờ đơn từ trước đã đưa chị về trước thời giải phóng, có phải là thiếu suy nghĩ không? Chị nghĩ lại đi, trong chuyện này phải chăng là xử lý hơi xung động một chút." Lưu Diễm Hồng thở dài nói, "Chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi, Lý Đồng Dục tuy rằng là người tố cáo, nhưng tài liệu của hắn không hề có chứng cứ thực tế nào, rất nhiều chỗ đều nói không đúng, nhưng một khi có người muốn lợi dụng những điều này, chuyện sẽ biến thành không còn tầm thường nữa." Trương Dương nhạy bén phát giác ra người mà Lưu Diễm Hồng đang nói chính là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương ở Bình Hải người có thể lợi dụng chuyện này để tạo ảnh hưởng cũng chỉ có kiểu Trấn lương. Lưu Diễm Hồng nói, tôi nếu như tới Trung Kỳ ủy, người khác sẽ nói, nhìn xem, đúng là họ có vấn đề rồi, không có vấn đề thì việc gì phải đi. Nếu tôi kiên trì ở lại, nếu tỉnh trưởng Tống lên tiếng vì tôi, lại có người sẽ nói, nhìn xem, đã bảo là bọn họ có vấn đề mà, không có vấn đề thì Tống Hoài Minh Anh vì sao lại ra sức bảo vệ cô ta như vậy bất kể tôi làm như thế nào cũng đều sẽ gây ra khốn nhiễu cho anh ta. Nhưng chị từ chức cũng có người nói ra nói vào. Lưu Diễm Hồng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, không đâu, tôi hiện tại trong lòng rất yên, tôi có lỗi với tình cảm của tôi nhiều năm nay, tôi có lỗi với sự chờ đợi của tôi trong nhiều năm nay, tôi không lợi dụng anh ta làm bất kỳ chuyện gì cho tôi, sau khi từ chức tôi sẽ lựa chọn rời khỏi Bình Hải. Trương Dương bị chân tình của Lưu Diễm Hồng làm cho cảm động rồi, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới tần thanh nếu có một ngày khi phải lựa chọn tần thanh có thể làm như lưu diễm hồng hay không trương dương tin cô ta sẽ làm vậy nhất định sẽ làm vậy nhưng tần thanh làm như vậy là bởi vì bọn họ yêu nhau mà lưu diễm hồng chỉ là trả giá vì người mà cô ta yêu thầm trong lòng đấu tranh vì một tình yêu vĩnh viễn không thể có được trương dương cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của lưu diễm hồng bị dũng khí của cô ta khiến cho cảm động trương dương cười nói chị Tôi vốn cho rằng chỉ có những người trẻ tuổi như chúng tôi mới xung động như vậy, không ngờ chị cũng thế. Lưu Diễm Hồng gắt, cậu lòng vòng mắng tôi già rồi đúng không? Trương Dương cười nói, không dám, tôi chỉ là cảm thấy, chị là một người rất có dũng khí, nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối không nỡ làm như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, có thể tôi đã thật sự chán nản rồi, một nữ nhân trên chính chỉ có thành công hơn nữa thì được gì chứ? Trương Dương nói, có từng nghĩ sau này sẽ làm gì không? lưu diễm hồng nói tạm thời chưa nghĩ cô ta cười nói có lẽ tôi sẽ đổi sang làm sinh ý hoặc là tôi đi vẽ tranh dẫu sao thì tài sản mà người chồng trước chia cho tôi đã bảo đảm cho tôi có thể sống cả đời không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền rồi tôi thuộc loại người một người ăn cả đời cũng không hết tiền làm gì cũng được cũng có thể không làm gì cả một mình ngồi trên sân thượng lặng lẽ nhìn mặt trời lặn mặt trời mọc trương dương có thể thấu hiểu tâm tình hiện tại của lưu diễm hồng hắn cười nói, có thể nhân cơ hội này nghĩ ngơi cho tốt, về phần sau này sẽ làm gì thì để sau hãng tính. Lưu Diễm Hồng có chút say rồi, cô ta nói với Trương Dương, Trương Dương, làm người nhất định phải phải có trách nhiệm, nhất định phải có dũng khí. Trương Dương nói, dũng khí cũng chia thành rất nhiều loại, có đại trí đại dũng, còn có cái dũng của kẻ thất phu, tôi rất bất hạnh là người sau đó. Lưu Diễm Hồng bật cười, cô ta lại cầm lấy bình rượu, lại phát hiện bình rượu đó đã được uống hết rồi, cô ta vẫy tay với trương dương đi lấy bình nữa đi trương dương nói chị chị có uống được không đó được tôi trước đây nhiều nhất uống được hai cân hiện tại còn chưa uống được nửa cân mà dương gật đầu nghĩ thầm thôi rồi hôm nay lưu diễm hồng là quyết tâm uống cho say rồi hắn đi lấy một bình ngũ lương dịch khi rót cho lưu diễm hồng nhắc tới lý đồng dục mà hận đến ngứa răng tên lý đồng dục này rất đáng giận sáng mai tôi sẽ tìm hắn tính sổ lưu diễm hồng nói dưới tình huống hiện tại cậu đừng gây thêm phiền phức nữa chó căn cậu cậu không thể quay đầu lại cắn chó được trương dương nói tôi hiện tại không cắn hắn tôi sẽ làm thịt chó ăn lưu diễm hồng cười nói nhắc tới thịt chó tôi thật sự có chút thèm rồi trương dương gọi nhân viên phục vụ vào có lý đồng dục không nhân viên phục vụ bị hỏi cho ngây ra gì cơ ạ à? trương đại quan nhân nói chính là thịt chó đó cái tôi nói là tiếng hàn Lưu Diễm Hồng bị chọc cho bật cười khanh khách. Nhân viên phục vụ đó vừa hay không hiểu tiếng Hàn, cứ tưởng là thật, gật đầu nói có, thịt chó kho. Trương Dương nói, vậy thì cho một phần lý đồng dục kho. Lưu Diễm Hồng nói, được, lý đồng dục kho. Lý đồng dục nếu nghe thấy hai người bọn họ chửi mình như vậy, kiểu gì cũng sẽ tức mà chết. Ăn mấy miếng lý đồng dục kho, tâm tình xê Lưu Diễm Hồng không ngờ tốt hơn rất nhiều. Cô ta tuy rằng rời khỏi ủy ban kỷ luật, thật sự có chút không hoàn toàn dứt bỏ được. Cô ta nói với Trương Dương quan hệ của cậu và Đỗ Thiên Giã có phải rất tốt hay không? Trương Dương gật đầu, là anh em thân, sao? Hắn gặp phiền phức à? Lưu Diễm Hồng nói, hắn cũng bị tố cáo, nói hắn và một nữ thương nhân giang thành tên là Tô Tiểu Hồng có quan hệ ám muội. Trương Dương cười nói, bọn họ nam chưa cưới, nữ chưa gả, có quan hệ ám muội thì sao? Lưu Diễm Hồng nói, trọng điểm không ở chỗ đó, mà là ở chỗ, hắn bị tố cáo lợi dụng chức quyền mưu đồ lợi riêng cho Tô Tiểu Hồng, nghe nói hoàng gia giả nhật của Tô Tiểu Hồng là nhờ có hắn ra mặt mua giúp, bởi vì có sự tham gia của Đỗ Thiên Giã, giá bán lúc đó rất rẻ, người kinh doanh trước gặp phải tổn thật rất lớn. Trương Dương tức giận nói, việc này rốt cuộc là sao vậy? Chuyện đó là tôi hỗ trợ, có liên quan gì tới Đỗ Thiên Giã đâu? Ai con mẹ nó tố cáo vậy? Vẫn là lý đồng dục à? Tôi nói này, sao thằng cha này xấu xa thế? hắn có cửu oán với tỉnh trưởng Tống thì tôi biết, nhưng Đỗ Thiên Giã chọc gì hắn, hắn hại Đỗ Thiên Giã làm gì. Năm đó khi Đỗ Thiên Giã bị vướng vào cuộc dân loạn ở núi Thanh Đài, hắn phái người chọc chuyện này ra. Nói tới đây, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được một chuyện, Lý Đồng Dục khẳng định có cửu oán với Đỗ Thiên Giã, bằng không lúc trước cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. chương 837, Lấy ơn báo oán 1 Lưu Diễm Hồng nói, chuyện năm đó của Đỗ Thiên Giã tôi vẫn còn nhớ như in, hắn bị cuốn vào cuộc ẩu đả đó của thôn Chu Tiểu Kiều, lúc ấy Trần Sùng Sơn vì cứu hắn còn bắn chết một người. Trương Dương nói, đúng rồi, tôi lúc ấy thấy rất lạ, vì sao Nhật Báo Đông Nam lại nhiệt tâm đối với chuyện này như vậy, còn đặc biệt phái phóng viên nằm vùng ở thôn Chu Tiểu Kiều, kích động thôn dân gây sự, hiện tại xem ra chuyện này căn bản không phải là ngẫu nhiên, Lý Đồng Dục không phải vì đưa tin, mà là để báo thù. Lưu Diễm Hồng nói, Lý Đồng Dục và Đỗ Thiên Giã có thù hận gì? Trương Dương nói, Đỗ Thiên Giã và hắn trước đây không quen nhau, sao có thể có thủ được. Theo tôi thấy chuyện này rất có thể là có liên quan tới đời trước, chắc là phải tra thử xuất thân của Lý Đồng Dục. Hắn từng chính miệng nói cho tôi biết cha hắn trước đây tình là bí thư địa ủy Quy Liêu, năm đó tư lệnh sở từng cứu mạng của hắn, sau đó cha hắn trong cải cách văn hóa bị bức đến chết, sau khi chết vẫn là tư lệnh sở bảo vệ cho một nhà bọn họ. Lưu Diễm Hồng nói, cha chuyện này cũng không khó, theo như lời cậu nói thì cha của Lý Đồng Dục từ lệnh sở, Đỗ Sơn Khôi và Trần Sùng Sơn, những người này đều quen biết nhau. Trương Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cừu hận của Lý Đồng Dục đối với Đỗ Thiên Giã chắc là bắt nguồn từ đời trước, cha hắn khẳng định là có mâu thuẫn với Trần Sùng Sơn và Đỗ Sơn Khôi. Mấy người mà Lưu Diễm Hồng nhắc tới này đa số đã từ Trần, hiện giờ người duy nhất biết nội tình chính là Trần Sùng Sơn. Muốn cởi bỏ nghi vấn này, phải tìm Trần Sùng Sơn để hỏi rõ ràng. Lưu Diễm Hồng nói, bất kể là vì mục đích gì, lòng trả thù điên cuồng của Lý Đồng dục này khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Trương Dương nói, tôi sẽ không để hắn tiếp tục điên cuồng như vậy nữa. Lưu Diễm Hồng uống một ngụm rượu, nói chuyện đã đủ loạn rồi, cậu trăm ngàn lần đừng có làm ra chuyện sơ suất gì nữa. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tôi lần này nhất định sẽ lấy đức phục người. Người tốt tâm tình không tốt rất dễ uống say, Lưu Diễm Hồng rất nhanh liền ngà ngà say. Trương Dương sợ cô ta uống nhiều rồi không có ai chiếu cố, thế là khuyên can cô ta đừng tiếp tục uống nữa. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, người sống trên đời thật sự không dễ dàng gì, muốn uống say thống khoái một lần cũng không được. Cô ta đứng lên nói, tôi phải đi rồi, đi tới spa cho tỉnh rượu, dùng trạng thái mới để tiếp đón cuộc sống tương lai của tôi. Trương Dương tiến cô ta ra cửa, Lưu Diễm Hồng lại không bảo Trương Dương lái xe đưa cô ta đi, xua tay nói, đi làm việc của cậu đi, tôi không sao đi một mình được rồi, cũng không xa đâu, tôi muốn được yên tĩnh. Nhìn Trương Đại Quan Nhân cô đơn chiếc bóng rời đi, Trương Đại Quan Nhân trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình, khi hắn đang đứng ở đây cảm khái thì nghe thấy phía sau có người gọi, anh. Trương Dương xoay người lại, thấy Triệu Tĩnh và em rể tương lai đinh Triệu Dũng hai người đứng ở cửa khách sạn, hai người bọn họ cũng đến mua Việt Nhân ra ăn cơm, khi ra cửa thì vừa hay nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương bật cười, từ sắc mặt hồng hào của Triệu Tĩnh biết rằng sức khỏe của cô bé này đã khôi phục lại rồi. Ninh Triệu Dũng cũng gọi theo, anh, tuy rằng quan hệ yêu đương của gã và Triệu Tính chưa công khai, có điều gã khi gặp Trương Dương vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Dương nói, cậu gọi tên của tôi đi, tôi nghe cậu gọi là anh mà nổi hết cả da gà. Ninh Triệu Dũng và Triệu Tính đều bật cười. Ninh Triệu Dũng nói, sao ăn cơm một mình vậy? Trương Dương nói, vừa ăn cơm cùng bí thư lưu của Ủy ban kỷ luật, cô ta vừa từ chức, Tâm tình không tốt, cho nên an ủi cô ta vài câu. Đinh Triệu Dũng nghe thấy tin tức này cũng rất kinh ngạc, từ chức ư. Không thể nào, cô ta đã lên tới cấp bậc này, không ngờ lại đi từ chức. Trương Dương nói, tình tình trung thực, khó tránh khỏi làm ra một số chuyện nhiệt huyết xung động. Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, mỉm cười nói, hai người nhàn hạ thoải mái quá nhỉ. Đinh Triệu Dũng nói, gái mái hầm của nơi này không tồi, tôi đặc biệt đưa cô ấy tới để bồi bổ sức khỏe trương dương gật đầu cảm thấy em gái quả thật là đã béo hơn một chút triệu tĩnh nói anh ngày mai em và triệu dũng cùng nhau về nhà anh có đi không trương dương không nghe rõ còn tưởng là về nhà đinh triệu dũng em đi gặp cha mẹ chồng anh đi làm gì đinh triệu dũng nói trương dương chúng tôi là vẻ xuân dương trương dương lúc này mới biết bọn họ muốn về nhà mình ở xuân dương đinh triệu dũng nói chúng tôi đã quyết định mùng một tháng năm năm nay sẽ kết hôn cho nên lần này tôi phải tới Xuân Dương trước để bái phỏng hai vị lão nhân ra. Cha mẹ tôi đã nói rồi, bảo tôi lần này về, đón cô chú tới Đông Giang, hai nhà gặp mặt nhau, thương lượng chuyện hôn lễ một chút. Trương Dương vừa nghe hai người muốn kết hôn vào mùng 1 tháng 5, đích xác là nên an bài cho hai nhà gặp mặt. Mình tuy làm anh, nhưng dẫu sao cha mẹ vẫn còn sống, không thể nào vượt quyền làm thay, lo cả chuyện mà đáng ra nên để cha mẹ lo được. Trương Dương nói, được, có điều, tôi chưa đi được, ở Đông Giang còn có chút chuyện. Triệu tính có chút thất vọng, anh, anh về với em đi, ngày mai về, ngày kia đón cha mẹ lên, anh không phải cũng lâu rồi chưa về thăm cha mẹ ư. Trương Dương trong lòng chủ yếu là không vứt bỏ được chuyện của tên Lý Đồng Dục này, hắn cười nói, thế này đi, anh sẽ xem tình hình, trước khi hai người đi thì gọi điện thoại cho anh, anh nếu có thể xử lý xong chuyện này thì sẽ theo hai người về. Có một số việc không phải Trương Dương muốn giải quyết là có thể lập tức giải quyết được, Lý Đồng Dục tố cáo Tống Hoài Minh và Đỗ Thiên Giã với ủy ban kỷ luật xong, đã tới kinh thành, tòa soạn báo nói y hắn đi họp, nhưng Trương Dương không cho rằng như vậy, thằng ôn này tới kinh thành khẳng định là muốn làm mưa làm gió. Ở trụ sở nhật báo Đông Nam, Trương Dương gặp Lương Đông Bình đang dọn đồ, Lương Đông Bình hiện tại đã thành chuột chạy qua đường, bên trong tòa soạn báo ai ai cũng đòi đánh hắn, nhưng hắn có một số tư liệu và vật phẩm cá nhân vẫn còn để ở đó, phải lấy đi cho nên đành chịu sự châm chọc và khiêu khích của người khác mà quay lại chỗ này, đồ của hắn đã bị người ta ném vào trong hộp giấy ở góc tường. Lương Đông Bình vừa thu thập vừa nghe mấy đồng sự châu đâu ghé tai sách mé và châm chọc, trong lòng Lương Đông Bình rất khó chịu, một người làm công tác văn hóa như mình mà gặp phải tình trạng này, thật sự là quá thảm, hắn ý thức được mình cũng không phải là cốt khí cứng rắn gì cả. Lương Đông Bình dọn xong đồ của mình, khi ôm hộp giấy đi ra thì gặp Trương Dương, Trương Dương không tìm được Lý Đồng Dục, tức giận đến nỗi đứng đỏ chửi, Lý Đồng Dục, thằng chó mày đâu rồi? Làm chuyện xấu xong thì vỗ mông chuồn à? Các anh nghe rõ cho tôi, giúp tôi chuyển cáo cho Lý Đồng Dục, về sau tôi mà gặp thằng chó đó ở đâu thì sẽ đánh ở đó. Nhân viên công tác trong tòa soạn báo rất nhiều, nhưng không có ai dám đứng ra, quỷ sợ người ác, từ cổ tới giờ đều là đạo lý này. Lương Đông Bình nhìn Trương đại quan nhân ác danh vang xa này, bỗng nhiên cảm thấy bi ai nói không nên lời, người theo khuôn phép cũng như hắn sống vì sao lại thê thảm như vậy, còn loại người xấu động chút là ra tay như Trương Dương vì sao có thể lăn lộn một cách phong sinh thủy khởi như thế, ai cũng nói thế giới là công bằng, nhưng sao hắn cảm thấy không công bằng chút nào cả. Trương Dương nhìn thấy Lương Đông Bình thì cười cười vỗ vai hắn, Lương Đông Bình vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng đã gặp nhau, có trốn cũng không thoát, hắn lại không dám đắc tội với Trương Dương, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười với Trương Dương, cũng rất gian nan, khi cười với Trương Dương, trong lòng toàn là tư vị chua sót, hắn rõ ràng ý thức được mình đang sợ, mình không còn là lương đông bình vì bảo vệ chân lý và chính nghĩa mà không tiếc bất kỳ giá nào nữa, mình đã thay đổi rồi, đã trở nên sợ chết. Sợ ngồi tù, sợ bị đánh. Lương Đông Bình nói khẽ tôi đi trước. Trương Dương nói, đừng vậy mà, tôi có chuyện tìm anh đây. Lương Đông Bình đi rất nhanh, trốn Trương Dương như trốn ôn thần, khi ra cửa bởi vì quá vội vàng, đụng phải một gã phóng viên của tòa soạn báo, đồ trong hộp rơi hết xuống đất, Lương Đông Bình xin lỗi rồi sau đó ngồi xổm xuống đi thu thập đồ của mình. Trương Dương đi tới, giúp hắn nhặt đồ. Lương Đông Bình cầm lấy một sấp giấy do Trương Dương đưa cho, nói khẽ cảm ơn. Trương Dương hỏi, không làm nữa à? Lương Đông Bình nghĩ thầm, anh đây không phải là nói lời vô nghĩa sao? Tôi bị anh kéo đi mở một hội chiêu đãi phóng viên, ở trước mặt nhân dân tỉnh chỉ trích Lý Đồng Dục, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Nhật Báo Đông Nam, cho dù tôi muốn làm, người ta ai còn cho tôi làm nữa. Thật ra Lương Đông Bình đối với tương lai về sau càng bi quan hơn, sau khi xảy ra chuyện này, đừng nói là Nhật báo Đông Nam, trong giới tin tức đã không còn nơi nào dung nạp hắn nữa rồi, thử hỏi ai còn dám dùng một phóng viên như hắn. Trương Dương và Lương Đông Bình cùng nhau đi ra cửa lớn tòa soạn báo, Lương Đông Bình nói tôi đi đây. Chương 838, lấy ơn báo oán 2. Hắn không dám chọc giận Trương Dương nhưng cũng không dám có dính dáng gì tới Trương Dương nữa, nếu không phải hắn lập mưu hãm hại mình, mình cũng đâu đến nỗi thảm như bây giờ. Lương Đông Bình cảm thấy mình là anh hùng mặt lộ, thiên hạ to lớn, không ngờ không chỗ cho hắn dung thân. Trương Dương nói, anh không làm ở đây nữa thì về sau định thế nào? Lương Đông Bình nói, không biết, hắn là nói thật, hắn thật sự không biết. Trương Dương nói, anh có tài như vậy, không làm phóng viên nữa thì cũng đáng tiếc. Lương Đông Bình lý giải những lời này của thằng ôn này là đang chào phúng mình, mặt hắn hơi hơi đỏ lên, rất phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Lương Đông Bình cố gắng cả nửa ngày mới nặn ra được một câu, có thể là loại người như tôi không không thích hợp với xã hội hiện tại nữa rồi. Trương Dương nói, chuyện lần này làm khó anh rồi. Lương Đông Bình, tôi có một đề nghị, hiện tại Nam Tích chúng tôi đang chủ bị vận hội tỉnh, nhân thủ của Ủy ban Thể dục Thể thao thiếu hụt nghiêm trọng, anh tới Nam Tích đi, hỗ trợ làm tuyên truyền, nắm công tác của ban tuyên truyền, anh thấy sao? Lương Đông Bình căn bản cũng không ngờ sẽ có loại chuyện tốt này rơi xuống đầu mình, trong nhất thời không biết trả lời Trương Dương như thế nào. Trương Dương cho rằng hắn không muốn, cười nói yên tâm đi, bài viết và tư liệu tuyên truyền của chúng tôi so với xã luận của Nhật Báo Đông Nam thì dễ viết hơn nhiều, trong thời gian vận hội tỉnh phải tiếp xúc rất nhiều với truyền thông, anh rất am hiểu phương diện này, còn đãi ngộ đợi tới nam thích rồi nói, tóm lại tiền lương hàng tháng sẽ không thấp hơn hiện tại. Lương Đông Bình lắp bắp nói, nhưng, nhưng, đừng nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy đi, tôi lát nữa sẽ đánh tiếng với Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích, anh sáng mai tới Nam Tích báo danh, tôi sẽ bảo Phó Chủ nhiệm Thường An bài tất cả cho anh, Lương Đông Bình, thật đó, tới giúp tôi đi. Trương Dương mời Lương Đông Bình gia nhập đoàn đội của mình trên ý nghĩa nào đó có thể coi là hành vi lấy ơn báo oán, Lương Đông Bình thật ra cũng rất đáng thương, trong chuyện lần này, hắn là bị Lý Đồng Dục lợi dụng, bị Lý Đồng Dục coi là súng, trương đại quan nhân ân oán phân minh, đối với người và việc đều phân rất rõ ràng, những người có thể tha thứ, những chuyện có thể bỏ qua, hắn trong lòng đều có một cán cân công bằng. Lương Đông Bình tuy rằng mấy lần đối nghịch với hắn, nhưng Trương Dương vẫn phải công nhận tài văn chương của hắn, đầu bút của người này rất cứng, trong đoàn đội công tác của Trương Dương vừa hay cần một nhân vật như vậy, Trương Dương có thể nhìn ra, sau khi trải qua chuyện lần này lương đông bình bị hắn dọa cho sợ rồi thậm chí còn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lương đông bình trước đây là văn nhân có cốt khí nhưng ở trước mặt hiện thực hắn đã bị đụng vỡ đầu chảy máu một chút cốt khí cuối cùng cũng đã bay mất rồi trương dương cảm thấy lương đông bình đã phát sinh chuyển biến biết sai mà sửa là bé ngoan trương đại quan nhân quyết định cho hắn một cơ hội cái này gọi là lòng dạ rộng rãi không tìm thấy lý đồng dục một bụng tức của Trương Dương không có chỗ chút, hắn vốn muốn đi tìm Tống Hoài Minh hỏi một chút về chuyện lưu diễm hồng từ trước, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, chuyện này không tới lượt hắn hỏi đến. Tống Hoài Minh lúc này cũng không dễ chịu gì, Lý Đồng Dục chẳng những đưa bản tài liệu này cho Ủy ban kỷ luật, đồng thời còn gửi tới nhà y, hiện giờ trên bàn trà trải đầy ảnh, Liễu Ngọc Oánh ôm con trai lẳng lặng nhìn chồng, hôm nay em nhận được một phong bì, bên trong phong bì là những thứ này. Tống Hoài Minh nói, em thấy thế nào? Liễu Ngọc Oánh nói, cái gì mà thấy thế nào? Người này gửi tài liệu cho em, dụng tâm chỉ nhìn cái là biết, em đương nhiên không tin những chuyện vớ vẩn này rồi. Tống Hoài Minh nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của vợ, trong lòng cảm thấy ấm áp, y nói khẽ cảm ơn em đã tin anh. Liễu Ngọc Oánh cười nói, anh là chồng em, em không tin anh chẳng lẽ đi tin người ngoài bàn lộng thị phi à? Có điều, hắn nếu dám gửi chỗ anh này cho em, nói không chừng còn có thể thông qua cách khác để bôi xấu danh dự của anh. Liễu Ngọc Oánh có chút lo lắng. Tống Hoài Minh nói, đã làm rồi, Lý Đồng dục dã đưa những bức ảnh này và một số tài liệu tới Ủy ban kỷ luật tỉnh. Liễu Ngọc Oánh nói, Hoài Minh, người này sao lại xấu xa như vậy? Lúc trước thì muốn phá hoại quan hệ cha con của anh và Yên Nhiên, sau đó lại muốn hại Trương Dương, hiện tại nhìn thấy gian kế không thành, lại lấy những cái này ra để bôi xấu danh dự của anh. Hoài Minh, anh không thể mặc kệ được. Tống Hoài Minh gật đầu y đứng dậy nói, anh phải đi một chuyến. Liễu Ngọc Oánh nói, đi đâu? Tới nhà bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương không bất ngờ vì Tống Hoài Minh tới chơi, hiện tại là lúc Tống Hoài Minh cần câu thông với mình nhất. Kiều Trấn Lương trực tiếp mời Tống Hoài Minh vào thư phòng của mình, mời y thưởng thức mấy bức tranh chữ mà gần đây mình mới siêu tập được. Loại người như bọn họ, cho dù muốn làm chuyện gì, thường thường cũng không đi thẳng vào chủ đề, mà là trước tiên bắt đầu từ một số chuyện không liên quan gì đó. Tống Hoài Minh đối với thư pháp cũng coi là có chút nhãn lực, sau khi thưởng thức liền khen ngợi vài câu. Kiều Trấn Lương nói, kể ra, cậu con rể tương lai của anh viết chữ cũng đẹp thật. Tống Hoài Minh cười nói, thằng nhóc đó cũng có chút tài vật. Kiều Trấn Lương nói, không phải tài vật đâu, là bản lĩnh thật đó, chuyện của nhật báo Đông Nam xử lý rất tốt, rút củi dưới đáy nồi, một chiêu này cho dù là tay lão làng cũng khó mà làm được. Tống Hoài Minh nói, dù sao vẫn còn trẻ tuổi làm việc hơi cấp tiến một chút kiều trấn lương nói đối với người trẻ tuổi mà nói cấp tiến cũng không phải là chuyện xấu gì y đổi đề tài có nói chuyện với lý đồng dục chưa tống hoài minh lắc đầu nói hắn tới kinh thành rồi một người viết báo đầu tiên phải hiểu được nói chuyện như thế nào lời nói của kiều trấn lương lộ ra chút ý vị đặc biệt tống hoài minh nói bí thư kiều yên tâm tôi sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này kiều trấn lương nói đồng chí diễm hồng đã đệ đơn từ chức cho tôi rồi tống hoài minh thành thật nói bí thư kiều tôi tối nay đến gặp ngài cũng là vì chuyện này kiều trấn lương cười nói luyến tiếc cô ta có phải không những lời này khiến tống hoài minh thật sự khó có thể trả lời tống hoài minh phát hiện lão kiều rất nhiều lúc khá là xấu xa nhưng mình lại không thể nào tìm ra được sơ hở trong câu hỏi này tống hoài minh nói đồng chí diễm hồng công tác trước giờ luôn rất xuất sắc tôi cho rằng nếu để cô ta đi, là một tổn thất của đảng ta. Kiều Trấn Lương nói, tôi cũng không nỡ để cô ta đi, nhưng xem ra cô ta lần này rất quyết tâm. Tống Hoài Minh nói, bí thư Kiều, trong tình hình hiện tại tôi không tiện lên tiếng. Kiều Trấn Lương nói, tôi hiểu, tôi cũng đã cố giữ cô ta, nhưng cô ta kiên trì đòi từ chức, thật ra tới Trung Kỳ ủy vẫn có thể xem là một lựa chọn rất tốt, đồng chí Diễm Hồng còn trẻ, trên sĩ đồ vẫn có thể tiến xa hơn. Tống Hoài Minh trong lòng hiểu rõ, chính là vì Kiều Trấn Lương bảo Lưu Diễm Hồng tới Trung kỷ ủy, mới khiến Lưu Diễm Hồng đưa ra quyết định từ chức. Hiện tại Kiều Trấn Lương nói như vậy, có chút mèo khóc chuột. Tống Hoài Minh nói, "Bí thư Kiều, tôi và đồng chí Diễm Hồng học cùng nhau ở trường Đảng, là bạn tốt nhiều năm, tôi cho rằng phẩm hạnh và hành vi thường ngày của đồng chí Diễm Hồng đều phù hợp với tiêu chuẩn của một đảng viên cộng sản ưu tú." khích lệ lưu diễm hồng chẳng khác nào gián tiếp cho thấy quan hệ giữa mình và cô ta không có bất kỳ chút ám muội nào kiều trấn lương mỉm cười nói tôi cũng tin là vậy tống hoài minh nói bí thư kiều tôi cho rằng trước mắt ủy ban kỷ luật tỉnh bình hải vẫn rất cần đồng chí diễm hồng bí thư lưu chiêu mặc dù có năng lực và quyết đoán nhưng anh ta dù sao cũng vừa mới tới bình hải đối với tình huống của bình hải vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ không thể mạnh mẽ quả đoán khai triển công tác được đồng chí Lưu Diễm Hồng làm công tác ủy ban kỷ luật nhiều năm, đối với tình huống của quần thể cán bộ các nơi trong Bình Hải đều rất quen thuộc, anh cho rằng có nên cân nhắc giữ cô ta lại không? Kiều Trấn Lương nói, công tác của ủy ban kỷ luật cũng không cần nắm rõ tình huống của mỗi một vị cán bộ, cũng không cần quan hệ tốt với bọn họ, làm công tác ủy ban kỷ luật là phải lục thân bất nhật, phải khiến cho những cán bộ làm trái kỳ cương phải sợ hãi, không nói một chút nhân tình nào cả. Tôi đề nghị đồng chí Diễm Hồng tới chung Kỳ ủy, một là vì sự phát triển cá nhân của cô ta, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là không muốn ảnh hưởng của chuyện lý đồng dục tố cáo bị khuếch đại, nếu công tác cùng một chỗ sẽ dẫn tới rất nhiều thị phi, tách ra một đoạn thời gian là tốt nhất, để tránh lời đồn đầy trời, không những ảnh hưởng công tác của cô ta, cũng ảnh hưởng đến tình tự công tác của anh. Hoài Minh à, tôi là muốn anh toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công tác, không muốn những việc vớ vẩn này làm tốn quá nhiều tinh lực của anh. Tống Hoài Minh nghĩ thầm anh nếu tốt như vậy mới là lạ đó lợi dụng sự kiện tố cáo lần này, đã lưu diễm hồng ra khỏi chính đàn Bình Hải, như vậy người ủng hộ bên cạnh mình sẽ bớt đi một, Tống Hoài Minh thừa nhận, đấu tranh chính trị, mình so với Kiều Trấn Lương vẫn kém hơn một bậc, Kiều Trấn Lương chuyên chú vào chính trị, y giỏi nắm chắc mỗi một cơ hội. chương 839, Lấy ơn báo oán 3 Tống Hoài Minh nói, tôi thấy chuyện này đối với đồng chí Diễm Hồng là rất không công bình, hơn nữa cho dù cô ta tới chung kỷ ủy, người khác cũng sẽ không dừng đòn nhảm. Kiều Trấn Lương cười nói, trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thời kỳ nở rộ của nó, thời kỳ này qua rồi, người khác cũng sẽ quên đi. Tôi vốn là có hảo ý, đồng chí Diễm Hồng tới Trung kỳ ủy, đối với sự phát triển của cô ta về sau tuyệt đối là rất có lợi, nhưng không ngờ cô ta lại biểu hiện ra sự kháng cự như vậy, đưa một lá đơn xin từ chức cho tôi. Tống Hoài Minh nói, bí thư Kiều đã phê chuẩn đơn từ chức của cô ta chưa? Kiều Trấn Lương lắc đầu nói, trước tiên cứ để đó đã cho cô ta nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh táo lại, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định. Tống Hoài Minh biết tính cách của Lưu Diễm Hồng, lần này có 8,9 phần 10 là không giữ được cô ta. Kiều Trấn Lương nói, Triệu Quý Đình hôm nay tới tìm tôi, bàn một số việc. Tống Hoài Minh trong lòng ngẩn ra, từ sau chuyện của Âu Dương Như Hạ, sĩ đồ của Triệu Quý Đình trên cơ bản đã tuyên cáo kết thúc, trên đại hội nhân dân năm nay vị trí của y sẽ bị điều chỉnh, Kiều Trấn Lương chắc là muốn nói tới chuyện này kiều trấn lương nói anh ta sức khỏe có vấn đề sau khi con trai bị đi tù trạng thái tinh thần rất kém đã không thể đảm nhiệm công tác của phó tỉnh trưởng thường vụ nữa rồi cho nên anh ta chủ động đề xuất muốn lui khỏi vị trí hiện tại tống hoài minh gật đầu nói đồng chí quý đình hiện tại đúng là không còn nhiệt tình với công tác trên các phương diện công tác cũng thiếu tính chủ động kiều trấn lương nói theo anh trong những phó tỉnh trưởng này của chúng ta ai là người thích hợp tiếp nhận vị trí của triệu quý đình nhất Tống Hoài Minh cười cười, Kiều Trấn Lương căn bản không cần thiết phải hỏi những lời này, người mà Tống Hoài Minh y xem trọng, Kiều Trấn Lương trăm phần trăm sẽ không dùng, hiện tại Kiều Trấn Lương là bí thư tỉnh ủy, quyền lên tiếng nằm trong tay y, y căn bản sẽ không nghe ý kiến của mình. Kiều Trấn Lương nói, anh không nói, có phải thấy những cán bộ cấp phó tỉnh này của chúng ta còn kém một chút đúng không? Tống Hoài Minh nói, thật ra mỗi người đều có ưu điểm riêng, bí thư Kiều đột nhiên hỏi vậy, tôi thật sự không tiện đưa ra quyết đoán. Kiều Trấn Lương cười nói, vốn Lương Thiên Chính là nhân tuyển thích hợp nhất, chúng tôi trước đó cũng đã trao đổi ý kiến, tôi trước giờ cũng rất thích anh ta, nhưng sự kiện vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang làm ô nhiễm nước lần trước khiến tôi nhìn thấy anh ta trên quản lý chấp chính còn có khiếm khuyết, cho nên tôi hơi do dự. Tống Hoài Minh thực sự cầu thị nói, tư lịch và năng lực chấp chính của đồng chí Thiên Chính trong mấy vị phó tỉnh trưởng vẫn là người xuất sắc nhất. Kiều Trấn Lương nói, chúng ta chọn cán bộ, cũng không phải là người què chọn tướng quân, vị trí phó tỉnh trưởng thường vụ rất quan trọng, không thể qua loa được, tôi phải chọn cho anh một trợ thủ có năng lực thực sự. Tống Hoài Minh bắt đầu cảnh giác rồi, thủ đoạn chính trị của Kiều Trấn Lương quả nhiên là một vòng đan một vòng, vừa mới bước lưu diễm hồng đi, hiện tại lại động chủ ý tới vị trí phó tỉnh trưởng thường vụ, ở cùng một ban để với một nhân vật đa mưu túc trí như thế này, lúc nào cũng phải tập trung hết tinh thần. Tống Hoài Minh gặp biến không sợ hãi, nói, nghe ý tứ của bí thư Kiều, hình như đã chọn được người thích hợp rồi kiều trấn lương cười nói cấp trên cho tới một đề nghị bí thư thị ủy thành phố nam võ tiêu nãi vượng tôi vẫn đang cân nhắc tống hoài minh nghe thấy tên của tiêu nãi vượng đã hiểu rõ chuyện này trên cơ bản đã được xác định từ lúc kiều trấn lương đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh vân an tiêu nãi vượng đã công tác dưới tay y quan hệ của hai người rất tốt mục đích kiều trấn lương đưa tiêu nãi vượng tới bình hải rất rõ ràng chính là muốn đoạt hết quyền lực của tống hoài minh Tống Hoài Minh mỉm cười nói, Bí Thư Kiều vẫn đang cân nhắc cái gì. Đồng chí nãi vượng rất khá, năng lực công tác nổi bật, ngài cũng hiểu khá rõ anh ta mà. Kiều Trấn Lương nói, chính bởi vì quá hiểu, cho nên tôi mới do dự, tiêu nãi vượng nếu đến Bình Hải, người khác liệu có nói tôi dùng người không khách quan không? Liệu có nói tôi đang chuyển tất cả ban đề cũ của mình tới Bình Hải không? Nói xong Kiều Trấn Lương bật cười trước. Tống Hoài Minh thầm nghĩ trong lòng, anh có dám nói là anh phải người khách quan không? Cao Trọng Hòa, Tiêu Nãi Vượng, Diêm Quốc Đào, những người này tất cả đều là anh từ Vân An mang tới, tất cả đều bộ hạ cũ của anh, ban đề cũ của anh, anh cứ tiếp tục làm vậy, sẽ khiến Bình Hải trở thành nhà riêng của anh, khiến cho Bình Hải không còn tiếng phản đối, đây là độc lãm đại quyền. Kiều Trấn Lương nói, Hoài Minh, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Tống Hoài Minh nói, tôi không có ý kiến, chọn cán bộ chỉ cần có lợi cho sự phát triển trong tương lai của Bình Hải, tôi đều sẽ ủng hộ. Có lời này của anh, tôi cũng an tâm rồi. Tống Hoài Minh trở nên mất hứng, trong lòng hắn thầm so sánh Kiều Trấn Lương và Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi phong mang lộ ra ngoài, Kiều Trấn Lương thì hòa khí, nhưng khi so sánh hai người, sự ham muốn đối với quyền lực của người sau lại mạnh hơn, sau khi Kiều Trấn Lương tới Bình Hải, mình Thủy Trung bị rơi vào thế hạ phong. Tống Hoài Minh ý thức được mình cứ lui mãi cũng không đổi lại được sự công nhận của Kiều Trấn Lương, ngược lại, Kiều Trấn Lương lại biểu hiện ra càng ngày càng cường thế và bá đạo. Tống Hoài Minh không cho rằng đây là chuyện tốt, kết quả đại quyền độc lãm sẽ cản trở sự phát triển trong tương lai của Bình Hải. Trương Dương quyết định cùng em gái về Xuân Dương, bọn họ đi rất sớm, Đinh Triệu Dũng lái chiếc đại thiết mới mua, trời chưa sáng, 5 giờ đã xuất phát rồi. Trương đại quan nhân nằm ở ghế sau nhắm mắt điều tức để lay tỉnh sở chấn nam, công lực của hắn hao tổn quá lớn, gần đây đang trong quá trình từ từ khôi phục, cho nên hắn vừa có cơ hội là luyện công ngay. Triệu tĩnh liếc về phía sau, tưởng rằng hắn đang ngủ, liền nói khẽ với Đinh Triệu Dũng, anh em gần đây rất mệt, xem ra công tác bân rộn lắm. Đinh Triệu Dũng nói, vận hội tỉnh tới gần rồi, anh ta thân là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, chuyện phải lo quả thật là rất nhiều, mệt một chút cũng là điều khó tránh khỏi. Triệu tĩnh thở dài, có chút đau lòng vì anh trai, cô ta nhớ tới vài năm trước khi còn ở Xuân Dương, người anh trai này còn phải chịu bao tủi nhục, mấy năm nay, điều kiện trong nhà bởi vì nhờ Trương Dương tiến vào sĩ đồ mà không ngừng thay đổi. Hiện tại hắn đã là cán bộ cấp chính ban, nếu không có anh trai, mình cũng sẽ không được vào đại học, cũng sẽ không quen được Đinh Triệu Dũng, cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc hiện tại, nghĩ một lúc Triệu Tĩnh không ngờ lại rơi lệ. Đinh Triệu Dũng nói, sao lại khóc? Triệu Tĩnh cầm lấy khăn tay lau nước mắt, nói, không có gì, em đang nhớ lại trước kia, em đau lòng vì anh em, không có anh ấy, em không biết giờ sẽ như thế nào nữa. Đinh Triệu Dũng cười cười, anh em là một người tốt. Triệu Tĩnh nói, còn cần anh nói nữa là, hai người trên đường nói nói cười cười, Trương Dương thì nằm ở ghế sau cả quãng đường, khi mở mắt ra thì đã là giữa trưa rồi, ô tô cũng đã đi vào cảnh nội Giang Thành, Trương Dương nhìn thời gian, gần 11 giờ 5 phút rồi hắn ngáp một cái, nói, lái chậm thế, 6 tiếng đồng hồ mới đến Giang Thành. Triệu tính cười nói, đoạn đường ở giữa là em lái, em chưa quen, chỉ dám lái với tốc độ an toàn, cũng tiện cho anh ngủ được nhiều mà. Trương Dương nói, anh tới Giang Thành làm chút chuyện, hai người về trước đi, buổi tối anh sẽ về. Triệu tĩnh nói, đã tới cửa nhà rồi mà, có chuyện gì mà quan trọng vậy? Trương Dương nói, chuyện của người lớn trẻ con hỏi làm gì, hai người thả tôi xuống cửa thị ủy là được rồi. Đinh Triệu Dũng dựa theo chỉ dẫn của Trương Dương, đưa hắn đến cửa lớn của thị chính phủ thị ủy, gã và Triệu Tính thì tiếp tục tới Xuân Dương, Triệu Tính hạ cửa kính xe xuống, nói anh, anh buổi tối về sớm một chút nhé, buổi tối cả nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Trương Dương cười vẫy tay với cô ta, ý bảo cô ta mau về đi. Đợi cho sau khi xe jeep đi xa rồi, Trương Dương lúc này mới ngẩng đầu xài bước về phía cửa lớn của thị ủy, Bảo vệ trẻ tuổi đang gác gọi hắn lại, anh kia, làm gì thế hả? Trương Đại quan nhân nhìn thấy mặt người này có chút xa lạ, khẳng định là mới tới, bảo vệ trông cửa của thị chính phủ thị ủy trước đây có ai mà không biết hắn, xem ra mình rời khỏi Giang Thành lâu quá, cảnh vẫn vậy nhưng người thì đã khác rồi. Trương Dương nói, tôi đến tìm bí thư Đỗ. Mỗi ngày đều có cả mấy trăm người đến người đến tìm bí thư Đỗ, tùy tiện là ai cũng gặp được ư? Nào, đăng ký đi đã. Trương Dương đi tới cầm bút ký tên mình lên trên, khi đang hoàn thiện tư liệu thì nghe thấy có gọi tên hắn, chủ nhiệm Trương. Trương Dương quay đầu lại, chính là phó chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành Tiếu Lâm, Tiếu Lâm là cháu của phó thị trưởng Tiếu Minh. Kể ra lúc trước Trương Dương còn là lãnh đạo của gã, khi Trương Dương chủ trì công tác của ban chiêu thương Giang Thành, đã giúp Tiếu Lâm kiếm lấy cái chức chủ nhiệm ban chiêu thương khu khai phá, mấy năm qua rồi, Tiếu Lâm cũng thành phó chủ nhiệm ban chiêu thương, cũng là cán bộ cấp phó ban. Chương 840, nếu như không gặp một. Trương Dương cười nói, Tiểu Tiếu à, khéo thế. Tiếu Lâm nói, tôi vừa rồi tới báo cáo công tác với thị trưởng Tả, chủ nhiệm Trương, anh tới Giang Thành lúc nào vậy? Tiếu Lâm đối với Trương Dương vẫn rất tôn kính. Trương Dương nói, vừa tới, tôi tìm bí thư Đỗ. Tiếu Lâm nói, bí thư Đỗ tới khu khai phá rồi, buổi trưa hôm nay không về đâu. Nếu Đỗ Thiên Giã không có ở đây, Trương Dương cũng không cần vào làm gì. Tiếu Lâm nói, tôi chở anh đi nhé, vừa hay tôi cũng muốn tới khu khai phá. Trương Dương gật đầu, lên xe Santana của Tiếu Lâm, Tiếu Lâm vừa lái xe vừa nói, chủ nhiệm Trương, nghe nói anh ở Nam Tích công tác rất xuất sắc. Trương Dương nói, cũng tạm. Tiếu Lâm nói, là vàng thì đi đâu cũng sẽ phát sáng, với năng lực của chủ nhiệm Trương đi tới chỗ nào cũng sẽ làm ra được thành tích. Trương Dương cười nói, anh làm cũng không tồi, tuổi còn trẻ mà đã là phó chủ nhiệm ban chiêu thương. Thật ra Tiếu Lâm so với tuổi thực tế của hắn còn lớn hơn một chút, có điều Trương Dương trước đây là lãnh đạo của Tiếu Lâm, cho nên đã quen dùng tư thái của kẻ bề trên để nói chuyện với gã. Tiếu Lâm cười nói, không phải đều là nhờ của chủ nhiệm Trương dẫn dắt ư, nếu không phải có anh thì tôi cũng không vào được ban chiêu thương. Trương Dương cười ha ha, nói, là cố gắng của bản thân anh. Tiếu Lâm nói, nghe nói công ty anh Đức Nhĩ đặt ở Nam Thích Hà. Trương Dương gật đầu nói, đã ký hợp đồng rồi, công ty Anh Đức Nhỉ chỉ là một khởi điểm, về sau Nam Tích sẽ lấy điều này làm hạch tâm để kiến thành xây dựng vườn công nghiệp công nghệ cao, phát triển xí nghiệp cao tân. Tiếu Lâm nói, Nam Tích đã đi đầu trong Bình Hải rồi, ngành công nghiệp cao tân khẳng định sẽ trở thành điểm nóng của kinh tế. Tôi nghe nói trọng điểm của hối thông cũng sẽ di rời về Nam Tích. Trương Dương cười nói, tin vịt thôi, Kiều Tổng quả thức mới có một khối đất ở Nam Tích, có điều hiện tại là để làm quảng trường dữ liệu, không phải là làm cơ sở sản xuất cơ sở sản xuất của hối thông đặt ở Giang Thành nhiều năm như vậy rồi, quy mô đã hình thành, cô ta sẽ không tùy tiện chuyển nhà đâu. Hai người rất nhanh liền tới khu khai phá, Trương Dương trước tiên gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã lúc này điện thoại bận liên tục, gọi 5 lần mới thông. Đỗ Thiên Giã nghe thấy Trương Dương đến khu khai phá, bảo Trương Dương trực tiếp đến nhà ăn của nhà máy điện tử Lam Tinh, buổi sáng hôm nay Đỗ Thiên Giã thị sát ở nhà máy điện tử Lam Tinh, Buổi chưa nhận lời mời của phía nhà máy điện tử Lam Tinh dùng cơm ở nhà ăn của nhà máy. Trương Dương cũng không ngờ chủ tịch của nhà máy điện tử Lam Tinh Kim Thượng Nguyên cũng đang ở Giang Thành, quan hệ của Trương Dương và Kim Thượng Nguyên không tồi hơn nữa, hơn nữa khi ở Tĩnh Hải còn ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng của Kim Thượng Nguyên và đoàn đại biểu Hàn Quốc, Kim Thượng Nguyên đối với sự có mặt của Trương Dương cũng biểu hiện ra vẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Trương Dương sau khi bắt tay với bọn họ, cười nói, "Bí thư Đỗ, tôi không báo mà đến." hy vọng không làm ảnh hưởng đến công tác bình thường của các anh. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, buổi sáng thị sát ở Lam Tinh, thuận tiện đàm luận một chút về kế hoạch phát triển trong tương lai của Lam Tinh với Kim Tiên Sinh, hiện tại đã bàn công tác xong rồi, đang chuẩn bị ăn cơm. Kim Thượng Nguyên cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới vui vô cùng, chủ nhiệm trương chủ nhiệm trương từ Nam Tích đến, vừa hay có thể bồi tôi uống vài chén. Tôi bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn Hàn Quốc chính tông, mời các vị khách thưởng thức. Đồ ăn Hàn Quốc quay đi quay lại cũng chỉ có mấy món đó, so với ẩm thực của Trung Hoa căn bản không cùng một đẳng cấp. Sau khi kính rượu theo lệ, Kim Thượng Nguyên nói với Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói Nam Tích muốn xa khu khai phá kỹ thuật cao Tân." Trương Dương cười nói, "Tin tức của Kim tiên sinh rất là linh thông, xây dựng khu cao Tân đã được xác định rồi, trước mắt cũng có anh Đức Nhĩ vào, chúng tôi hiện tại đang chuẩn bị một hồi sự kiện kinh mẫu IT, hoàn nghênh Kim tiên sinh tới Nam Tích khảo sát." Kim Thượng Nguyên cười nói, lần trước tới Nam Tích vẫn còn nhớ như in. Nhắc tới chuyện sự tình lần trước, Trương Dương cũng không nhịn được liền bật cười. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, cậu đây chính là công khai đào góc tường người ta. Trương Dương cười nói, cái này không gọi là đào chân tường, cái này gọi là cùng hưởng tài nguyên, xí nghiệp của Kim Tiên sinh lớn như vậy, chúng tôi đương nhiên phải mưu cầu hợp tác nhiều mặt. Mọi người ở đây đều bật cười. Nhìn thấy Kim Thượng Nguyên, trương dương không nhịn được liền nhớ tới kim mẫn nhi nhà đầu hàn quốc cực kỳ giống xuân tuyết tình này không biết có cùng tới đây hay không khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội hắn giả bộ bâng quơ hỏi kim tiên sinh kim tiểu thư không tới cùng à kim thượng nguyên nói nó đang ở trung quốc có điều trước mắt ở kinh thành giúp tôi xử lý một số chuyện trên nghiệp vụ trương dương gật đầu trong lòng không khỏi vui mừng xem ra không bao lâu nữa có thể gặp mặt kim mẫn nhi rồi sau khi ăn cơm chưa xong Trương Dương lên xe của Đỗ Thiên Giá, cùng gã rời khỏi điện tử Lam Tinh, trở lại văn phòng của Đỗ Thiên Giá. Đỗ Thiên Giá pha một ấm trà, cùng nhau ngồi xuống xa lồng với Trương Dương, hỏi cậu đến tìm tôi có chuyện gì. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Thiên Giá cũng không không có gì kỳ lạ, trong lòng bất giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Đỗ Thiên Giá thật sự không biết lý đồng dục khiếu nại chuyện của gã lên ủy ban kỷ luật ư? Trương Dương nói, anh có khỏe không? Đỗ Thiên Giá cười nói, rất khỏe trương dương bán tín bán nghi nói cấp trên không có người nào tìm anh à đỗ thiên giã nói có đơn giản là một số chuyện bắt bóng bắt gió thôi trương dương nói không có lửa thì sao có khói đỗ thiên giã trừng mắt lườm hắn một cái nói thằng ôn cậu đến là để nói với tôi những chuyện này ư trương dương nói tổng biên tập lý đồng dục của nhật báo đông nam tố cáo anh đồng thời còn tố cáo cả tỉnh trưởng tống phó bí thư lưu của ủy ban kỷ luật bởi vì kháng nghị đã chủ động từ chức, anh đừng xem nhẹ chuyện này. Đỗ Thiên Giã thật sự không biết tin Lưu Diễm Hồng đã từ chức, gã hít một hơi lạnh, nói, Lý Đồng Dục và tôi không có quan hệ gì, hắn vì sao lại muốn tố cáo tôi. Trương Dương nói, còn nhớ chuyện đánh nhau có vũ khí ở thôn Chu Tiểu Kiều lần trước không? Lúc ấy chính là Nhật Báo Đông Nam xúi dục thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều gây chuyện. Đỗ Thiên Giã nói, hắn vì sao muốn nhầm vào tôi? trương dương nói tôi thấy chuyện này không nên hỏi anh nên hỏi trần đại gia đỗ thiên giã nói cậu là muốn nói trương dương nói tôi luôn thấy chuyện này có thể là bắt nguồn từ đời trước đỗ thiên giã nói rất có thể đi lên núi thanh đài gã làm việc rất nhanh gọn nói đi là đi trương dương nói tôi buổi tối còn phải về nhà ăn cơm đỗ thiên giã nói giờ phải đi luôn rồi muộn là cậu không kịp về nhà đoàn viên đâu khi bọn họ tới nhà đá của trần sùng sơn trần sùng sơn đang hái nấm dưới nắng nhìn thấy bọn họ cùng nhau tới đây không khỏi bật cười hai đứa sao lại đi cùng nhau vậy đỗ thiên giã nói cha bọn con hôm nay tới đây đặc biệt để hỏi cha chút chuyện trương dương sớm đã biết quan hệ cha con của bọn họ đỗ thiên giã tất nhiên cũng không cố kỵ gì thật ra hiện tại quan hệ cha con của gã và trần sùng sơn đã có rất nhiều người biết rồi trần sùng sơn vỗ vỗ tay nói ngồi xuống nói đi Ba người ngồi trước bàn đá, Trần Sùng Sơn đun trà sơn giã trong nồi gốm đen, hương trà mê người theo gió núi thầm vào không khí. Trương Dương nói, Trần Đại Gia, ông có biết một người tên là Lý Đồng Dục không? Trần Sùng Sơn nghe thấy tên này thì lộ ra vẻ rất xa lạ, lắc đầu nói, không biết. Trương Dương nói, cha hắn từng là bí thư địa ủy cận liêu. Trần Sùng Sơn rõ ràng ngây ra một thoáng, ông ta rót nước trà vào ba cái chén nhỏ, nói khẽ, người cậu nói là Lý Chiêu Húc à trương dương và đỗ thiên giã liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ đương nhiên không biết ai là lý chiêu húc trần sùng sơn nói tôi nhớ rõ lý chiêu húc có ba đứa con trai thằng cả tên là đại bảo tên đi học là lý đồng bảo đỗ thiên giã nói vậy đúng rồi hắn hiện tại là phó bộ trưởng bộ tuyên trung ương trần sùng sơn nói tôi và đỗ sơn khôi sở trấn nam ba người là chiến hữu vào thời kỳ hậu kháng chiến lý chiêu húc và liên trưởng của liên đội chúng tôi là thượng cấp của chúng tôi Trần Sùng Sơn nói tới đây thì tạm dừng một chút, nhớ lại cái thời đầy mùi thuốc súng đó. Lý Chiêu húc khác với những binh sĩ xuất thân từ nông dân chúng tôi, anh ta đến từ thành phố lớn, điều kiện gia đình rất tốt, nghe nói ở Thượng Hải có một nhà máy tơ lụa quy mô không nhỏ, về sau anh ta đầu thân vào cách mạng, bởi vì trình độ văn hóa của bản thân anh ta rất cao cho nên rất nhanh liền nổi bật trong đám người chúng tôi, nói tới thời gian nhập ngũ cũng tầm tầm như đám người chúng tôi, nhưng anh ta lên chức nhanh hơn khi đảm nhiệm chức liên trưởng của chúng tôi, khiếm khuyết của anh ta cũng từ từ lộ ra. Con người của anh ta tự thị thâm cao, coi thường những binh lính nông thôn chúng tôi, hơn nữa không chịu nghe ý kiến của người khác, nói một câu công bằng thì có chút bảo thủ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 840